chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 591 Lão Đông Tây Động tỉnh pha đại, càng không cần giảng, Nàng bản thân nhất cử nhất động thất trưởng lão đều đặc biệt để ý, tin tức truyền mau, ở biết được Diệp Kiều trực tiếp sách theo kiếm sát đi lên kia một khắc, bị nhốt trong phòng tối mấy người cũng ngồi không yên. Minh Huyền tưởng đạp sân trực tiếp chạy ra đi, nội môn đệ tử nhóm cản lại, Triều hắn làm mặt quỷ, Minh sư huynh, ngài nhưng đừng làm khó dễ chúng ta. Nói đến cùng sư mệnh khó trái a. À? Cái gì sư mệnh khó trái, bất quá là thất trưởng lão ỷ vào tông chủ lệnh muốn làm gì thì làm mà thôi. Minh Huyền tưởng phun bọn họ hai câu, nhưng nghĩ nghĩ, cùng bọn họ quan hệ cũng xác thật không lớn, ở thất trưởng lão độc tài thống trị dưới, năm tông mỗi cái đệ tử đều quá đến rất thảm. Xem hắn làm mặt quỷ bộ dáng, Minh Huyền ghét tới rồi hắn ý tứ, trong tay một đạo bát quái đồ, dơ dơ lên mi, ngươi tránh ra, xảy ra chuyện một mình ta gánh. Dứt lời, một đạo vây thuẫn phù đem kia mấy cái đệ tử đinh tại chỗ, thông thả ung dung đi rồi. Hiện giờ bọn họ gần như hóa thần cảnh giới, Trường minh tông có thể cản bọn họ ít có mặc dù là trưởng lão đều không nhất định ngăn được huống chi một đám đệ tử từ nhỏ phòng tối ra tới kia một khắc thất trưởng lão cũng kinh cảm thấy được hắn ra ngoài không có nửa điểm thẹn quá thành giận ý tứ bình thản truyền lệnh làm cho bọn họ tới một chuyến chủ phong minh huyền vui vẻ một chút hắn liền thích cấp thất trưởng lão tự tìm phiền phức vốn dĩ đã nhiều ngày đều bị thất trưởng lão cấp quan phật nào biết lần này đối phương thế nhưng chủ động làm cho bọn họ đi chủ phong khi cảm tình hảo a à, Tuy biết thất trưởng lão triệu bọn họ tuyệt không phải cái gì chuyện tốt là được, nhưng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó sao, tóm lại thất trưởng lão không có tạo sát nghiệp ý tứ, hắn đoán đối phương có lẽ là bị thiên đạo gông cùng xiền xích, chỉ dám mượn đao giết người, lại không có can đảm động thủ. Hắn đuổi tới thời điểm, chủ phong đã có vài vị trưởng lão phân biệt đứng ở tả hữu hai sườn, minh huyền tưởng trận trắng mắt, lại không cái này lá gan, chỉ có thể nhịn. Một trọng hy cắt một tiếng. Khi thất trưởng lão độc ngồi trên đài cao, Mặt khác trưởng lão phân biệt đứng ở hai sườn, đem bọn họ trưởng lão đương cái gì? Thì vệ. Tiếp dư cùng chu hành vân liền tương đối ổn trọng, hai người biểu tình không có bất luận cái gì khác thường, quy quy củ củ rũ mắt, nhưng thật ra có vài phần ngoan ngoãn. Các ngươi cùng ở bên nhau 4, 5 năm có thừa, đối với dịp kiều lần này tiến đến, các ngươi cảm thấy nàng tính toán như thế nào? Thất trưởng lão là cái tâm cơ thâm trầm hạng người, vứt cái giống thật mà là giả vấn đề, tự hồ là đem chủ ý đánh tới này đó thân truyền mặt trên. Rốt cuộc luận quen thuộc, bọn họ mới càng quen thuộc Diệp Kiều. Cảnh giới đều không thấp, vây công một cái Diệp Kiều, dư giả. Mấy cái trưởng lão sắc mặt nhiều lần biến hóa, Triệu trưởng lão cười đến có chút miễn cưỡng, sợ những người này không hiểu chuyện chống đối đối phương, liền chủ động tiếp lời nói ra, bọn họ một đám tiểu hài tử, bọn họ biết cái gì. Ngài không bằng cùng chúng ta thương nghị thương nghị. Minh Huyền trực tiếp sảng khoái, ngài kia trận pháp, luyện hư dưới tuyệt không bất luận cái gì còn sống khả năng luyện hư phía trên không hiểu trận pháp đi vào, cũng là phá lệ hung hiểm. Diệp Kiều tính toán như thế nào? Này lại há là nàng có thể tính toán làm cái gì liền làm cái đó. Lão nhân này nhưng không tính toán cho hắn sư muội đường sống A. Minh Huyền là thật sự không dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ trận pháp, cái này tông môn thật đúng là thần kỳ cực kỳ, một cái hai cái đều ở tàn. Nhưng thật ra không uổng công hắn lúc trước nhất ý cô hành buông tha Nguyệt Thanh Tông, bái nhập tầng phạn phạn môn hạ. Luận náo nhiệt, còn phải là trường minh tông ở đây đều không phải ngốc tử ai đều nghe ra tới thất trưởng lão là muốn cho bọn họ mấy cái động thủ ngày xưa sư huynh muội lẫn nhau đánh có thể so làm những cái đó trưởng lão động thủ có ý tứ minh huyền không lên tiếng cân nhắc trong tay một bộ trận pháp tạp thất trưởng lão trên mặt thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại có lẽ ngài không biết chu hành vân nhưng thật ra trả lời thanh âm khinh phiêu phiêu chúng ta kiếm tu kiếm cũng không dễ dàng ra khỏi vỏ. nói ngắn gọn không ước không có cửa đâu. bọn họ kiếm tu kiếm thực quý. A phi, thất trưởng lão thiếu chút nữa một trưởng quạt bọn họ trên người. các ngươi phía trước thúc kiếm cùng chơi giống nhau, hiện tại lại nói kiếm tu kiếm không tùy ý ra khỏi võ. đương hắn chưa làm qua kiếm tu sao? thất trưởng lão ánh mắt chuyển động. nếu các ngươi không muốn, kia liền ta tự mình động thủ. hắn dứt lời liền muốn đứng dậy tự mình đi gặp một lần kia diệp kiều. chu hành vân bên hông đoạn trần ra khỏi võ, hoành ở hắn trước người kiếm không hề dấu hiệu chỉ hướng hắn. Triệu trưởng lão e sợ cho hắn đem thất trưởng lão chọc mau, vội vàng dành trước một bước răng dậy, trường minh tông nội cấm rút kiếm ngươi không biết sao. Thất trưởng lão quả nhiên quanh thân hơi thở đều lạnh lẽo xuống dưới, một cái pháp bảo hung hăng tạp đi xuống, đem phía dưới mấy người toàn bộ tạp quỳ trên mặt đất, lúc này mới thư thái một lát, các ngươi này kiếm tu không phải cũng không dễ dàng ra khỏi vỏ sao. Hắn rốt cuộc tìm được rồi cớ phát tác, ngươi hiện tại là đang làm gì? Trưởng lão ngài có điều không biết một trọng hy linh cơ vừa động, hắn nói sai rồi, đó là bọn họ thái thượng vong tình một mạch kiếm, trước nay chỉ vì người thương ra khỏi võ Đại sư Huynh đây là nghe nói ngài tự mình xuống núi đi tróc nã dịp kiều, lo lắng ngươi bị thương. Tiếp dư bổ sung, tình thâm không thể tự ức. Cho nên kiếm liền tự nhiên mà vậy ra, ngài liền đảm đương đảm đương đi. Minh Huyền không cấm xem hắn, phục một tiếng cười. Vẫn là tiếp dư có văn hóa, một câu tình thâm không thể tự ức làm thất trưởng lão tà hỏa bốc lên, hận không thể chụp chết này nhóm người. Các ngươi làm càng. Hắn thanh âm sậu hàng. Thất trưởng lão không phải không thấy ra tới này nhóm người kẻ sướng người họa ở kéo dài thời gian. Hắn sắc mặt một nanh, lười đến cùng bọn hắn vô nghĩa, lệnh bài ném đi, ngọc bài kịch liệt trung động. Thần hồn đều bị nhiếp trụ, tất cả trưởng lão thân mình cứng đờ, ngoan ngoãn nghe lệnh. Thất trưởng lão lãnh đạm, bắt lấy bọn họ mấy cái. Hôm nay đó là áp, cũng muốn đem bọn họ áp đến đạo tràng. Mặt khác 12 phong phong chủ cùng ta cùng đi nhìn một cái kia Diệp Kiều muốn làm cái gì. Hắn không cần thiết động thủ, đưa tới thiên đạo chú ý, mượn dùng những người khác động thủ giết Diệp Kiều mới là thượng thượng sách. Thất trưởng lão vất tay áo rời đi, nhìn qua hùng hổ, tiếp dư nhíu nhíu mày, không khỏi lo lắng, các ngươi nói sư muội có ý tứ gì. Trước kia nàng cùng lão thử giống nhau khả năng nhảy, nếu thật muốn trốn, bằng vào nàng bản lĩnh cũng không phải không thể trốn tránh. Nhưng nơi này trực tiếp sát tới cửa tới là làm chi a Minh Huyền không chút để ý, người xem nàng đều trực tiếp đánh chính mình gia môn lên đây liền biết, nàng sợ là chuẩn bị không quan tâm. Diệp Kiều không có truyền lại cho bọn hắn bất luận cái gì tin tức, cũng căn bản không có bất luận cái gì kế hoạch, vậy có thể lý giải vì đều nháo lên bái. Mấy người nói chuyện phím quá trình giữa, vẫn là lần đầu nhìn đến tông chủ lệnh uy lực, loại này phát bảo tác dụng là dùng để chế hành môn phái chi gian giai cấp vấn đề. Nhìn toàn bộ triều bọn họ công tới trưởng lão, cũng là vào giờ phút này ý thức được tông chủ vị trí này ý nghĩa cái gì, tay cầm tông chủ lệnh tác dụng có bao nhiêu đại. Thật sự là vạn người phía trên A. Tần phạn phản tính tình thật đúng là thật tốt quá. Thật sự. Một đám trưởng lão cảnh giới ở hóa thần trung kỳ đến hóa thần đỉnh không đợi, động thủ khi cũng phá lệ tàn nhẫn lão luyện, bốn người ăn ý liếc nhau, tức khắc cũng không tính toán lưu thủ, đoạn trần triều tịch, sơn hà đồ, thất tinh trận toàn bộ tung ra. Minh huyền chơi trận pháp có một bộ, ỷ vào tông môn nội sẽ trận pháp cơ hồ không có mấy cái thất tinh trận ngăn vương tay làm cái thỉnh thủ thế ở tất cả trưởng lão căm tức nhìn hạ mọi người bị thỉnh vào trận nội nói là thỉnh hoàn toàn là bị thất tinh trận trói buộc bảy cái tinh vị liên tiếp trận pháp trong vòng phá lệ huyền diệu vô cùng trong chớp mắt công phu mấy cái thân truyền cùng trưởng lão đấu ở cùng nhau một bên đánh bọn họ còn ngăn không được thất thần hỏi trường minh tông vài vị trưởng lão ước chừng bảy cái trừ bỏ không ở tông trưởng lão kia cũng có bốn vị huống chi còn có mười hai phong phong chủ tưởng tượng đến đến lúc đó nhiều như vậy lão nhân toàn đi đánh diệp kiều một người hắn liền cả người khó chịu đừng nói hắn khó chịu mấy cái trưởng lão cũng khó chịu a à. bị một đám thân truyền đệ tử đè nặng đánh giống lời nói sao cánh ngạnh xem các trưởng lão động tác lạnh thấu xương tiếp dư không cấm nói ngài liền không thể phóng phóng thủy sao tội gì cùng bọn họ lãng phí thời gian có chút trưởng lão có lẽ là cảm thấy bị đệ tử đè nặng đánh thẹn quá thành giận còn lấy thước kho kho tạp bọn họ mấy cái đầu rất đau hảo đi sơn hà đồ nội đóng cái trưởng lão đi vào dư lại ba người liên thủ cũng có thể cùng các trưởng lão đấu có tới có lui nghĩ đến vấn kiếm tông phóng thủy cách làm minh huyền cũng chạy nhanh khuyến khích bọn họ phóng thủy trưởng lão các ngươi đừng như vậy liều mạng a khảo nghiệm các ngươi kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi Mấy cái các trưởng lão động tác không hẹn mà cùng cứng lại, quyết đấu chú trọng đó là chuyên tâm, sai một ly đi nghìn dặm, bắt lấy bọn họ sai lầm trong nháy mắt, Minh Huyền bấm tay niệm thần chú, tái khởi một trận, bốn phương tám hướng hợp lại, đem mấy cái chặt chẽ quan đi vào. Thấy vậy, trưởng lão nghỉ ngơi giải dụa tâm tư, bị Minh Huyền quan nội mặt cũng hảo, miễn cho lại bị thất trưởng lão sai sử xoay quanh, đến lúc đó còn phải cho đệ tử thêm phiền, nhớ rõ đem dịp kiều an toàn mang về. Khi hài tử xưa nay không phục quản giáo lần này thế tới rào rạc. Sợ không phải muốn ném đi này tông môn. Nhưng nàng nếu có thể sốc, khi ném đi cũng là tốt, nếu đổi trước kia nàng tuổi còn nhỏ, không tránh được bị trách cứ không biết lễ nghĩa, nhưng ở thất trưởng lão phụ trợ dưới, tới ném đi thất trưởng lão chỉ cần không phải ma tộc, những cái đó năm tông đệ tử đều có thể rưng rưng cho nàng đánh côn, quỳ tạ đối phương giải cứu bọn họ. Đều sợ không rõ dịp kiều đánh cái gì chủ ý, nhưng nàng làm ra tới động tĩnh thật sự đại thật sự, hơi thở đều không mang theo che lấp, sách theo kiếm liền phải lên núi. Đi ngang qua nội môn đệ tử nhóm trợn mắt há hốc mồm, cản cũng không dám cản. Chỉ có thể miệng thượng khuyên giải hai câu, sư tỷ ngươi thả bình tĩnh một ít a. À. Khi trưởng lão cũng không phải là cái gì hảo ở chung. Diệp Kiều tùy ý đáp lời, ta biết. Xảo a, à, nàng cũng không phải cái gì hảo ở chung. Diệp Kiều tay cầm phi tiên kiếm, sấm tới rồi trường minh tông trên núi, phía sau lộ tiểu minh tung ta tung tăng đi theo, nàng nhìn ngoài cửa 18 sát trận, nheo lại đôi mắt, lần trước thất trưởng lão hẳn là mượn dùng pháp khí ở quan sát chính mình. Thất trưởng lão gọi là gì? Diệp Kiều thậm chí không biết thất trưởng lão tên gọi là gì, trưởng lão quá nhiều, đều là tương đối hảo nhớ xưng hô, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái nội môn đệ tử, ngữ khí hiền lành, ngươi biết không? Khi đệ tử cả người rung lên, lắc đầu, không biết. Hắn âm thầm kêu khổ, này sư tỷ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật đúng là một đường sấm thượng sơn môn, trường minh tông các đệ tử muốn ngăn đều ngăn không được. Thực hảo, khi kế tiếp liền làm Diệp Kiều chính mình phát huy. Diệp Kiều đi phía trước bán ra một bước. Mênh mông kiếm khí kích khởi bốn phía 18 trận, đạo văn hiện lên quay vòng mở ra, trong phút chốc hình thành hô ứng, trận pháp đem nàng bao quanh vây quanh. Diệp Kiều chưa từng để ý tới sát khí tranh tranh trận pháp, trong tay kiếm một hoành, cao cao dương giọng. Lão Đông Tây. Lăng xuống tới gặp ta. Chương 592 quá 18 trận mọi người chỉ cảm thấy thần hồn rung động, ngạc nhiên nhìn một màn này. Hảo kiêu ngạo. Lại là trực tiếp xưng hô thất trưởng lão vì. Lão, lão Đông Tây. Điên rồi không thành. 18 trận làm đại sát trận tự nhiên cũng là đều không phải là lãng đến hư danh, đi phía trước đạp một bước chính là chết, vẫn là cố ý nhằm vào dịp kiều thiết hạ trận pháp, nàng vừa động, đạo văn bay lộn, sát khí tận trời. Dịp kiều kiếm thình lình đi phía trước một hoành, thanh âm không có nửa phần thu liễm, mang theo điểm linh lực sông thẳng 12 phong. Cũng bao gồm chủ phong. Nói cách khác vô số người đều nghe được nàng thanh âm, kiêu ngạo đến làm người cứng họng, Minh Huyền dán mấy trương ẩn thân phù lục, lại cấp mấy cái đồng bạn toàn bộ dán lên, liễm đi hơi thở, một đường cũng đi theo thẳng đến đạo tràng. Tông chủ lệnh nơi tay, trường minh tông nội các đệ tử ứng gọi toàn bộ tụ tập ở một chỗ. Toàn bộ tông môn đều có thể nghe được kia một tiếng rành mạch, lão đông tây, lăn xuống tới gặp ta trầm mặt là đêm nay trường minh tông mặc dù là thất trưởng lão loại này hỉ nộ không hiện ra sắc đại năng cũng cảm giác được tức giận hắn biểu tình phật phồng không chừng cuối cùng xả ra một mặt lượt hiện giữ tận cười lạnh từng cái quả nhiên không cái đèn cạn dầu đạp lên phi kiếm thượng một trọng hy nghe được nhà mình sư muội thả ra nói thiếu chút nữa không đứng vững từ giữa không trung ngã xuống đi lại nói tiếp hắn sư muội xác thật rất cổ quái giống nhau trốn trốn tránh tránh mới là nàng phong như vậy mãn đi lên thật sự thích hợp sao? Bọn họ đảo phản thiên cương đem các trưởng lão nhốt lại sau, vội vội vàng vàng hướng dưới chân núi đuổi, mà kia hai cái bị trong giữ lên bồng lai đệ tử thình lình nghe được dịp kiều kia phiên lăn xuống tới, nói thuật, khóe miệng hung hăng trừ trừ. Bình tĩnh như việc thanh an chính không chút để ý khẩy đầu ngón tay tam cái đồng tiền lại suy xét muốn hay không khởi quẻ, thẳng đến dịp kiều một tiếng lăn xuống thấy ta, sau, hắn tay rung lên, hoàn toàn ngồi không yên. Diệp Kiều rốt cuộc là điên rồi, cái này ý niệm chiếm cứ hai người trong ốc. Việc Thanh An nói, ngươi ngoan ngoãn đợi, ta đi gặp một lần nàng. Diệp Kiều như vậy có thể tìm đường chết, kia thất trưởng lão vốn dĩ định lấy nàng tế thiên, nàng còn tìm tới cửa tới, này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chữ Linh một người cũng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang, vội nói, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Kỳ thật ngươi cũng không cần sốt ruột. Khi dù sao cũng là Diệp Kiều. Nàng nếu đi, tự nhiên là có nhất định nắm chắc. Việc Thanh An cùng chữ Linh liếc nhau. Bọn họ lần này là tới trợ này đó trường Minh Tông, tự nhiên cũng không có khả năng làm ngồi, bồng lai đảo một mạch, lục hào bát quái, kỳ môn độn giáp đều hiểu, hai người làm thân truyền đệ tử, trận pháp phương diện tạo nghệ cũng tuyệt không thấp. Việc Thanh An bấm đốt ngón tay một phen, hắn tính không đến Diệp Kiều, lại có thể tính người khác. Theo sau hắn trong lòng đại định, lôi kéo sư muội nhướng mày, đi, chúng ta đi nhìn một cái chữ linh. Nàng thấy thế không chút do dự theo qua đi. Sư huynh suy đoán mệnh số một đạo so nàng càng chuẩn xác, chữ linh thấy hắn hứng thú bừng bừng, một bộ bình phục bộ dáng, đó là không đã nói lên, này đều không phải sự. Mà thất trưởng lão. Nghe thế phiên lời nói phản ứng đầu tiên là tức giận, theo sau lại trấn định xuống dưới, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Diệp Kiều đã là người chết rồi. 18 tầng trận pháp đạo đạo tương tiếp tuần hoàn lặp lại, một trận tiếp một trận, người ở bên ngoài xem ra lấy dịp kiều cảnh giới mặc dù hiểu trận pháp, kia cũng là hung hiểm vạn phần, 12 phong phong chủ trừ bỏ tạ sơ tuyết không ở bên ngoài, nên tới đều đã tới, bọn họ sắc mặt không ngừng biến hóa, hận không thể thế dịp kiều nhập cái này trận. Thất trưởng lão thần sắc lãnh đạm bể nghệ phía dưới, phong chủ nhóm gấp đến độ xoay quanh hận không thể lấy thân đại chi, nhưng mà trước mắt lại chỉ có thể quan vọng. Đang phong phong chủ nói, nàng một cái hài tử. Trưởng lão hà tất cùng nàng so đo. Thất trưởng lão lãnh đạm đánh gãy bọn họ, năm tông trong vòng, lấy ai vi tôn. Tự nhiên là ngài. Tần phạn phạn ở ma tộc ứng kiếp, vấn kiếm tông tông chủ cũng phi thăng sắp tới, tự nhiên này đây thất trưởng lão vi tôn, tu chân giới nội giai cấp rõ ràng, người điếu ngươi kiêu ngạo. Chỉ là cũng không mang theo như vậy kiêu ngạo. Căn bản không đem tu chân giới những cái đó cảnh giới thấp đưa người xem, đệ tử bị hắn sai sử xoay quanh, khắp nơi gây chuyện thị phi, làm đến những đệ tử này ra cửa đều phải tàn hảo áo choàng, miễn cho bị các tán tu phát hiện thân phận cùng giết. Cũng may tu chân giới gần nhất yêu ma lưỡng đạo hoành hành, đảo sấn đến năm tông những cái đó sự tình đều không gọi sự. Nhưng trên thực tế thật là như thế sao? Cũng chưa chắc. Tu chân giới loạn không loạn, xem năm tông thế cục liền đã biết. Bọn họ thế cục cũng là thực không ổn a. À, không những cái đó đệ tử khắp nơi trấn áp ma tộc, trừ ma vệ đạo, làm đến từ ma uyên ra tới ma tộc không thiếu tạo sát nghiệt. Thế cục trung chuyển dưới bình thường tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì biện pháp ở tu chân giới cảnh giới nhược sinh tử căn bản không khỏi bọn họ dịp kiều hành sự quá mức cao điệu cùng bất thường thu được tin tức thân truyền không một bất giác răng đau nhưng còn có thể làm sao bây giờ nàng lại không phải ngày đầu tiên phát bệnh thất trưởng lão muốn giết nàng tâm rõ như ban ngày ông ít nhất không thể làm nàng chết trận giữa ý niệm các môn phái vội vàng đuổi tới các màu tông phục đang chéo từng cái ngự kiếm tốc độ mau đến bay lên bởi vì tốc độ quá nhanh chỉ còn lại dơ lên góc áo. Có người thổi một tiếng huyết sáo, soái A. À. Này đó thân truyền cả ngày vào sinh ra tử. Vì thời điểm đến phiên bọn họ đương thân truyền đâu. Vô cùng lo lắng ngữ kiếm đuổi tới mấy cái thân truyền nhìn đến dịp kiều bước vào 18 sát trận, hai mặt nhìn nhau một lát, đều mơ hồ nghe nói qua cái này trận pháp uy lực, yêu thú cái loại này da dày thịt béo đi vào đều biến thành máu loãng. Đoạn hoành đao không chút nghĩ ngợi liền tạp một phen huyền thiết vứt đi vào, tính toán trước thử xem xem trận pháp quy lực xem có thể hay không chính mình đi vào vớt người kết quả một chỉnh khối huyền thiết ném đi vào liền cái tiếng vang đều nghe không được tất cả vặn vẹo thành bột miệng mấy cái khí tu im miệng không nói gần trăm năm huyền thiết kinh phiêu phiêu hóa thành bột phấn trong lúc nhất thời mọi người khắp cả người phát lạnh huyền thiết đi vào đều kết cục này Khi diệp kiều chẳng phải là chết thấu thấu trận pháp trong vòng diệp kiều cả người không chút để ý ở thất trưởng lão huyển hóa ra tới thủy kính giữa, mấy cái phong chủ vội vàng cũng bắt đầu quan sát đến nhà mình tiểu kiều thần sắc. Thấy thế nào đều cảm thấy, nàng này như là thúc thủ chịu trói, đương trường bãi lạng giống nhau a. À? Thất trưởng lão Trầm Hạ Thanh, ngươi là đi tìm cái chết sao? Vẫn là nói có cái gì chuẩn bị ở sau? Thất trưởng lão đối Diệp Kiều cả người là thực đề phòng. Rốt cuộc nàng cũng không phải là cái gì thiện tra. Ngươi không bằng thúc thủ chịu trói, thức thời một ít thất trưởng lão nhàn nhạt truyền âm, một hai phải tới tìm chết không thể sao. Ta hiện tại cũng cũng không có mặt khác lựa chọn đi. Diệp Kiều còn ở cùng hắn vô nghĩa. Lập tức thất trưởng lão thanh âm mênh mông cùng cuộn truyền đến, ngươi nếu là thức thời một chút tự sát, ta đảo có thể suy xét lưu ngươi các sư huynh tánh mạng. Phi. Không biết xấu hổ lão đông tây. Hắn thanh âm là nửa điểm không tính toán thu liễm. Trước cuộc nàng nếu không biết điều một ít, kia dây tiếp theo, nàng liền sẽ chết diệp kiều bất động mắt lạnh nhìn trước mắt trận pháp mọi người trong mắt hẳn phải chết sát trận kỳ thật cũng liền như vậy trận pháp trăm khoanh vẫn quanh một đốm trường minh tông trận pháp liền càng là như thế mặc dù là sát trận luyện hư dưới tuyệt không tồn tại khả năng nhưng nàng lại không phải luyện hư huống hồ này trận pháp nàng từng gặp qua tạ sơ tuyết là cái không hề nghi ngờ nhân tài hắn cái gì đều giáo điểm đến nỗi có thể hay không học được toàn dựa hai người ngộ tính hắn trận pháp khóa giảng đến nơi nào là nơi nào ngẫu nhiên còn thích nói hô nói vượng một ít, nghe đi lên rất có đạo lý, thực tế rắm chó không kêu nói. Tại đây loại hoàn cảnh dưới, Diệp Kiều cái gì yêu ma quỷ quái trận pháp đều gặp qua. Nàng cảnh giới cao, lại am hiểu chơi trận, liền kiếm đều không cần sử pháp quyết một véo, bắt đầu phá trận. Trận pháp giống như là giải toán học đề, vẫn là sẽ tùy thời phát sinh chuyển biến toán học đề, toàn bộ trận pháp các loại con số xây dũng mảnh vào trong óc. Ở đối mặt thay đổi thất thường sát chiêu đồng thời còn muốn ở một đống rậm rạp con số giữa, cầu ra duy nhất giải này còn không phải quan trọng nhất mấu chốt nhất ở chỗ trận pháp sẽ động a khả năng thượng một dây ngươi mới vừa cân nhắc ra tới dây tiếp theo trận pháp liền biến hóa muốn tìm mắt trận dữ dội khó khăn có thể chơi trận pháp đầu óc giống nhau chuyển đều không chậm phù tu còn còn có thể cầu một cái đường ra kiếm tu hãm bên trong trừ phi lấy cường đại cảnh giới nghiền qua đi bằng không đó là cửu tử nhất sinh diệp kiều lại không phải kiếm tu nàng là cái linh hoạt phù tu đối mặt thay đổi thất thường đạo đạo sát chiêu trận pháp, đôi mắt động đậy cũng không từng chớp một chút. Vặn vẹo sát chiêu nện ở trên người, tất cả hóa thành lưu sa mở tung chảy vào mặt đất. Duệ không thể đương sát chiêu, giống như hóa thành nhiễu chỉ nhu không dính nàng vạt áo. Thất trưởng lão biểu tình ngưng trọng. Đây là tình huống như thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đoạn hoành đao còn ở phiên trang bị, nơi này không có phù tu, tự nhiên vô pháp cung cấp bất luận cái gì chỉ điểm trợ giúp, nhưng đại gia lẫn nhau tương ái tương sát mấy năm đều rõ ràng lẫn nhau về điểm này niệu tính cũng biết nguyệt thanh tông đều là cái gì tính cách bọn họ trưởng lão từ trước đến nay không khéo hiểu được tiếng thối từ trước đến nay không nghĩ đệ tử trộn lẫn loại sự tình này giữa rốt cuộc thấy thế nào đều là trường minh tông kiếp nạn bọn họ xen tay vào đâu vấn kiếm tông xưa nay trọng cảm tình khẳng định là sẽ đến bích thủy tông sao Miểu miểu hiện giờ nhưng ở trường minh tông đâu tư diệu ngôn mặt kệ là vi sư muội cũng hoặc là vì bọn họ kia một phần đồng môn tình nghĩa, cũng không có khả năng mặc kệ trường minh tông. Đoạn hoành đao một lần đem nhận thức tông môn suy nghĩ một lần, lại trước sau tìm không thấy thích hợp pháp khí hoặc linh khí. Hắn tay đều không khỏi run run, tần hoài ấn ở hắn đầu vai, ý bảo hắn trấn định, thật sự không được, hắn trực tiếp vào trận đem dịp kiều túng ra tới. Thanh phong kiếm, làm trấn tông linh khí, trừ phi phi tiên kiếm cái này có thể tùy thời tăng trưởng trị số kiếm, ít có kiếm linh có thể là thanh phong kiếm đối thủ, nếu là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới dưới, mặc dù là một đôi bốn, cùng cảnh giới dưới hắn cũng có thể đánh. Mặc dù phá không khai 18 trận, hắn cũng có nắm chắc ở kiếm linh dưới sự trợ giúp từ trận pháp trong vòng ra tới. Tiền đề là Tiền đề là Diệp Kiều đừng đi vào liền đã chết. Này ngẫm lại khả năng tính cũng không lớn. Minh Huyền đi theo sư huynh sư đệ nhóm lúc chạy tới, nhìn đến nàng vào 18 trận, hắn vội vội vàng vàng lập tức cũng muốn vào trận, bị đại sư huynh một phen nhéo cổ áo, túng trở về trước từ từ, đừng đi vào thêm phiền. Diệp Kiều không mãn. Nàng không làm không nắm chắc sự tình. Hơn nữa trong tay ác chủ bài cũng rất nhiều, những người khác cũng xác xác thật thật quan tâm sẽ bị loạn. Đương nhiên, mặc dù biết Diệp Kiều tính cách, nhưng ở bọn họ dự toán giữa, Diệp Kiều nhiều ít sẽ bị thương, 18 trận cũng là trường minh tông nổi danh sát trận, thất trưởng lão hợp thể đỉnh cảnh giới, bố loại này trận pháp cũng cần hao phí chút thời gian, bởi vậy, cảnh giới luyện hư dưới. Nghĩ tới 18 trận, cho dù là hiểu trận pháp, cũng muốn chịu không nhẹ thương. Thất trưởng lão quan sát đến trong trận tình huống đã là ý thức được không ổn, lập tức sở chỉ huy có phong chủ, các ngươi mấy cái, đi ngăn lại những cái đó thân truyền, những người khác tùy ta vào trận, tróc nã Diệp Kiều. Diệp Kiều hôm nay không thể không chết. Ở hắn hành động lên kia một khắc đã chậm. Cùng với trận pháp rung rẩy, kia một tầng hơi mỏng linh khí tráo như là con nhện kết võng, vỡ ra vô số hoa văn, cùng với lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người tất cả triệt thoái phía sau, phanh một tiếng, trận pháp tan vỡ. Diệp Kiều trong tay kiếm quay đầu, đâm vào những người khác hoặc khiếp sợ, hoặc mờ mịt đôi mắt. Mọi người như là bị kinh hách ở, sau một lúc lâu, chớp chớp mắt. Liền như vậy, kinh phiêu phiêu. Vô thương xông qua 18 trận. Thảo. Tần Hoài cảm thấy hắn vừa rồi kia thuần túy là lo lắng vô ích. Nàng hiện giờ rốt cuộc cái gì cảnh giới? chương 593 phản. Diệp Kiều nhìn nhìn nhân số, trong lòng cảm thán, còn phải là thành phong tông này năm cái điên công đáng tin cậy một ít. Đuổi tới thời cơ cũng chính thích hợp. Không ngừng tần hoài xem đến ngay người, đoạn hoành đao trợn tròn mắt, nhìn chính mình trong tay nhảy ra tới bảo bối, trước tiên cũng thả trở về, người đem trận pháp cấp phá. Tưởng phá trận pháp cũng muốn chú trọng một cái cảnh giới, ai không biết thất trưởng lão kiểu gì cảnh giới. Tần hoài nghiêng đầu, thanh âm có chút đạm, là tạ sơ tuyết cho ngươi để lại phá trận phù. Có thể cùng thất trưởng lão ở trận pháp một đạo thượng sau một lần, kia hẳn là cũng chỉ có tạ sơ tuyết. Không có, hắn cho ta bùa chú phía trước liền dùng hết. Diệp Kiều thấy bọn họ còn muốn mở miệng, giơ tay ý bảo bọn họ đình chỉ, nàng hôm nay là tới phá núi, không phải tới nơi này cùng bọn họ ôn chuyện, cũng mới mấy tháng không gặp, đại gia cũng không có gì cũ nhân tự. Ta nói ngắn gọn, ta ở bí cảnh mười mấy ngày nay thời gian bên trong, thất trưởng lão cầm không ít thiên tài địa bảo đi. Đúng vậy. Đoạn hoành đao cũng cảm thấy quái thật sự, này trường minh tông đột nhiên nhảy ra tới cái hợp thể đỉnh không nói. Khi trưởng lão quá không biết xấu hổ, kêu đám kia nội ngoại môn đệ tử khắp nơi đánh cướp, đoạt người cơ duyên. Không hiểu được hắn muốn làm cái gì. Các ngươi nói, hắn muốn làm sao? Diệp Kiều, đệ nhất, nuôi nấng bẩm sinh linh khí. Đệ nhị, hắn tinh thần không bình thường. Bẩm sinh linh khí mạnh yếu cũng là yêu cầu nuôi nấng, thí dụ như tháp linh sẽ chính mình tìm ăn, dưỡng cái quỷ vương cho nó cung cấp năng lượng, ám thư cũng yêu cầu máu cung cấp nuôi dưỡng, thất trưởng lão cầm ở trong tay bẩm sinh linh khí, đều là các địa phương cây trụ, một khi bị luyện hóa, mạnh mẽ mở ra thiên môn, không nói đến bầu trời rốt cuộc có thứ gì xuống dưới. Những cái đó linh khí bị dung, một ít địa phương không có bẩm sinh linh khí chống đỡ, thực dễ dàng đại loạn. Diệp Kiều suy đoán, chính mình là đem hắn hoàn toàn bức sốt ruột cùng nguyên tắc giữa hắn kia vững vàng hạnh phúc bất đồng ở thế giới này kế hoạch liên tục thất bại chỉ có thể chuyển biến sách lược chọn dùng thủ pháp cũng càng thêm quá kích cùng ma tộc cùng phật đạo liên hợp dẫn đầu lấy năm tông khai đao chỉ cần điều đi rồi những cái đó tông chủ hắn đó là tu chân giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thực hiển nhiên một cái có thể nhẫn nhục phụ trọng lắng động lại vài thập niên thậm chí trăm năm thời gian liền vì một sớm nắm giữ tông môn khi tất không có khả năng là bởi vì tinh thần không bình thường mới đoạt những cái đó cơ duyên. Hắn là tưởng lấy những cái đó bảo vật tới tưởng nuôi nấng bẩm sinh linh khí. Đoạn Hoành đao không được này giải, hắn tưởng nuôi nấng linh khí là loại nào? Bẩm sinh linh khí cũng phân vài loại, Minh Nguyệt tiễn, ám thư này một loại thuộc về các loại linh khí hóa hình, một tháng hoa hóa linh khí, một cái tụ tập ác ý thành khí. Thất trưởng lão nuôi nấng đều là loại nào? Cái này muốn hỏi các ngươi đi tới rồi một trọng hy trực tiếp trừng bọn họ, lúc trước các nơi bẩm sinh linh khí bị đoạt, phái các ngươi đi chi viện, các ngươi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, một cái linh khí cũng chưa giữ được. Kết quả là cũng liền Nam Hải Long Châu bảo vệ, đám kia Long tộc đối bọn họ có thể nói là mang ơn đội nghĩa. Hắn trước sau như một không cho người lưu mặt mũi, đoạn hoành đao nhịn nhẫn không dỗi trở về, chỉ nói, đừng động là loại nào, đem bẩm sinh linh khí tụ tập đến nhất định số lượng, nếu là bị hủy, sẽ đối tu chân giới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này tất nhiên sẽ khiến cho thiên đạo tức giận. Thiên kiếp dưới, dạo đến long trời lỡ đất, lấy khí vận chi tử hiến tế khai thiên môn. Thất trưởng lão đó là ở đạp lên thiên đạo điểm mấu chốt điên cuồng nhảy nhót, mưu toan đánh vỡ hai giới chi gian chế hành. Hắn chính là dạo cái thiên hạ không yên, ngươi nên như thế nào? Tóm lại chỉ cần đem dịp kiều lộng chết, thiên đạo hết thảy mưu hoa đều thất bại. Từ sau kia phi thăng nơi, còn không phải hắn tưởng nhập liền nhập. Thẩm Tử Vi tán đồng, nhìn vây quanh đi lên Phật tu, táp lưỡi, nhiều như vậy thế gia, môn phái xuống nước đã nói lên cùng thất trưởng lão có liên lụy thế lực đông đảo, làm sao a? À? Hiện tại còn chỉ là một ít bình thường Phật tu lên sân khấu, lại không đi, chờ một lát chính là 12 phong phong chủ toàn bộ xuất động trảo nàng. Ngươi chạy nhanh chạy đi. Thẩm Tử Vi hảo tâm khuyên nàng. Ta không nghĩ chạy. Tóm lại đã thực rối loạn, kỳ thật cũng không ngại lại loạn một ít. Diệp Kiều ngửa đầu nhìn chầm chầm cách đó không xa tông môn, trong tay một phen kiếm, mang theo một cổ tử không chịu thua kính nhi, cười nói, tóm lại cấm địa cũng xông qua, địa lao cũng nháo quá, mặc dù lại bổ công sơn lại có thể thế nào. Tần Hoài nhíu nhíu mày, ngươi. Điên rồi. Bọn họ nói cũng không phải không có lý, ngươi trước đừng xúc động, ta đem cây FC mang lại đây. Tiết dư nắm trước mắt tiểu phượng hoàng, nhét vào nàng trong lòng ngực, cây FC cùng tiểu thái tử đem minh ngư thả ra sau, trở về môn phái, vẫn luôn đang đợi Diệp Kiều tin tức. Diệp Kiều vương tay một tiếp, phát hiện này điểu còn rất trọng. Nàng không quán nó, hướng trên mặt đất một ném, hóa thành tiểu lô ly. Cây SC hừ một tiếng, tóc đỏ lô dạo qua một vòng, hướng nàng lại nghe lại sờ, tổng cảm giác nàng ở bí cảnh những cái đó thời gian bên trong, lại mang theo mấy cái đồ vật trở về. Dù sao cũng là hai cái quan thuộc tính linh khí, nàng khẳng định là thích, chán ghét chính là bất kiến quân cùng ám thư tiểu tê, này ba cái âm phủ sản vật bọn họ nhìn đến hàm quan sạn cùng công đức kim liên hận không thể âm u vặn vẹo bò sát tưởng tập thể kháng nghị lại không dám rốt cuộc diệp kiều mấy ngày nay hảo hung liền rất buồn bực phương chi giao không khỏi nhìn thoáng qua tổng cảm giác diệp kiều còn rất hưng phấn diệp kiều xác thật là có điểm hưng phấn rốt cuộc lần đầu tiên đánh chính mình tông môn cùng các đại phong chủ so chiêu quái kích động bọn họ cũng bất quá nói hai câu 18 trận bị phá khai, có lẽ là cảm thấy không mặt mũi, lại thầm hận cái này Diệp Kiều không biết sử cái gì thủ đoạn phá chính mình trận pháp, mang theo phong chủ nhóm đuổi tới kia một khắc, tung ra một phen linh kiếm, chợt phá tận trời liệt quan từng trận, hợp thể đỉnh cảnh giới thế không thể đỡ khí thế hung hăng nện xuống, ngoài miệng còn không quên nói, lớn mật Diệp Kiều. Dám tự tiện xông vào trường Minh Tông. Hảo một cái trả đũa. Diệp Kiều thủ đoạn vừa chuyển, thất bảo tán căng ra, bảy cái bảo châu xoay tròn trắng hợp thể nhất kiếm, nàng tấm tắc bảo lạ. Một thế giới khác đoạn hoành đao thật đúng là ngút trời kỳ tài. Hoa Nga Đoạn hoành đao không biết Diệp Kiều từ nơi nào làm tới, nhưng hắn cảm thấy có ý tứ thực, hậu thiên linh khí. Như thế nào luyện chế? Ngươi từ nào được đến? Thế nhưng có thể chắn hợp thể đỉnh nhất kiếm, đến không được. Diệp Kiều kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi muốn biết dù nguyên lý sao? Nàng nhoáng lên dù, phát hiện đoạn hoành đao đôi mắt đều mau dính ở mặt trên, Diệp Kiều lập tức cười, giúp ta giải quyết xong trường minh tông sự tình, làm ngươi trở về nghiên cứu nghiên cứu, thế nào? Đoạn hoành đao đương nhiên là ứng hảo. Không có này dù, hắn cũng sẽ giúp nàng. Tần Hoài cùng Chu Hành Vân đem phía sau sư đệ sư muội sau này một chấm, linh khí lại cường cũng không chịu nổi cùng anh lạm tạc, thất trưởng lão thực lực sát thật cường, nhất kiếm bay tới khoảnh khắc trừ bỏ dịp kiều, ai cũng không thấy rõ kiếm là như thế nào phi xuống dưới. Kiếm linh nhóm thành thành thật thật dừng ở kiếm chủ bên người, thất trưởng lão đánh giá, thấy được thành phong tông người, khóe môi ngoé một cái, không cấm mỉa mai ra tiếng, như thế nào, các ngươi không tuân thủ hảo chính mình gia địa bàn, còn tới quản lên trường minh tông nhàn sự. Trừ bỏ tiểu sư thúc không ở, mặt khác phong chủ nhóm đều đã tới tề, mặt toàn bộ kéo lão trường, cách hơn 10 mét khoảng cách đều có thể cảm giác được bọn họ khổ bức tâm tình. Một ngày kia, cùng nhà mình môn phái thân truyền rút đao tương hướng, ai có thể nghĩ đến A. À? Hơn nữa đi, để cho bọn họ cảm thấy đi thảm chính là, bọn họ còn không nhất định đánh thắng được này đó từ mí mắt phía dưới xem đại hài tử. Quân không thấy mấy cái trưởng lão đều bị đóng sao. Đương nhiên, phong chủ nhóm suy đoán, những cái đó trưởng lão phóng thủy khả năng tính lớn hơn nữa một chút, bằng không mặc dù lại lợi hại cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy liền đuổi tới. Loại này phóng thủy hành vi, cũng cho bọn hắn cung cấp một ít ý nghĩ. Thất trưởng lão lại không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vương tay triệu hồi kiếm tới, lạnh như băng chỉ vào những cái đó phong chủ bắt lấy bọn họ. Nói là làm ngay ước thúc, làm chúng phong chủ nhóm sắc mặt hắc trầm, hiện giờ căn bản không phải do bọn họ, đang phong phong chủ yên lặng thở dài, hắn là mang thích dịp kiều đứa nhỏ này, mặc dù nàng mỗi ngày trộm hắn dược điền linh thực, hắn cũng cảm thấy nàng lớn lên ngoan, trộm liền trộn, thật sự không được liền mắng tiếp dư. Ngày thường đối dịp kiều quản thúc rốt cuộc là nhỏ. Thiếu niên đắc chí tự nhiên là có chút cuồng vọng, tu chân giới rất nhiều thiên tài lại không một người có thể cùng với tranh phong nhưng hôm nay đây là như thế nào làm? Nàng người đều đưa đến thất trưởng lão bên miệng thượng, thất trưởng lão nhìn chầm chầm nàng đều một phím hồng quang, nàng lại dường như vô tri vô giác giống nhau lộ ra tươi cười, dịp kiều bất động thanh sắc vương tay đồng dạng bóp chặt trong tay tông chủ lệnh, thành thạo cùng mọi người ôn chuyện, phong chủ nhóm. Đã lâu không thấy nộp Theo chúng ta đi một chuyến đi, tiểu kiều. Phong chủ nhóm nhìn qua cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trong đó một cái phong chủ đã yên lặng rút ra phát bảo không có biện pháp tông chủ lệnh nơi tay không phải bọn họ tưởng cãi lời liền cãi lời không có tông chủ lệnh bọn họ còn có thể biểu đạt một chút chính mình thà chết không từ tinh thần lựa chọn tự bạo có tông chủ lệnh bọn họ làm cái gì đều là bó tay bó chân liền tự bạo cũng chưa đến bạo ra lệnh cũng chỉ có thể từ bọn họ chính là không nghĩ cũng không có cái thứ hai lựa chọn a diệp kiều nhìn bọn họ động tác nhất trí đào bản mạng linh khí tay tâm nói tiểu kiều tiểu kiều kêu đến nhưng thật ra ngọt thực trong tay các ngươi động tác cũng không phải là nói như vậy a à. đoạn hoành đau chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người cả giận nói ngươi cái này lão đông tây diệp kiều làm ngươi lăn xuống tới ngươi một người tới là được mang nhiều người như vậy không biết xấu hổ phương chi giao liên tục gật đầu tất cả mọi người đem pháp khí linh khí tất cả lượng ra tới thất trưởng lão đương nhiên không có khả năng bị bọn họ dăm ba câu kích khởi cái gì cảm xúc chỉ là lạnh lùng hừ cười một tiếng mang theo kinh thường nhìn này đó đệ tử, nhẹ nhàng bân quơ chụp hai xuống tay. Vài đạo phím thiền ý Phật tu nhóm lặng yên không một tiếng động từ hiện thân, lại vỗ tay một cái, các loại trang điểm một mạc, hơi thở dày nặng các tu sĩ cũng lục tục lạc đến phía sau, hình thành vây đổ vây thức. Diệp Kiều đánh giá các hạ. Không có mấy ngàn, cũng có bảy tám trăm người. Chỉ là, có ý tứ một chút là, này đó người tới, Phật tu tạm thời bất luận, có chút người mặc đạo bào, hoặc là trang điểm đơn giản các tu sĩ, nàng thấy được mấy cái người quen. Xác thực nói cũng không phải người quen, có hai cái thế nhưng là mặt khác trong tông mặt trưởng lão, trong đó hai vị nàng đều nhận thức. Vấn kiếm tông cùng thành phong tông trưởng lão. Tông trưởng lão. Đoạn hoành đao như là bị người dẫm đến cái đuôi, thanh âm đột nhiên tất cao, Cắt gao nhìn chầm chầm trong đó một cái đạo bào trưởng lão, như thế nào có ngài. Còn vô nghĩa đâu. Tần hoài lạnh giọng, hắn đều đứng ở nơi này, còn có cái gì hảo thuyết. Còn hỏi nguyên nhân đâu có thể có cái gì nguyên nhân, thất trưởng lão muốn mượn trợ những cái đó bẩm sinh linh khí tới khai thiên môn, tự nhiên có người sẽ động tâm, bọn họ tuổi không nhỏ, không thành tiên liền vĩnh viễn vô pháp làm được trường sinh bất lão thọ cùng trời đất. Chỉ cần có giả tâm, tất nhiên sẽ động tâm. Diệp Kiều nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn, sớm tại một thế giới khác, thất trưởng lão nói hắn có hậu tay thời điểm, nàng liền ở suy đoán, hắn còn có không ít đồng lõa. Không ai không mắc thèm khai thiên môn cơ hội, tóm lại mặc dù thất bại, thiên đạo tức giận, lớn nhất nhân quả cũng là thất trưởng lão gánh. Chủ ý là thất trưởng lão nói ra, người cũng là hắn trảo, linh khí càng là hắn liên hợp ma tôn bắt được, đến lúc đó thiên đạo thanh toán, khi nhân quả cũng là tính thất trưởng lão trên đầu, bọn họ tính cái gì? Bọn họ nhiều lắm là thời khắc mấu chốt, ra tay giúp người này một tay thôi. Đáng tiếc thí luyện giữa, thất trưởng lão bị thiên đạo cái kia lão âm so đánh thật sự đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn không có tới kịp diêu người, đã bị dịp kiều làm thịt nhìn có không ít quen thuộc người, đoạn hoành đao thần sắc đều có chút mê mang, cả người đều không tốt lắm. Những cái đó trưởng lão đều là nhân tinh, tâm cảnh cũng so một đám tiểu hài tử tâm cảnh ổn nhiều, đoạn hoành đao bọn họ còn sẽ vì này cảm thấy khiếp sợ cùng thất vọng, bọn họ lại không nói hai lời đã rút ra pháp khí, lạnh lùng đánh hạ tới. Đoạn hoành đao nhìn đến chính mình quen thuộc trưởng lão lấy ra một phen linh khí triều bọn họ trừ xuống dưới, hắn lại tức giận lại ủy khuất, hóa bi phẫn vì lực lượng, từ giới tử túi nội cũng cầm linh khí chính diện đón nhận bọn họ hiện giờ cảnh giới đều ở nguyên anh hậu kỳ hoặc đỉnh chỉ kém một bước liền hóa thần thân truyền đệ tử vượt biên có thể đánh thêm chi các loại thiên tài địa bảo xây mặc dù là đối tượng những cái đó trưởng lão đều có một trận chiến năng lực công trưởng lão ánh mắt âm xuống dưới nhìn đoạn hoành đao hắn biết rõ tiểu tử này không am hiểu đánh nhau cho nên triều hắn xuống tay nào từng tưởng trong tay đối phương linh khí thật là xảo quyệt làm người khó lòng phòng bị. Này đó đệ tử, hoặc là không cho bọn họ trưởng thành cơ hội, một khi cho bọn hắn cơ hội, vậy sẽ trở nên thực. Khó giải quyết. Liền ở một đám đại năng bao vây tiểu trừ này mấy cái thân truyền khoảnh khắc, thình lình đột nhiên đám người giữa, có đệ tử cao giọng kêu gọi, ta duy trì dịp kiều làm tông chủ. Lộ tiểu minh kêu xong sau, che miệng cười hắc hắc, thừa dịp không ai chú ý, hắn lại nhéo giọng nói, phụ họa. Ta cũng duy trì. An tĩnh vài giây, một đám đệ tử liếc nhau, đột nhiên nổi điên kích động lên, này không ai nói chuyện còn hảo, có người khai đầu, tức khắc nội ngoại môn các đệ tử lá gan cũng lớn lên, gân cổ lên bắt đầu kêu. Đúng đúng đúng. Diệp Kiều Diệp Kiều. Diệp Kiều vạn tuế. Kỳ thật Diệp Kiều tuổi còn nhỏ, tuy rằng thực chiến sát thật ngư bức, lại tuổi vấn đề cũng vô pháp phục chúng, không ai sẽ tiếp thu cái như vậy tiểu nhân tông chủ, nhưng hiện tại những cái đó nội ngoại môn đệ tử nơi nào quản này đó a. À? Có nãy chính là nương Diệp Kiều đương tông chủ bọn họ ít nhất sẽ không bị bức nơi nơi cướp bóc, sau đó bị đánh A. À. Bọn họ này đó đệ tử vốn dĩ chỉ là xem diễn, trút cuộc trưởng lão phong chủ, thân truyền này ba cái thân phận lai lịch một cái sau một cái đại, vốn là không phải bọn họ có thể tham dự sự tình, vốn đang nghĩ vân vân dạ dạ, được chăng hay chớ. Nào từng tưởng, Diệp Kiều sách theo kiếm sát thượng trường Minh Tông, cho bọn hắn khai cái đầu. Có người mở đầu, như vậy bọn họ bị áp bách đã lâu oán khí tức khắc va chạm đi lên, cũng có lá gan gọi nhịp. Đó là Diệp Kiều A. Có nàng đang sợ cái gì? Phải biết, lệnh bài ước thúc chỉ có trưởng lão phong chủ, các đệ tử liền không chịu quản chế, nhưng bọn hắn giống nhau tôn sư trọng đạo, trưởng lão gọi là cái gì liền làm cái gì, cùng với trong đám người mặt kêu Diệp Kiều vạn tuế, khẩu hiệu. Diệp Kiều kiếm dương lên, trong phút chốc kích khởi ngàn trùng điệp lãng. Cười hì hì triều thất trưởng lão nhạc A, nghe được sao? Lão nhân, chúng ta trường minh tông đệ tử phản. Thất trưởng lão. Chương 594 hắn tới, hắn lại đi rồi. Thất trưởng lão bị này đó tông môn đệ tử lâm thời phản loạn làm cho cao mày. Này có chút ra ngoài hắn đoán trước, rốt cuộc phía trước những cái đó thời gian bên trong, này đàn đệ tử cũng đều đưa cùng chim cút giống nhau, không có nửa điểm phản kháng chính mình ý tứ. Vô nghĩa, ai dám đi phản kháng một cái hợp thể đỉnh. Bọn họ lại không phải chán sống, phong chủ nhóm cũng hộ không được bọn họ, đương nhiên là có thể túng liền túng. Nhưng hiện tại kia không phải dịp Kiều tới sao, bọn họ tự tin cũng có, phía trước bị ức hiếp bất mãn nảy lên trong lòng, lộ tiểu minh còn ở trong đám người mặt châm ngòi thổi gió, lập tức các đệ tử bị xúi dục toàn bộ sách kiếm nghênh chiến. Này thuần chỉ do vì thế ở thất trưởng lão không làm người độc tài thống trị dưới, bị áp lực lâu rồi. Vì thế một đám đệ tử lấy thân truyền cầm đầu, tập thể tất cả đều phản. Kiếm tu nhóm rút kiếm, phù tu trong tay bồ chú cũng nóng lòng muốn thử toàn bộ tạp đi lên, một tổ ông đệ tử toàn bộ triều bọn họ vọt qua đi hai bên người bị đánh ngốc tuy là bọn họ đều là lấy một địch trăm đại năng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đơn thuần chiến thuật biển người làm cho bọn họ có chút khó có thể chống đỡ huống hồ những cái đó thân truyền cũng không yếu ở các loại pháp bảo cơ duyên thêm vào dưới có thể đồng hóa thần so chiêu thậm chí vững vàng chiếm thượng phong trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn thật náo nhiệt bên ngoài người đã trợn tròn mắt trường minh tông này đây là ở nháo cái gì? Đầy trời kiếm quang nổi lên bốn phía, minh mông cuồn cuộn tất cả triển khai, nhưng này ai không biết tông nội cấm rút kiếm gây chuyện thị phi. Trừ phi là gặp được phiền toái, bằng không kiếm đều là muốn ngoan ngoãn thu vào trong vỏ. Nhưng trường Minh Tông có thể ngộ cái gì phiền toái? Cũng không có gì ma tộc xâm lớn tin tức, một đám trưởng lão các đệ tử, tổng không thể thất tâm phong đánh nội chiến đi. Diệp Thanh Hàng đại khái là đoán được, bọn họ gặp được cái gì? rốt cuộc diệp kiều đều sát thượng trường minh tông cái gì nhiễu loạn nháo ra tới hắn đều không cảm thấy kỳ quái xem trường minh tông kia trường kiếm loạn vũ tư thế tất nhiên là đánh nhau rồi chúng ta vẫn là cẩn thận một ít chúc ưu tính cách cẩn thận chỉ chỉ kiếm không bằng trước làm kiếm linh đi thăm dò đường rốt cuộc bảo hiểm khởi kiến này còn thăm cái gì lộ a trường minh tông người đều điên rồi ngươi sẽ không sợ kiếm linh thăm xong đường bị bọn họ kia bắn ra bốn phía kiếm quan giảo toái Tuy rằng đánh tan còn có thể lại tụ nhưng trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định không thể dùng. Sở hành chi tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, là cái loại này sẽ bởi vì ba điều lộ, trung gian lộ nhanh nhất, liền đem sở hữu ngăn trở hắn thụ đều cấp chém. Mạnh mẽ đi trung gian người, hắn căn bản sẽ không suy xét cái gì lung tung rối loạn nguy hiểm, ai chống đỡ hắn lộ, hắn liền chém qua đi. Vội vã nói xong lời này sau, lôi kéo sư muội liền phải đấu đá lung tung. Diệp thanh hàng mấy người có chút vô ngữ, lại cũng chỉ có thể cất bước đuổi kịp. Trường Minh Tông hộ tông trận pháp cũng chưa người tục, một đám đệ tử cùng phong chủ, cùng với các con đường sĩ Phật tu ở không trung hỗn chiến thành một đoàn, đánh đến khó có thể phân rõ địch ta. Cảnh giới cao tu sĩ thân hình như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua, trong tay pháp khí quang mang lập lòe, các loại pháp thuật cùng kiếm quang cọ qua. Trên bầu trời kiếm quang bắn ra bốn phía. Kích thích chút ưu đám người bên hông linh kiếm cơ hồ kìm nén không được nghĩ ra võ. Diệp Thanh Hàng thấy như vậy một màn, không nói chuyện. Rốt cuộc cái này cục diện cũng phân không rõ là địch là bạn. Phật đạo, tu sĩ, tính cả còn có một ít bọn họ quen thuộc. Trưởng lão. Nhưng thật ra sở hành chi cái này nhị hóa, cao hứng phất phất tay, thâm tình kêu gọi, Diệp Kiều, ta tới, ta tới cứu các ngươi, ha 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 ha. Thanh âm không thể nói không cao điệu, thất trưởng lão tức khắc liền phát hiện này nhóm người, cười lạnh thanh, linh phiên xuất hiện ở trong tay, phát ra sắc bén tiếng gió tụ tập thiên địa chi lực thình lình đánh xuống. Còn cứu người đâu? Cho hắn đi tìm chết. Sở hành chi cũng có bảo mệnh bản lĩnh, chỉ là kia đột nhiên không kịp phòng ngừa một tích quá độc ác, hắn đầu trống trơn, đương trường liền bị một cái linh phiên trừ phi. Hắn tới. Hắn lại đi rồi. Quay lại như gió. Diệp Kiều. Nàng thổi một tiếng huyết sáo, làm cây FC đem người trảo trở về. Tốt xấu cũng là cái miễn phí sức lao động, nếu tới cũng đừng muốn chạy phật tu tốt nhất phân biệt nói tốt người xuất gia từ bi vì hoài bọn họ xuống tay lại là không có nửa điểm lưu thủ ý tứ tận hướng mạch máu tiếp đón diệp kiều lập tức cũng không lưu tình mạch hướng không trung một đưa vương tay vung lên linh khí cùng kiếm linh lập tức treo không mà thượng bồi hồi thành kiếm trận đầu ngón tay lại nhéo bùa chú phù trận lại khởi ở nàng trong tay trùng điệp diệp kiều cảnh giới cũng không phải là hóa thần mà là độ kiếp hóa thần thời kỳ phát huy ra tới uy lực kinh người, kia tới rồi độ kiếp cái này giai đoạn chỉ biết càng sâu. Diệp Kiều ánh mắt toàn bộ hành trình khóa ở thất trưởng lão trên người. Suy đoán hắn có phải hay không đem những cái đó linh khí toàn bộ ném tới rồi cung luân phong thượng. Mặc dù không phải, hắn đỉnh núi này, bên trong tất nhiên cũng ẩn giấu đồ vật. Vô luận như thế nào đến đem những cái đó bẩm sinh linh khí mang ra tới, từng cái trả lại trở về. Cũng là vào giờ phút này lưỡng đạo trận pháp toàn bộ thành hình, không trung là kiếm trận, mặt đất là phù trận. Hảo một cái bao vây tiểu trừ trận pháp. Hoàng Mao Tiểu Nhi còn dám múa rìu qua mắt thợ. Nhìn đến này lưỡng đạo trận pháp kia một khắc, thất trưởng lão suy thanh cười. Chương 595 hợp thể kỳ. Diệp Kiều cũng cười. Nàng biết thất trưởng lão thiện trận pháp, mặc kệ là luyện khí vẫn là kiếm thuật đều hiểu, nói thật, hắn nếu không làm yêu, ở tu chân giới là thật sự vô hắn giống nhau nhân vật. Hắn là thật sự toàn năng. Đáng tiếc không làm nhân sự. Mười mấy đạo kiếm trận xoay quanh, trận pháp liên tiếp dâng lên, diệp kiều tùy ý vung lên, trận pháp thế như lôi đình, liên tiếp năm cái kiếm linh hiện thân, hoàn toàn đi vào đám người giữa. Chưa từng gặp qua kiếm linh kiếm tu nhóm đôi mắt không khỏi mở to chút. Vô Lượng nói như thế nào, vẫn là rất ít có thể nhìn đến bọn họ sư tỷ năm cái kiếm linh đồng thời hiện thân loại này trường hợp. Này đó có kiếm linh kiếm tu, cũng thông thường đều đem kiếm thu ở trong vỏ, xem đều không cho người ngoài xem một cái kêu kiệt thực. Các màu đang chéo, linh kiếm hóa thành lưu quan hình thành mắt trận, năm thanh kiếm quan mang nhiếp người, tất cả đều là có kiếm linh kiếm A. Bọn họ không khỏi liếu lưỡi, này đó đó là sư tỷ từ kiếm quật bên trong mang ra tới kiếm sao. Quả nhiên, đủ nhiều cũng không trách có thể đem vấn kiếm tông các trưởng lão khí nổi trận lôi đình. Thất trưởng lão là thật sự thực xem thường bọn họ, hắn xem thường tu chân giới mỗi một cái tu sĩ, làm đã từng đi qua phi thăng nơi đại năng, hắn chính là chính thức tiên nhân, diệp kiều cảnh giới cũng thật sự không đủ xem trừ phi thiên đạo mạnh mẽ cho nàng đề cảnh giới nhưng thiên đạo nếu thực sự có bổn sự này can thiệp tu chân giới chiến cuộc kia đã sớm một đạo thiên lôi đánh xuống làm chết chính mình hiện giờ thế cục bị hắn một người đảo loạn năm tông mỗi người cảm thấy bất an ma tộc hoành hành tu chân giới các tán tu càng là toàn bộ co đầu rút cổ ở từng người đồng phủ không dám dễ dàng ra ngoài sát nghiệt tạo nhiều đếm không xuể nhưng quả lại cũng là ma tộc gánh đâu thiên đạo tưởng tính sổ cũng chỉ có thể tính ma tộc trên người. Hắn nhưng cái gì cũng chưa làm, chỉ là nho nhỏ quạt gió thêm củi một chút. Hết thảy đều ở hắn nắm giữ giữa, mặc dù trên đường liên tục bị hỏng rồi kế hoạch, hắn cũng như cũ vẫn duy trì khinh thường nhìn lại. Thực hảo. Diệp Kiều liền thích hắn xem thường chính mình bộ dáng. Tới. Nàng thanh âm đột nhiên đề cao, thất trưởng lão. Tiếng trận pháp chơi chơi đi. Trận pháp thượng hoa văn phức tạp, từ vô số thật nhỏ tơ vàng đang chéo mà thành. Theo tay nàng chỉ nhúc nhích, mặt đất trận xoay tròn lên, Diệp Kiều ánh mắt lạnh lùng, hắn dưới chân hoạt động, như cũ vẫn duy trì hắn hợp thể đại năng cao quý cùng kinh thường. Cho đến tưởng dời đi bước chân, rời xa trận pháp khi, lại phát hiện dưới chân phản phất sinh căng, một bước đều không thể động đậy. Hắn rốt cuộc duy trì không được tiên nhân cao quý lãnh diễm, linh khí vận chuyển điên cùng muốn thoát đi này trận pháp. Nhưng mà trên không là như hổ trình mồi linh kiếm trận, phía dưới là kim quan lập lòe phản phất một giây muốn đem chính mình siêu độ sát trận, căn bản trốn không thoát này nơi phồn hoa. Thất trưởng lão mặt đều nghẹn xanh tím, Diệp Kiều lòng bàn tay hợp lại, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh bị xả vào trận trung. Muốn nói có cái gì cảm thụ? Hắn ruột đều hối thanh. Nàng một cái nho nhỏ đệ tử dám ở chính mình loại này phù tu đại năng trước mặt múa rìu qua mắt thợ, hắn tự nhiên là phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Nào từng tưởng, nàng lợi hại hơn. Chạy trốn vô năng, bị Diệp Kiều một cái trận pháp chặt chẽ ấn đi vào, chủ lực bị ấn, mặt khác thất trưởng lão người ủng hộ thấy như vậy một màn thiếu chút nữa đạo tâm không xong, bắt lấy trong nháy mắt lỗ hổng, trường minh tông các đệ tử trước tiên phản đánh, kiếm khí tung hoành không lưu tình chút nào chặt bỏ, toàn bộ trường minh tông phạm vi lớn lọc vào phá hư. Ở vô số kiếm quan giữa có thể tự nhiên xuyên qua chỉ có cao cảnh giới tu sĩ, chút ưu nhẹ nhàng ha một tiếng, Diệp Kiều bố chính là cái gì trận? Thật là lợi hại. Không là có điểm khoa trương. Tu chân giới cảnh giới rõ ràng, nàng một cái hóa thần vô luận như thế nào đều quan không được thất trưởng lão. Một cái trận pháp đem người thỉnh đi vào, giữa soái thực. Cái này a à. Minh Huyền nhíu nhíu mày, cũng chú ý tới kia kim sắc trận pháp, dày nặng đạo vận làm hắn đôi mắt đều có chút phím sát, hiển nhiên, này không phải hắn cái này cảnh giới có thể nhìn thấu. Vừa định trả lời không biết khi, liền có người đoạt đáp. Cửu chuyển luân hồi trận. Diệp Kiều một cái nữa bay lên không rơi xuống đất, một phách chút ưu đầu vai, cười hì hì, xác thực nói cũng là một loại tra tấn người sát trận lạc. 18 sát trận không dính nàng vạt áo, là bởi vì nàng là độ kiếp kỳ. Mặc dù thiên lôi không hàng, nàng cũng thật thật tại tại ổn áp hắn một đầu. Cửu chuyển luân hồi xem tên đoán nghĩa, mặc dù hắn trận pháp đạo thuật lại cao, phá trận phù vô dụng, còn tính không ra sinh môn, chín lần sát chiêu, mỗi lần đều như là bị luân một luân hồi, từ trận pháp ra tới sau đủ hắn chịu. Diệp Kiều không trông cậy vào một đạo trận pháp là có thể bãi bình hắn. Nhưng cũng không thể mặc kệ, bằng không hắn một cái linh phiên đi xuống chính là đại diện tích thương vong. Vậy ngươi? Chúc ưu nhấp môi. Cái gì cảnh giới sát trận, có thể làm thất trưởng lão rơi vào đi. Một cái trận pháp, Diệp Kiều có thể làm thất trưởng lão vào trận. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến. Hợp thể kỳ. Chương 596 cũng bố như vậy. Có thể làm một cái hợp thể vào trận, cũng chỉ có cùng thất trưởng lão cùng cảnh giới hợp thể đại năng minh huyền chinh lăng vài giây đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía diệp kiều không khỏi lại lần nữa nghĩ đến ở vân yên bí cảnh giữa khi nàng ngôn chi chuẩn xác nói nàng có chính mình sinh tồn chi đạo hợp lại nàng sinh tồn chi đạo thế nhưng là một bước đúng chỗ đạt tới hợp thể cảnh giới khi nàng này sinh tồn chi đạo xác thật không phải thường nhân có thể nghĩ đến ha chúc ưu nỉ non ngươi cũng thật sẽ cho người kinh hỉ Minh Huyền ngây người qua đi, nghĩ đến dịp Kiều sách theo kiếm thế tới rào rạc mục đích, lập tức không có phía trước băng khoăn, mặt mày hớn hở suối dục nàng, tiểu sư muội, ta chống đỡ ngươi đi đánh côn sơn. Hắn đã sớm xem thất trưởng lão ngọn núi không vừa mắt. Bằng gì trưởng lão phong chủ cắt một ngọn núi, bọn họ liền phải tể một cái trong tiểu viện mặt trụ. Không công bằng. Bộ hảo A, kia thất trưởng lão là một cái sống mấy trăm năm lão Đông Tây, còn khi dễ bọn họ một đám đỉnh thiên hai mươi mấy tuổi, không biết xấu hổ, hắn huyệt động bên trong cũng không biết ẩn giấu nhiều ít thứ tốt đâu diệp kiều cũng ở cân nhắc hắn trong ổ không chừng ẩn giấu thứ gì bổ ra chúng ta liền đi chia của bọn họ nghèo thực đừng hỏi hỏi chính là không có tiền vừa cướp bóc những người khác sinh hoạt tiếp dư xem náo nhiệt sửa đúng câu cái này kêu hợp lý phân chia tài nguyên chia của nhiều khó nghe bọn họ là đứng đắn thân truyền diệp kiều cảnh giới thực sự có chút ra ngoài bọn họ dự kiến có thể thỉnh hợp thể đỉnh đại năng vào trận, kia tất nhiên cũng là hợp thể, chỉ là cụ thể hợp thể cái gì cảnh giới hợp đồng liền không rõ ràng lắm, phù tu cái này chức nghiệp, có thể càng nhỏ cảnh giới bày trận. Bằng không Vân Ngân năm đó cũng không có khả năng dựa vào hóa thần đỉnh cảnh giới ổn ngồi tông chủ chi vị. Không có uy hiếp lớn nhất thất trưởng lão, thân truyền nhóm lập tức buông ra tay đi đánh, trời sập. Không còn có dịp kiều đỉnh đâu sao? Không có biện pháp, thời đại thay đổi tu chân giới chính là ai cảnh giới cao ai nói lời nói thất trưởng lão dựa vào cảnh giới cao tác oai tác phúc ước chừng mấy tháng thời gian không cho mặt khác môn phái tán tu thở dốc cơ hội vậy đừng trách trường minh tông các đệ tử tập thể tạo phản thất trưởng lão mang đến người cảnh giới cao nhưng trường minh tông người người nhiều a à. một người một kiếm liền đủ bọn họ chịu được càng miễn bàn có thể quét ngang muôn vàng đệ tử thất trưởng lão thế nhưng bị dịp kiều đóng trong trận Phế vật này hai chữ quấn quanh ở mấy cái đỉnh nguy hiểm, mặc dù phản bội ra tông môn cũng muốn tới hỗ trợ, mấy cái đại môn phái trưởng lão trong lòng. Bọn họ tới hỗ trợ đơn giản là ỷ vào tông chủ không ở nhà, bọn họ ra tới tưởng gia nhập thất trưởng lão trận doanh tới phân một canh. Đến lúc đó thật có thể khai thiên môn phi thăng, kia bọn họ cũng có thể đi theo cùng nhau. Các trưởng lão xoa tay hầm hè, phản bội từng người môn phái, phóng một người dưới vạn người phía trên trưởng lão không làm, đảm đương phản tặc. Kết quả đâu, thất trưởng lão cái này chết phế vật. Bị một cái đệ tử quan trận bên trong. Nói cốt được xưng tu chân giới bốn đạo đồng tu đệ nhất nhân đâu. Liền Diệp Kiều cũng chưa hắn ngưu bẻ, kết quả hắn liền như vậy nhẹ nhàng bị thu. Không nói đại chiến mấy trăm hiệp, ngươi cũng không thể chết nhanh như vậy a. À. Nga không, thất trưởng lão hẳn là còn chưa có chết. Chỉ là hắn trận pháp tàn nhẫn, kia Diệp Kiều sư từ tạ sơ tuyết, kia tạ sơ tuyết cũng chính cũng tà, cái gì đều học điểm, truyền cho diệp kiều tự nhiên không có khả năng tất cả đều là cái gì quang minh vĩ ngạn trận pháp ở cảnh giới ngang nhau dưới tình huống nàng cũng không lưu thủ nghe một chút trận pháp tên liền biết kiểu gì âm độc thất trưởng lão liền tính có thể ra tới cũng đến thoát một tầng da trước mắt trợ trụ vi ngược mặt khác đại năng nhóm chỉ có thể cầu nguyện thất trưởng lão nhanh lên ra tới vô nghĩa coi tiền như rác không ra khinh phiêu phiêu đã chết kia đến lúc đó bọn họ còn đánh cái con khỉ chạy nhanh chạy a à thực hiện thực một vấn đề, nếu liền công nhận cảnh giới tối cao thất trưởng lão muốn đều làm bất quá, kia bọn họ không cũng chỉ có tử lộ một cái sao. Trần Mộ Thiền vội vàng đuổi tới, nhìn đến chính mình môn hạ Phật tu nhóm đã khai làm, hắn cấp xoay quanh, cảm thán hai tiếng diệp kiều quả nhiên ngưu bước sau, vội vàng đi tìm sư phụ, ý bảo bọn họ muốn ngừng chiến. Hắn tay vừa nhất, hoa sen không toàn, kim liên phạm vi lớn khai đạo, thanh khai một cái lộ. Sư phụ, ngài xem ta không lừa dối ngài đi. Trần Mộ Thiền tha thiết mở miệng, không bằng chúng ta lui lại đi. Căn bản đánh không được một chút. Hiện tại triệt còn kịp. Không. Lão Hòa Thượng cũng nói, thất trưởng lão nhất định còn có hậu tay, hắn bô lược nhiều năm như vậy, không có khả năng sẽ thua tại kẻ hèn một cái đệ tử trên người. Mộ Thiền A. À. Sư phụ lời nói thấm thiết hiện trường bắt lính, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ, lại thêm một cái kim liên, đánh hóa thần cũng chưa cái gì vấn đề, mau đi ngăn lại kia mấy cái thân truyền. Hắn sư phụ tùy tay một lóng tay, chỉ vào đối tượng chính là Diệp Thanh Hàng, Chu Hành Vân, Tần Hoài này ba cái. Trần Mộ Thiền. Khi ngài cũng thật để mắt ta. Tần Hoài chính là hóa thần A. Mặt khác hai cái cũng là hóa thần. Này tu chân giới thủ tịch F3, tất cả đều là hóa thần kỳ, hắn dựa một cái kim liên liên lụy bọn họ ba cái. Nơi nào tới dũng khí? Bị chỉ ba người cũng lượt cảm mạo phạm, tính tình nhất không tốt tần hoài đương trường trừng bọn họ, khóe môi liệt khai còn một chút cười lạnh, thấm người thực. Trần mộ thiền đánh cái giật mình. Hắn không được, hắn làm không được. Tần hoài lạnh lùng vừa kéo kiếm, thanh phong kiếm linh vẫn sức chờ phát động, phím từng trận cơn lốc, trần mộ thiền vội vàng niệm một câu A-di-đà Phật, nhẹ nhàng triệt thoái phía sau, tránh đi bốn phương tám hướng phong đao, ta vô tình cùng các ngươi đối nghịch. Hắn sư phụ là nhận định phải cho Diệp Kiều một chút nhan sắc nhìn xem. Căn bản không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn cùng thất trưởng lão cùng tồn vong. Trần Mộ Thiền làm Phật đạo bên kia thủ tịch đệ tử tất nhiên không có khả năng bỏ xuống sư phụ liền chạy. Tập thể vinh dự cảm, cùng trách nhiệm tâm là mỗi cái tông môn thân truyền đều có. Một trọng hy hoàn toàn đi vào đám người, trong tay một phen triều tịch kiếm, màu đỏ kiếm quang bao trùm chiến trường, chỉ nhất kiếm, muôn vàng linh kiếm khai đạo, tay nâng kiếm lạc, cảnh giới thấp bị đụng tới dây tiếp theo liền không có hô hấp. Không muốn chết, Phật đạo các đệ tử vốn dĩ ứng phó tiện tay vội chân loạn, Trần Mộ Thiền đã đến sau, bọn họ trước tiên trốn đến thần tử phía sau. Trần Mộ Thiền mặt mày cũng không cấm phím vài phần âm lãnh, Kim Liên tung ra, uy lực hung mãnh một kích liền đánh hạ phi kiếm, các ngươi đừng quá quá mức. Mắt thấy nhà mình thần tử tới, phía trước bị truy tè ra cùng Phật tu nhóm sống lưng đều thẳng thắng. Một trọng hy nắm lấy linh kiếm, thanh âm lạnh lạnh, mang theo vài phần sát ý, chúng ta quá mức. Người mẹ nó đều tiếng chúng ta tông, còn nói chúng ta quá mức hắn là thật sự muốn mắng người nhìn đến này đàn con lừa trọc liền phiền triều tịch kiếm cũng không phải cái gì hảo tính cách kiếm linh tuy rằng không bất kiến quân như vậy hưng phấn khá vậy rất vui lòng trong thấy huyết diệp kiều dưới chân vừa động đồng dạng rơi xuống một trọng hy bên cạnh nàng không lấy vũ khí kiếm ở trên không bay chuẩn bị chờ những cái đó kiếm linh nhóm sát đủ lại triệu hồi đoàn chiến thời điểm đại quy mô kiếm trận mới là quan trọng nhất diệp kiều lòng bàn tay một đạo màu đen chú ấn đánh chuyển ngươi nói ai quá mức đâu trần mộ thiền nổi da gà đi lên hắn không quen biết diệp kiều trong tay chú ấn là cái gì cấp bậc nhưng kia đen như mực một cổ tử thiền ý thấy thế nào đều có điểm bọn họ phật đạo phong cách phật đạo nghe rất nhu hòa dĩ hòa vi quý đúng không nhưng trên thực tế bọn họ tâm pháp cũng không được đầy đủ là cái loại này nhu hòa không hề lực sát thương thậm chí có chút kỳ thật rất hung tàn một lời không hợp liền đem người cấp siêu độ có thể không hung tàn sao trần mộ thiền cảnh giác nhìn diệp kiều trong tay chú ấn ta vô tình cùng ngươi đối nghịch diệp kiều hắn mới vừa nói xong phía sau tiểu đệ liền la hét mở miệng ngươi đừng đắc ý diệp kiều chúng ta thần tử tay cầm công đức kim liên đến thiên đạo hậu ái quả thật đại thế sở về ngày sau là muốn đắc đạo phi thăng bọn họ có dũng khí khoác lác trần mộ thiền lúc này cũng chưa lá gan đi ứng công đức kim liên diệp kiều nghe vậy không khỏi triều bọn họ cười vậy các ngươi nhưng nhận thức ta trong tay đồ vật A. Nàng đột nhiên hướng lên trên ném đi, hai đóa kim liên đối đâm, giống nhau như đúc bẩm sinh linh khí ở không trung, trong phút chốc sương mù mênh mông không trung, vào giờ phút này bị chiếu lượng như ban ngày, kim quang đầy trời. Hai đóa công đức kim liên hiện thân làm trường hợp một mảnh yên tĩnh. Ngươi, ngươi từ nơi nào phỏng? Có vật tu thanh âm khái vướng hạ. Đừng nói, còn rất giống. Đem người hù sửng sốt sửng sốt. Đó là bọn họ tông chí bảo hảo ngươi cái Diệp Kiều. Dám phỏng chế chúng ta Phật đạo chí bảo. Diệp Kiều vương tay vừa nhất, hoa sen ngoan ngoãn dáng ở tay nàng tâm, cười hì hì, ngươi nói ta hoa sen là giả. Ngươi có cái gì chứng cứ? Quá quỷ dị. Nhan sắc giống nhau như đúc. Liền công năng cũng giống nhau. Mặc dù là thành phong tông phi thăng tổ sư gia từ bầu trời xuống dưới luyện chế, cũng tuyệt luyện chế không ra giống nhau như đúc. Nhưng mà tùy ý bọn họ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, Diệp Kiều là từ một thế giới khác đoạt tới, lập tức mọi người kinh ngạc không chừng, làm không rõ đây là tình huống như thế nào. Trần Mộ Thiền ở gần gũi quan sát đến kia đóa kim liên sau, còn sót lại về điểm này may mắn, vạn nhất chính mình nhìn lầm rồi, lại hoặc là vạn nhất nàng là tìm người phỏng chế, đều biến mất không còn một mảnh. Hắn người này mất đi cái loại này thế tục dục vọng, chỉ huy kim liên có lệ đánh hai hạ, ở cân nhắc đại thế đã mất khi, như thế nào giữ được hắn môn phái người. Chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nam nhân đó là nếu có thể khuất có thể duỗi Đánh không lại đến nhận, lại không mất mặt, đừng nói hắn đánh không lại, hắn sư phụ đều đánh không lại đâu. Việc Thanh An cùng sư muội đuổi tới thời điểm, nhìn mỗi người tự hiện thần thông một màn, nheo lại đôi mắt, không yên tâm lại lần nữa vứt đồng tiền bói toán. Chữ Linh quả thực phục hắn, đều khi nào còn bói toán đâu. Là hung là cát, đánh xong chẳng phải sẽ biết sao. Mặc dù bật ra tới chính là hung bọn họ là có thể không hỗ trợ sao. Tất nhiên là không thể, nếu là tới cổ vũ Minh Tông, bọn họ vũng nước đục này vô luận như thế nào đều phải chảy. Trần mộ thiền hoa thủy đồng thời, cũng không quên tận khả năng giữ được chính mình môn nhân. Ngươi đi cùng hắn giao thiệp. Mau đi mau đi. Tiếp dư ánh mắt sáng lên, khi trần mộ thiền tuy rằng không có nghiêm túc đánh ý tứ, nhưng hắn cũng hộ người của hắn, bị hắn như vậy một hộ, kia bọn họ trường Minh Tông đệ tử liền chiếm cứ hạ phong. Diệp Kiều nhớ thương thất trưởng lão, chuẩn bị vào trận đi làm thịt đối phương, thoát không khai thân, kia dùng thần côn đánh bại thần côn. Bồng lai thần côn, cùng Phật đạo bên kia thần tử, hai người khẳng định là rất có liêu đầu. Tới 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 Việt Thanh An, ngươi cùng hắn liêu. Việt Thanh An dương mắt sửng sốt. Hai người duy trì mặt ngoài bình thản cho nhau giới thiệu hạ, trần mộ thiền cười lạnh thanh, không nói hai lời một cái kim sắc vòng đột nhiên triều hắn nện xuống. Hắn đánh không lại Diệp Kiều, còn đánh không lại một cái thể thuật phế bồng lai đảo đệ tử sao. Trần Mộ Thiền là không muốn cùng Trường Minh Tông là địch, nhưng hắn cũng muốn hộ hắn đồng môn. Không có khả năng không động thủ làm nhìn. Việc Thanh An xác thật không am hiểu chiến đấu, Chữ Linh đem sư huynh hướng phía sau một phiết, mười mấy cái quân cờ đang xen trong người trước, lấy đồng dạng tốc độ bỏ xuống, gầm lên, chết người hói đầu. Dám khi dễ ta sư huynh. Quân cờ chính là vạn năm ngọc tủy mặt thạch mài dũa mà thành, lại ở bàn cờ giữa rèn luyện mấy ngàn năm, một viên nện xuống đi, Trần Mộ Thiền dù cho cảnh giới cao một đoạn, lại vẫn là bị tạp liên tiếp bại lui chết quải vách tường nếu không phải hắn kim liên bị diệp kiều hoa sen cuốn lấy hắn còn có thể cùng chữ linh bính một chút nhưng hiện tại cũng chỉ có bị động bị đánh trần mộ thiền thần sắc âm trầm quân cờ tam hạ hai hạ đem hắn kim thân tạp toái phản vệ dưới phun ra một búng máu một cái đoán mệnh nữ tu lại là như vậy hung này không hợp lý nga không tu chân giới nữ tu nhưng thật ra đều rất bưu hẳn trừ bỏ vân thước nghĩ đến ngày xưa ôn nhu nữ thần hắn càng chua xót việc thanh an nhìn này đó vật tu từng cái cầm bình bát kim vòng thế tới rào rạc bộ dáng thở dài có một nói một bọn họ không thiếu bị này đó vật tu giam giữ từ khi này đó vật tu đi vào sau hai người làm bồng lai đệ tử vẫn luôn là bị trông giữ việc thanh an nhưng thật ra phật hệ chữ linh lại ngồi không được vẫn luôn nghẹn đáy lòng hỏa khí trần mộ thiền đưa tới cửa tới hai người đánh túi bụi việc thanh an cũng không có khả năng làm nhìn mấy cái đá phân biệt đánh vào bất đồng phương vị hiện trường bãi trận bồng lai đệ tử không giống phù tu như vậy dựa bùa chú diễn hóa trận pháp mấy cái đá đủ rồi hai người kiềm chế tuyệt đại bộ phận phật tu chữ linh đánh trả nắm sát khí bàn cờ thu vào bàn cờ giữa một tấc vuông chi gian lấy nhân tính mệnh trần mộ thiền tự nhiên là không dám cùng bọn họ ngạnh tới bị hai người bám trụ tuy là mất mặt chút nhưng nếu là bất hòa những người đó giao thủ cũng là tốt bồng lai kiên kỵ nhân quả, bởi vậy hai người sẽ không lấy bọn họ Phật tu tánh mạng, nhiều lắm đánh chết khiếp mà thôi. So với bị sát mạnh hơn nhiều. Vì thế Trần Mộ Thiền yên tâm thoải mái bắt đầu dẫn dắt một đám Phật tu hoa thủy. Mà chờ hắn sư phụ hậu tri hậu giác, hồi quá vị tới khi, đã chậm. Ta, à, bên kia Diệp Thanh Hàng bị sở hành chi kia nhị hóa mạnh mẽ kéo vào chiến trường, hắn cảnh giới ở hóa thần trung kỳ, có thể đối phó hắn chỉ có trường Minh Tông phong chủ, chỉ là hắn vừa mới mở miệng phun ra một chữ kia phong chủ phản phất bị cái gì sinh mệnh không thể thừa nhận thống khổ, phun ra một bún máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Thanh Hàng Sở hành chi vuốt cầm, tổng cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Sau đó sau một lúc lâu sau, Diệp Thanh Hàng lại trơ mắt nhìn cái kia hư hư thực thực bị chính mình, đánh chết, phong chủ, hắn ở bị người sắp dẫm đến đầu khoảnh khắc, thế nhưng thần kỳ nửa đường lại sống lại. Đối phương trò cũ trọng thi, lại lần nữa bị đã đảo giả chết. Diệp Thanh Hàng các ngươi tông phong chủ, cũng thật có ý tứ ha. Trường Minh Tông 12 phong phong chủ điên cùng hoa thủy, mà ở tràng thân truyền nhóm cảnh giới là tu chân giới ít có sức chiến đấu, vấn kiếm tông 5 người, thành phong tông 5 người, cộng thêm trường Minh Tông đám kia tiểu yêu quái. Trừ phi phong chủ nhóm ra tay bắt, bằng không giống nhau tu sĩ là thật sự đánh không lại bọn họ. Lập tức, thất trưởng lão cùng đồng mưu đại năng nhóm lấy ánh mắt áp lực đám kia phong chủ, ý bảo bọn họ đi tróc nã những cái đó bất hiếu con cháu, lại Diệp Kiều bọn họ lại đại nghịch bất đạo, cũng không thể đánh chính mình môn phái phong chủ đi. Nhưng đám lão già đó cũng không biết từ nơi nào được đến linh cảm, bắt đầu tìm lấy cớ, không phải eo đau chính là chân đau. Ai nha tuổi lớn già cả mắt mờ. Không được không được, lão Lạc, đánh không lại. Quả thật là trường sa sóng sau đè sóng trước. Càng là có trưởng lão hít hà một hơi, nhìn Diệp Thanh hàng, tiêu ra kinh điển một câu, người này thế nhưng khủng bố như vậy. Diệp Thanh Hàn chương 597 tông chủ chi vị. Diệp Kiều thiếu chút nữa cười chết. Người này thế nhưng khủng bố như vậy. Những lời này hướng Long Ngạo Thiên Diệp Thanh Hàng giảng, quả thực rất hợp vị. Diệp Thanh Hàng kiếm đều không cần huy. Trang vài cái, trong khoảnh khắc vô số phong chủ bị đẩy lùi. Nói như thế nào đâu, hôm nay này đó trường Minh Tông các trưởng lão, cũng là trực tiếp biến thân diễn viên gạo cội. Minh Huyền không cấm thẳng hô ngưu bức, trước kia là thật sự không phát hiện, bọn họ tông trưởng lão đều là đàn diễn viên gạo cội a à. kỹ thuật diễn so với kia đàn tiểu thịt tươi khá hơn nhiều thân truyền cảnh giới là dựa vào các loại rèn luyện cơ duyên đôi tiếng lên làm đâu chắc đấy nguyên anh cảnh giới nhẹ nhàng vượt biên đánh hóa thần đều không nói chơi từng cái thần chán sát thần trận trưởng không thể nói không dọa người làm lần này hoạt động chủ yếu thành viên thất trưởng lão bị quan trận pháp bên trong nếm kia chín lần luân hồi trận pháp dư lại đại năng nhóm không có người tâm phúc cũng thực hoảng các trưởng lão ở tu chân giới trà trộn nhiều năm tuy xưa nay không hiện sơn không lộ thủy nhưng hắn ủng độn lại không ít hắn tài ăn nói không tồi thêm chi ít lợi cũng đủ làm người động tâm thuyết phục những cái đó môn phái trưởng lão thừa dịp ma tộc tác loạn tông chủ không ở nhà thời điểm cùng nhau bóc can khởi nghĩa những cái đó trưởng lão vốn dĩ không muốn trộn lẫn bọn họ ở các tông đương trưởng lão nhật tử quá đến cũng không tồi không phải sao hà tất mạo nguy hiểm nhưng nếu là phi thăng đâu tu chân giới mấy ngàn năm tới, chỉ hỏi kiếm tông vị kia nhất tiếp cận phi thăng. Mặt khác tông chủ nhưng thật ra không sao cả, bọn họ tay cầm lệnh bài, không bị bất luận cái gì hạn chế, nhưng trưởng lão không tâm động sao. Trưởng lão rốt cuộc là bị quản chế với người, trừ phi cái loại này thái thượng vong tình là thật sự không có nửa điểm thế tục dục vọng, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều tâm động. Tóm lại tông chủ không ở nhà. Tính tính tu chân giới kia ít ỏi không có mấy sức chiến đấu, phát hiện lớn nhất sức chiến đấu cũng chính là một đám thân truyền. Chê cười. Một đám chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, bọn họ sợ mấy cái hài tử. Kết quả là một đám cao thủ tung ta tung tăng chạy tới tương trợ. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, ai biết Diệp Kiều không ấn lẽ thường ra bài, trốn đều không né, trực tiếp sách theo kiếm sát thượng trường Minh Tông, dẫn dắt một đám đệ tử tạo phản. Đảo phản thiên cương bọn họ. Các ngươi chờ. Bọn họ giận mắng, chờ ngày sau bị thúc giục đi tôn sư trọng đạo, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, bọn họ này xem như cái gì tôn sư trọng đạo tuân thủ nghiêm ngặt môn quy. Dám hành hung trưởng giả. Phản bọn họ. Tần hoài đối này đó chỉ trích không để bụng, thậm chí vỗ vỗ nàng vai, nghiêm túc, dịp kiều. Ngươi cảm thấy, chúng ta tựa như vậy dưới tình huống, có thể sử sách lưu danh sao? Tần hoài cảm xúc từ trước đến nay bình thản, giờ phút này không biết vì sao, nhìn qua hứng thú pha nùng. Diệp Kiều nàng bình tĩnh bắt đầu phân tích. Tần hoài người này sao, vô tình đạo tu sĩ, mục tiêu minh sát, vị lợi tâm cường, nhưng này đều không phải cái gì chuyện xấu. Không có dục vọng mới khó làm đâu. Liền cùng đại sư huynh giống nhau, loại người này khó nhất làm, mặc kệ nói với hắn cái gì, hắn đều chỉ biết cảm thấy nhân gian không đáng, đại gia tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện nhân sinh nói chuyện lý tưởng, thật sự không được còn có thể thắt cổ này một cái lộ có thể đi. Tần hoài liền không giống nhau, hắn nằm mơ đều muốn làm tu chân giới đệ nhất nề hà địch nhân quá cường tần hoài chỉ có thể cân nhắc mặt khác biện pháp làm không được đệ nhất khi ngày sau sử sách lưu danh cũng đúng a à. chỉ cần động tĩnh làm đến cũng đủ đại cao thấp tu chân giới đều sẽ lưu lại lần này tu sĩ tên khó trách tần hoài như vậy ra sức hợp lại hắn là tưởng lên đầu đề nga không không chỉ là đầu đề hắn tưởng ở tu chân giới lưu lại tên của hắn a à. nhưng diệp kiều nghiêm túc một cân nhắc đi cảm thấy bọn họ một đám thân truyền đệ tử, chỉ là hành hung phong chủ, giam giữ trưởng lão vào trận, tập thể tạo phản, sử sách lưu danh cũng không phải không thể nào. Chính là cực đại khả năng sau khi kết thúc, bị đương phản diện giáo tài, dạy dỗ đời sau đệ tử. Cái gì? Ngươi hỏi bọn hắn này đó thân truyền tội danh là cái gì? Tổ chức đệ tử tạo phản, ẩu đã phong chủ, giam giữ trưởng lão. Này từng cọc nhưng đều không oan uổng bọn họ. Diệp Kiều nhìn Tần Hoài nhiệt tình cũng không hảo đã kích hắn, dù sao cũng là bạch được đến tráng đinh, không ai so tần hoài càng tốt dùng. Hơn nữa đối phương nếu thật muốn sử sách lưu danh, đương chính diện giáo tài, như vậy chính mình đến lúc đó lấy độ kiếp cảnh giới, nhất chiêu bổ ra côn sơn, treo lên đánh thất trưởng lão, những cái đó tu sĩ tự nhiên không có khả năng đem bọn họ đương phản diện giáo tài. Trước cuộc tu chân giới đối cảnh giới cao tu sĩ mỗi một đoạn đều có ghi lại, lại còn có đều là hướng quang minh vĩ ngạn thượng viết, lịch đại sử sách lưu danh đại năng nhưng không một cái có hắc lịch sử. Ai sẽ nghĩ đến, trường minh tông phi thăng tổ sư gia mộng tưởng là đem tông môn hủy đi nuôi heo đâu. Luyện đan. Luyện cây búa đan, cơm đều ăn không nổi. Thiếu nữ độ kiếp không cần giảng cũng biết rất cao hàm kim lượng. Sử sách lưu danh là khẳng định, mặc dù không dựa vào chính mình, này đó thân truyền cũng là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi ra, Diệp Kiều có thể thực xác thực giảng, bọn họ đồng dạng không thể so bất luận kẻ nào kém. Vì thế nàng không hề nửa điểm chột dạ, thực nghiêm túc nói cho hắn, có thể quả nhiên khi một khắc tần hoài đôi mắt đều sáng lấp lánh không thể so bất luận kẻ nào kém này trong đó cũng bao gồm ngươi đột nhiên một đạo ngữ điệu bình phản phất cục diện đáng buồn thanh âm mạnh mẽ rót vào trong ốc giữa đương nhiên bao gồm ta diệp kiều trả lời xong sau cả người run rẩy không phải đợi chút đại ca ngươi ai a à? thanh âm kia hỏi xong liền không có tiếng vang diệp kiều nhíu nhíu mày vội vàng ra xét thức hải giữa mộ lịch tình huống, tiểu ái. Nàng lúc này mới ý thức được, mộ lịch tiêu thanh hồi lâu. Tuy rằng mộ lịch tiện, nhưng tốt xấu cũng giúp quá chính mình, thiên đạo vốn là chán ghét ma tộc, tùy tay hủy diệt kia một sợi tàn hồn, cũng không phải không thể nào. Hỏi, vì cái gì nàng như vậy khẳng định, thanh âm kia là thiên đạo? Vô nghĩa. Lúc này có thể cho độ kiếp kỳ truyền âm, trừ bỏ thiên đạo không làm hắn tưởng. 12 phong phong chủ nhóm tới đánh giả tái, thất trưởng lão lại không thấy bóng dáng nhu cầu cấp bách một cái có thể chủ trì đại cục diệp kiều thật lấy ra lệnh bài ngắn ngủi khống tràn không thành vấn đề nhưng không thấy được mặt khác thế gia sẽ nhận vô nghĩa một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ áp bọn họ trên đầu có thể nhận mới là lạ không nhận cũng không quan hệ diệp kiều dùng cảnh giới mạnh mẽ áp qua đi bọn họ cũng đến tất cung tất kính kêu một tiếng tông chủ thiên đạo vì bảo đảm vạn vô nhất thất làm công cụ người tạ sơ tuyết lăng lại đây hỗ trợ mặc dù diệp kiều năng lực áp thất trưởng lão nhưng xong việc nhiều như vậy thế lực liên lụy trong đó tất nhiên cần phải có người chủ trì đại cục cái gì ma tôn không ma tôn làm kia ma tôn chạy nhanh đi tìm chết chỉ cần cái này ma tôn dám đổ kiếp mấy phát thiên lôi khiến cho hắn hồn phi phách tán bọn họ cũng ở kích thích ma tôn đổ kiếp năm cái tông chủ cộng thêm thực lực đứng đầu tạ sơ tuyết mấy người không nói võ đức liên thủ thành phong tông tông chủ vui tươi hớn hở móc ra tới mười mấy cái linh khí thần sắc hơi túc toàn bộ nhìn chầm chằm đã chết ma tôn. Trước cuộc, vấn kiếm tông tông chủ thật phi thăng, kia bọn họ liền không đổ kiếp A. Thiếu cái đổ kiếp, kia bọn họ chính đạo bên này liền không duyên cớ lùng ma tộc một đầu. Nếu bọn họ đổ kiếp không có, các ngươi ma tộc cũng đừng nghĩ lưu cái đổ kiếp, cùng nhau tay cầm tay phi thăng đi thôi. Thả, ma tôn thật đúng là không nhất định đổ quá lôi kiếp. Thiên đạo nhưng không dung hắn. Ma tôn bị này mấy người liên thủ nhầm vào, ép tới hơi thở không xong, Nguyên bản bị thượng công xiền vẫn không nhúc nhích cảnh giới vào giờ phút này thế nhưng mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu, hắn lúc này mới phát giác này đàn lão thất phu ý niệm, đơn giản là phục khắc ma tộc bức bách vấn kiếm tông tông chủ độ kiếp thủ đoạn. Mấy người bọn họ cũng tưởng bức chính mình độ kiếp. Như thế nào? Là cảm thấy kia lão đông tây sau khi phi thăng, từ đây các ngươi chính đạo bên kia không người. Ma tôn khơi màu trào phúng đến độ cung, không có nửa phần lơi lỏng, đáy lòng âm thầm kêu khổ, hắn cảnh giới cao là không giả, khá vậy không dám dùng toàn lực. Ma giới bị đánh trời sụp đất nứt chính là việc nhỏ, hắn áp chế cảnh giới hơn một ngàn năm, trước sau không dám đổ kiếp. Sợ chính là thiên lôi. Ma tôn trước sau chỉ là phòng thủ, thần sắc âm u. Hắn mặc dù đi đổ kiếp, vậy ngươi cũng nên cùng đi mới là. Tần phạn phạn cười nhạo, tay cầm bình sóng kiếm, thúc giục chi gian phát ra thanh thúy kiếm minh, vang vọng toàn bộ không gian. Vô nghĩa nói xong nên động thủ. Tần phạn phạn là chính thức hợp thể đỉnh, nhất kiếm đi xuống toàn bộ mặt đất chia năm xẻ bảy không gian bị chém đi nửa bên chiêu chiêu đều đang ép ma tôn đánh trả chỉ cần hắn dám đánh trả kia đến lúc đó chính là chính tà lưỡng đạo cùng nhau độ kiếp hai cái độ kiếp a đến lúc đó nói vậy thiên đạo nhất định sẽ hảo hảo yêu thương một chút hai vị này tân tấn phi thăng nhân sĩ cái gì ma tôn tông chủ ha hả đều cùng nhau ai bổ tới đi ai sống sót ai phi thăng ma tôn bị bứt bó tay bó chân thật không dám dùng sức quá mạnh, cùng này mấy người ngạnh cương, sợ chính mình đánh quá kích động, cảnh giới buông lỏng, bị lôi kiếp phách hồn phi phách tán, kia hắn khóc cũng chưa địa phương đi khóc. Nhưng mà hắn cũng không thể liền như vậy đi luôn, bằng không này nhóm người dẹp đường hồi phủ, vừa lúc gặp được Thất trưởng lão làm bán hàng đa cấp chiếm núi làm vua, hai bàn tay đem người phiến chết, kia hắn phi thăng nghiệp lớn làm sao bây giờ? Tạ Sơ Tuyết bấm tay niệm thần chú, chính rất có hứng thú quấy loạn cái này không gian biến hóa phù tu tới nhất định cảnh giới cái gọi là vật đổi sao dời cải thiên hoán nhật đều là không giả hư không chi gian biến hóa chỉ ở một lóng tay chi gian có vân ngân ở tạ sơ tuyết bấm tay niệm thần chú véo chính vui vẻ còn đang suy nghĩ hôm nào đi giáo giáo tiểu kiều nàng cảnh giới lại cao sẽ không dùng này đó cao cấp thuật pháp kia cũng là mười phần thất học thình lình bị thiên đạo rót vào một đạo mệnh lệnh làm hắn lăn trở về tông tạ sơ tuyết tay đều rung lên hai hạ khó hiểu này ý chắp tay sau lưng, không khỏi bấm đốt ngón tay hai hạ. Hắn đã từng đi qua bồng lai đảo, phù tu vốn là ở bói toán phương diện có điểm thiên phú, tuy rằng khi linh khi không linh. Nhưng cầu cái tâm an sao? Thiên đạo làm hắn đi làm cái gì? Thiên đạo là muốn cho hắn cúi đầu xưng thần đi, tốt nhất mang theo 12 phong phong chủ cùng nhau, những cái đó phong chủ uy hiếp lực không có tạ sơ tuyết cao, qua đi cũng hảo xử lý cục diện rối rắm. Rốt cuộc tạ sơ tuyết đuổi tới thời điểm, chỉ sợ sự tình đã kết thúc khi tạ công cụ người liền rất thích hợp lên sân khấu hỗ trợ kết thúc tạ sơ tuyết còn không biết đối phương ý gì lại cũng không nét mực chuẩn bị đi trước rút lui tần phạn phạn phục hắn quay lại như gió tính cách ngươi ý gì đã xảy ra chuyện tạ sơ tuyết cũng không dám nói chính mình môn phái giờ phút này khả năng đại khái xuất là bị phật đạo chiếm lĩnh đến nỗi xảy ra chuyện gì tạ sơ tuyết thật đúng là không rõ ràng lắm hắn chỉ là nghe lệnh với thiên đạo mà thôi Tần phạn phạn biết cái này sư đệ ở chính sự thượng sẽ không tùy ý nói giỡn, nhíu nhíu mày, vậy ngươi thả đi thôi. Hành. Tạ sơ tuyết vui sướng đáp. Hắn phía trước bấm đốt ngón tay giống nhau tới giảng đều là hàm hàm hồ hồ, thiên cơ khó đoạn, lần này thiên cơ lại rất minh xác. Sự tình quan môn phái tông chủ vị trí này. đại ngươi trở về. Tạ sơ tuyết thất xảo linh lung tâm, một điểm liền thông. Như thế, hắn phục một tiếng liền cười, ở tầng phạn phạn hoang mang dưới ánh mắt, còn làm bộ làm tịch bấm tay tính toán, ý vị thâm trường, nói không chừng ngươi cái này tông chủ vị trí cũng chưa. Tần phạn phạn một chọn bình sóng kiếm mũi kiếm, cười lạnh, căn bản không tin, ngươi ở đậu ta. Tông chủ cái kia cẩu vị trí còn có người nguyện ý đi đương. Tạ sơ tuyết sửa miệng, đương nhiên, người nọ khẳng định cũng là đương không dài. Cho nên, này cẩu vị trí ngươi vẫn là tiếp tục ngồi đi. Chương 598 Diệp Kiều sẽ cứu ngươi. Tần phạn phạn nghe được Tạ sơ tuyết nói làm không dài cái này hình dung liền biết tất nhiên không có khả năng là Chu Hành Vân. Chu Hành Vân tính cách vẫn là ổn, mặc dù không tình nguyện, lại cũng là hợp lịch Đại Tổ sư gia nói hắn sẽ gánh. Bởi vậy cũng biết sáng vị hẳn là làm ầm ĩ cái kia. Trường Minh Tông nhất làm ầm ĩ Phi Diệp Kiều mạt chút, thượng sấm năm tông cấm địa, hạ kiếp tám đại gia địa lao, còn có cái gì là nàng không dám làm? Làm tần phạn phạn lược cảm hoang mang chính là tông chủ thay đổi người ngồi vô luận như thế nào luôn, kia cũng không tới phiên Diệp Kiều đi. Những cái đó trưởng lão làm cái gì ăn không biết. Luận thuận vị, cũng nên là triệu trưởng lão mới đúng. Tần phạn phạn tuy không được này giải, lại cũng lười đến miệt mài theo đuổi, hắn vẫy vẫy tay ý bảo tạ sơ tuyết mau cút, có vân ngân ở, tạ sơ tuyết rời đi cũng đúng, hiện tại ma tôn mới là nhất nghẹn khuất cái kia, hắn phía trước liên tiếp nhằm vào bọn họ, làm hại bọn họ đánh sợ tay sợ chân, sợ một không cẩn thận kích thích vấn kiếm tông tông chủ phá cảnh phi thăng. Hiện tại hảo, không sợ gì cả đến phiên Ma Tôn. Phong thủy thay phiên chuyển. Ma Tôn bị áp đáy lòng không mau, hận không thể đương trường khai sát giới, hắn trong lòng biết này nhóm người chờ đó là chính mình khai sát giới. Hắn chỉ có. Thể oán hận nuốt xuống khẩu khí này, nghĩ, đợi cho vấn kiếm tông tông chủ rời đi, nhất định phải mang ma tộc đồ này đó môn phái. Mặc kệ đối phương là phi thăng thất bại vẫn là thành công, vào phi thăng nơi, thành chính thức tiên nhân, vậy không được can thiệp tu chân giới sự tình đãi kia lão thất phu rời đi, ta liền sát thượng các ngươi môn phái. Xem các ngươi ai còn dám ở trước mặt ta làm càng. Ma tôn trong ánh mắt để lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Giảng những cái đó vô dụng làm chi. Ngươi hiện giờ có thể thoát thân. Tần phạn phạn cười như không cười nhìn hắn. Ma tôn thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, hắn đương nhiên có thể thoát thân. Hắn không đi là bởi vì thất trưởng lão cái kia ngu xuẩn, nói là khai thiên môn, chỉ cần dịp kiều dám từ bí cảnh ra tới, hắn là có thể một lần là bắt được, do đó đạt tới mục đích. Nói chính là ba hoa chích chòe, nhưng hiện tại đại thanh đều mau vong, kết quả dịp kiều người đâu. Nhiều như vậy thiên đi qua. Mau cũng chưa thấy. Vân Ngân thay đổi thiên địa cảnh tượng, ở không gian giữa lấy trận pháp vì trung tâm, giơ tay vừa động, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo kỳ dị quan mang, có hắn ở đây, tạ sơ tuyết rời đi đảo cũng không ảnh hưởng. Đại ma nhóm đấu đá lung tung, ý đồ phá tan trận pháp, thành phong tông tông chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng hợp thể uy ác nghiêng theo sau móc ra một thanh ngọc như ý lạnh lùng nện xuống đem đám kia đại ma nổ thành từng đoàn xương đen pháp thuật cùng vật lý công kích giao hội mão đủ kính muốn cưỡng chế ác bách ma tôn cảnh giới bọn họ lúc này mới mặc kệ nhiều như vậy nếu bọn họ chính đạo bên này không có cái độ kiếp kia ma tộc cũng đừng nghỉ lưu hai người cùng đi phi thăng nơi kia cũng là không tồi lựa chọn mà bất đồng với ma tộc một đám người già đấu pháp bình thản trường minh tông nội lại là một khắc phiên gà bay chó sủa cảnh tượng. Vấn kiếm tông thân truyền nhóm thình lình đụng phải nhà mình trưởng lão trợ trụ vi ngược, người đều là có chút há hốc mồm, vấn kiếm tông rốt cuộc là kiếm tu đại tông, cảnh giới lại cao, giết người như sắc rau nhẹ nhàng, chút ưu vội vàng cứu một cái trường minh tông đệ tử, lạc thủy kiếm trắng rất hắn lưỡi dao, khó hiểu, thu trưởng lão, vì cái gì? Đoạn hoành đao cũng muốn hỏi vì cái gì? Con mẹ nó, vì cái gì phẩm đức thấp nhất miệt thanh tông môn phái ngược lại không phản đồ? ngược lại là bọn họ thành phong tông cùng vấn kiếm tông giảo hợp tiến vào trưởng lão nhiều nhất. Hơn nữa những cái đó trưởng lão biết rõ nhà mình thân truyền đấu pháp, xuống tay căn bản không lưu nửa điểm tình cảm, đoạn hoành đao ngay từ đầu còn có thể có tâm tình thương xuân bi thu, chất vấn trưởng lão vì cái gì muốn phản bội bọn họ, cùng với tôn trưởng lão lưỡi dao để ở bên hông, tay phải một cái lưỡi hái, suýt nữa bị một đao gọt bỏ đầu sau, đoạn hoành đao tức khắc vô tâm tình hỏi này đó. Chúc ưu không trải qua quá xã hội đòn hiểm, không rõ ràng lắm những cái đó trưởng lão tâm tàn nhẫn xuống dưới, cũng sẽ không đem các ngươi đương đệ tử, rốt cuộc thân truyền đệ tử đều có từng người lão sư mang vào cửa. Mặt khác trưởng lão nhưng không có gì cảm tình đáng nói. Giết ngươi liền giết ngươi, ai còn cùng ngươi vô nghĩa. Chúc Ưu còn tưởng hỏi lại, thu trưởng lão đã là không kiên nhẫn, mặt mày lạnh lùng, kiếm phong tàn nhẫn ác, đem nàng sốt lên 3 mét có hơn, lạnh giọng, "Tiểu Ưu, ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, quen biết một hồi." khuyên ngươi không cần cùng chúng ta đối nghịch hiện giờ nhưng không ai sẽ cứu các ngươi hà tất tới chảy trường minh tông nước đục trưởng lão chúc ưu cắn khóe môi không cam lòng hỏi thành tiên thật sự liền như vậy quan trọng nói xong nàng cảm thấy chính mình hỏi cái rất ngốc bức vấn đề rốt cuộc xác thật rất quan trọng xưa nay tu sĩ phi thăng chính là vì đắc đạo thành tiên các ngươi như vậy tuổi là có thể đạt tới nguyên anh thậm chí hóa thần đến thiên đạo hậu ái tiểu quỷ tự nhiên không hiểu chúng ta thống khổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ở bá đạo kiếm xuyên thấu tầng tầng pháp khí phòng ngự, vững chắc đánh vào trên người kia một khắc, chút ưu ăn đau phản nắm lấy kiếm, cưỡng chế các loại cảm xúc, phấn khởi phản kháng. Cùng với vô số đạo sĩ dũng mãnh vào, mơ hồ hỗn loạn trứ ma tộc, khắp nơi thế lực đều tới trộn lẫn một chân, vì cái gì? Bởi vì trường Minh Tông hiện giờ cũng đủ loạn, năm Tông thân truyền đến tề, tám đại gia trước sau như một túng nhưng lục tục không cũng có mặt khác môn phái các trưởng lão gia nhập sao cảnh giới một cái sau một cái cao hóa thần đến luyện hư không đợi môn phái trên dưới không một không tràn ngập hỗn loạn diệp kiều trở tay lĩnh vực bỏ xuống sáng ngời màu xanh lục quang lan tràn dây đằng uống lượng mà thường vạn vật sinh tinh chuẩn buộc chặt ở những cái đó cảnh giới thấp tu sĩ nàng là độ kiếp cảnh trừ bảo nguyên anh đỉnh trở lên có thể bằng vào cao siêu thủ đoạn tránh né ngoại Nguyên Anh Hậu Kỳ những cái đó tu sĩ Phật tu từng cái bị bó thành bánh chân không thể động đậy. Diệp Kiều nhìn, cười hai tiếng, chậm rãi chơi đi. Miểu Miểu bị đè ở Côn Luân Phong Nội không được ra, nàng che lại ngực, bởi vì mạnh mẽ cùng linh khí tách ra liên hệ, lại cũng mơ hồ có thể cảm giác được, Tịnh Thế Liên bị lấy ra tới dùng, nàng nhíu nhíu mày, Tịnh Thế Liên rất mạnh, phòng ngự thủ đoạn chiếm đa số. Thất trưởng lão chính là hợp thể đỉnh a, trừ bỏ độ kiếp ai có thể nại hắn gì. Tình huống như thế nào hạ mới có thể vận dụng tình thế thanh liên. Miểu Miểu tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, càng không rõ ràng lắm ngoại giới tình huống như thế nào. Thất trưởng lão kia lão Đông Tây không nói võ đức, trói nàng làm con tin. Kỳ thật muốn nói con tin. Làm gì không bó kia mấy cái thân truyền. Hảo vấn đề. Thất trưởng lão cũng tưởng bó a, à, này không phải không cơ hội sao? Hắn kế hoạch nhiều lần thất bại, đó là hận không thể đương trường liền chụp chết đám kia người a. À. Nhưng một cái tác chụp chết nhiều như vậy thân truyền, mặt khác thế gia có thể làm sao? Ở tu chân giới có hậu đài cũng là không giống nhau, thí dụ như kia lộ tiểu minh, đám kia thân truyền cũng không biết từ nào tìm tới cái thiếu thành chủ, ở tiết dư minh huyền cùng một trọng hy bị nhốt lại khi, chu hành vân không nhanh không chậm từ ma tộc ra tới. Cảnh giới ổn ở hóa thần kỳ. Hắn tiến công tự nhiên không ai sẽ ngăn đón, nhưng mà hắn tới liền tới đi, còn nhường đường tiểu minh, cùng với tám đại gia, cùng với thỉnh thế lực khác, tụ ở bên nhau, kêu một số lớn kim đa nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiếng tông mỹ kỳ danh rằng gọi người tới trường minh tông nội chơi 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 mẹ ngươi đâu chu hành vân kêu nhiều người như vậy rõ ràng là ở phòng bị thất trưởng lão vì nhổ cỏ tận gốc đem bọn họ đương con tinh hoặc là trực tiếp đánh giết hắn khí muốn chết phun tức giang đều là phẫn nộ nhưng mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thất trưởng lão trước mắt mới thôi chỉ là tưởng cầu ổn mà không phải làm đến cùng toàn bộ tu chân giới là địch Diệp Kiều cũng còn không có bắt được, hắn không thể vội vã khai chiến, liền chuẩn bị nhẫn đến Diệp Kiều từ bí cảnh ra tới. Chỉ cần bắt lấy nàng, thất trưởng lão là có thể đem những cái đó trở ngại người của hắn đều giết sạch, vỗ vỗ mông phi thăng, cái gì nhân quả, sớm tại phi thăng trước liền chặt đứt, cho dù là thiên đạo có thể nại hắn gì. Miễu miễu không nghĩ thông suốt vì cái gì không trảo trường minh tông người trảo chính mình, tư diệu ngôn lại là tưởng minh sát, thất trưởng lão không dám động những cái đó lưng dựa thế gia thân truyền, lại dám động bích thủy tông người. Rốt cuộc, tuy rằng thân truyền đều là bảo hộ động vật, nhưng đang tu sức chiến đấu thấp hèn, toàn dựa cùng các thế gia thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ, dẫn tới toàn bộ tu chân giới không có bất luận cái gì một môn phái dám động bích thủy tông. Không động đậy môn phái, thất trưởng lão động một cái đệ tử, những cái đó thế gia cũng vẫn là không ý kiến. Ngươi thả chờ miểu miểu. Tư diệu ngôn ngữ điệu tứ bình bác ổn làm nàng đừng nóng vội. Miểu miểu liền cho rằng sư tỷ có cái gì diệu kế nào từng tưởng đại sư tỷ trầm ngâm hồi lâu, mới trầm ngâm ra tới một câu. Diệp Kiều sẽ cứu ngươi. Chương 598 bọn họ chính đạo. Miểu miểu. Nàng đại sư tỷ vẫn là có điểm chỉ số thông minh, ở nàng tới phía trước lặng lẽ để lại thông tin thạch. Nàng giới tử túi cùng ngọc giảng bị kia thất trưởng lão một hồi cướp đoạt đi rồi, tư diệu ngôn sớm chút niên lịch luyện cũng có chút thiên tài địa bảo, mặt khác tư diệu ngôn không dám để cho miểu miểu mang, sợ bị thất trưởng lão cảm thấy, không hảo công đạo, chỉ làm miễu miễu mang hảo thông tin thạch, cố ý ngoại liền thông tri bọn họ. Miễu miễu vừa vặn chán đến chết, nàng một người ứng phó thất trưởng lão cũng sợ thực, đơn giản kia lão thất phu lười đi để ý chính mình, đem nàng cả người linh khí một phong, ném ở trận pháp giữa, đảo cũng không cố tình tra tấn, nhưng bản mạng linh khí mạnh mẽ bị cướp lấy, không thua gì sinh mổ, tư vị cũng không chịu nổi, các ngươi không bằng đi thăm thăm trường minh tông tình huống. Miễu miễu đối tịnh thế liên lúc này còn có điểm rất nhỏ cảm ứng. Không cần dò xét, diệp kiều đều trực tiếp sát thượng trường minh tông khắp nơi thế lực xuống nước có chút là thừa tình thiếu nhân quả đi giúp trường minh tông có chút còn lại là lén lút giúp thất trưởng lão hai bên đánh giá ai thắng ai thua nói không chừng tư diệu ngôn kiểm kê hạ môn phái tiên hạt chúng ta đi tìm nàng ngươi thả chờ đó là sẽ có người tới cứu ngươi ở thất trưởng lão ngọn núi cũng là an toàn ít nhất so hỗn loạn trường minh tông muốn tới an toàn Miểu miễu chán đến chết theo tiếng được rồi tác động không ngừng là trường Minh Tông, còn có lớn lớn bé bé môn phái, này Diệp Kiều cầm đầu trường Minh Tông đệ tử tạo phản, nhìn như trường Minh Tông người nội đấu, trên thực tế khắp nơi thế lực đều bị liên lụy xuống nước. Bọn họ đảo cũng tưởng án binh bất động, rốt cuộc này nhóm người đánh giá cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Nhưng thất trưởng lão phía trước mạnh mẽ làm Phật đạo nhập trường Minh Tông chiếm núi làm vua, rồi sau đó lại phái vô số nội ngoại môn đệ tử xuống núi, cướp đoạt những người khác cơ duyên, đủ loại hành tích đều phá lệ quỷ dị đoạt đi làm cái gì vài thứ kia đối một ít tán tu cảnh giới thấp xem như không tồi bảo bối nhưng đối thất trưởng lão loại này cảnh giới mà nói trừ phi cực kỳ hiếm thấy bẩm sinh linh khí giống nhau bảo vật cũng vô pháp khiến cho hắn một ánh mắt cùng với trứ ma tộc vào bàn sự tình liền càng có ý tứ ai không biết ma tộc khắp nơi cướp đoạt bẩm sinh linh khí liên tục nhiều thành trì bị đoạt lấy mà đi thất trưởng lão cùng ma tộc có liên lụy tất cả đều là hướng về phía khắp nơi linh khí bảo vật đi giống nhau bảo vật đảo cũng còn hảo thật có chút thiên địa tạo hóa chi vật khi đều là thiên đạo diễn biến ra tới duy trì nhất định trật tự tai họa liền thí dụ như long châu năng lực có thể định thủy chỉ cần bị đoạt khi nam hải phụ cận thành trì cũng chỉ có bị bao phủ kết cục loại này cách làm có thể nói là thiên địa bất dung a à. bọn họ sợ không phải tưởng tưởng cái gì tưởng khai thiên môn khi ma tộc mấy vạn năm qua không một cái ma tôn thành công phi thăng ma tôn làm sao có thể nhận mệnh bị thiên đạo nhằm vào đến tận đây, bọn họ khả năng cam tâm sao? Đều là sống mấy trăm mấy ngàn tuổi người, có chút đối phi thăng Việt đã đạm nhiên, có chút lại càng thêm điên cuồng điên cuồng, thế tất muốn đắc đạo thành tiên, cần phải bọn họ giảng phi thăng nơi tiên nhân bất quá ít ỏi, ngày sau một đám lão nhân ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mặc dù trường sinh bất lão cũng không thú thực. Nghe nói thất trưởng lão am hiểu luyện khí. Một đám môn phái trưởng lão tụ ở bên nhau, mặt ủ mày trao. Nguyệt Thanh Tông người có chút tưởng chửi ầm lên làm gì tới bọn họ môn phái mở họp? Còn không phải bọn họ môn phái an toàn nhất sao? Phòng thủ năng lực có thể nói tuyệt hảo. Nguyệt Thanh Tông người không vui, nhưng đám kia lão nhân mới mặc kệ bọn họ ý kiến, đã dăm ba câu nghị luận đi lên. Nghe nói đang dược, kiếm thuật, trận pháp đều thông. Hắn muốn luyện hóa những cái đó bẩm sinh linh khí. Người lão thành tinh, một điểm liền thông, thất trưởng lão ý niệm không thêm che giấu, bọn họ thoáng phỏng đoán một chút là có thể biết, vì sao còn có thế lực khác hỗ trợ trợ trụ vi ngược vô nghĩa nếu thật có thể thành công khi đến lúc đó bọn họ không cũng có thể cùng nhau nhưng bọn hắn cũng bất động động não suy nghĩ nếu thật thành công khi ai biết khai thiên môn bầu trời những người đó có thể hay không giận bẩm sinh linh khí bị dung tu chân giới liên tiếp trung chuyển nói là tam giới sinh linh đồ tháng đều không quá đến ngăn cản bọn họ nhưng ai đi liền lại là cái vấn đề vấn kiếm tông đại trưởng lão chắp tay sau lưng Cao mày, khi thất trưởng lão cảnh giới, là thật là có chút khó đối phó. Tưởng chế phục đối phương, rất khó. Bốn đạo đồng tu, thủ đoạn đếm không hết, chỉ có thể là các trưởng lão ra tay, nhưng hiện tại cái này tình huống, bọn họ các tông trưởng lão trăm triệu không thể động. Ai biết bọn họ đi rồi, có thể hay không bị ma tộc bên kia trộm da. Nếu là trưởng lão không chê. Ở một bên bàn thính tống hàng thanh tâm thần vừa động, không lưng chấp tay thi lễ, đệ tử nguyện sinh ra trận tiến đến tương trợ. Đại trưởng lão không khỏi nhướng mày, triều hắn liếc đi. Thiếu niên không lưng, màu lam nhạt tông phục, dáng vẻ thật tốt, hắn không khỏi cười to, hảo. Hắn còn tưởng rằng Nguyệt Thanh Tông là muốn đem giả chết tiến hành rốt cuộc đâu. Nào biết cái này thân truyền thế nhưng chủ động nói ra muốn đi. Nguyệt Thanh Tông tứ trưởng lão tâm đột nhiên nhảy dựng, thiếu. Chút nữa trống giận ra, ta không cho phép này bốn chữ. Hắn liều mạng đem những lời này nuốt đi xuống, trừng mắt đối phương, ngươi còn còn chưa hóa thần sẽ không sợ cùng cái kia Diệp Kiều cùng chết thất trưởng lão trong tay sao? Có thể không sợ sao? Khẳng định là sợ, nhưng lúc này nếu là tiếp lời nói, trưởng lão tất nhiên cũng thuận sườn núi hạ lừa, đem bọn họ lưu trong tông mặt. Tự thất trưởng lão trưởng quảng trường Minh Tông sau, bọn họ liền bị nhà mình trưởng lão câu ở tông môn, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Minh Ý vội vàng lời lẽ chính đáng đáp lại, chúng ta tu đạo người, nếu làm quyết định. Khi tự nhiên là sinh tử không hối hận. Trưởng lão trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này như thế nào như vậy trục đâu. Minh gia như thế nào giáo hài tử. Một cái sau so một cái không ngoan. Các ngươi đãi thấy bọn họ, bọn họ nhưng không thích các ngươi. Nguyệt Thanh Tông trưởng lão từ xoan mũi trung lạnh lùng hừ ra một tiếng. Tô Trạc suy nghĩ hạ, kia đảo cũng không có. Bốn năm gút mắt, vô số ân oán, sớm tại các loại đối chọi gây gắt giữa tan thành mây khói. Địch trầm thấp giọng, giúp bọn hắn một phen. Không vì người khác, vì Diệp Kiều cũng không uổng công. Lúc trước quen biết một hồi, trưởng lão thiếu chút nữa bị bọn họ khí xỉu qua đi, hận không thể đương trường đóng Nguyệt Thanh Tông đại môn, ôm bọn họ chân hô to, bọn nhỏ không có người nhóm ta như thế nào sống a? À. Những lời này tuy rằng nghe có điểm khôi hài, nhưng Nguyệt Thanh Tông trưởng lão là thật sự như vậy tưởng a? À. Khi thất trưởng lão há là cái gì thiện tra? Chơi trận pháp đều hiểu một ít kỳ môn bát quái, người này sát khí rất nặng. Một cái cảnh giới cao đại năng lại sao có thể đem những cái đó so với chính mình cảnh giới thấp người đưa người xem. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương có cái gì cố kỵ, từ đầu đến cuối không có khai sát giới, nhưng bọn hắn nếu là cùng Trường Minh tông người giả hợp đến cùng nhau, trêu chọc kia Thất trưởng lão, liên lụy nhân quả. Có nhân thì có quả, vậy có thể cho Thất trưởng lão cung cấp cớ động thủ giết người. Tuy rằng hắn cũng rất đáng tiếc Diệp Kiều, nhưng Diệp Kiều lại không phải bọn họ môn trung đệ tử nàng sinh tử là từng phạn phạn nên suy xét loại này kiếp nạn dưới vẫn là bo bo giữ mình tới sáng suốt a à. ở các trưởng lão xem ra bọn họ môn trung đệ tử từng cái đều là như vậy tư chất phi phàm có phi thăng chi tư như thế nào có thể đi điền kia trường minh tông hố đâu ở xảy ra chuyện trước tiên bọn họ liền đem hộ tông trận pháp mở ra minh nguyệt tiễn đè ở cấm địa giữa đem sở hữu thân truyền ấn ở từng người sân nội tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc này chỉ cần tránh thoát, vậy hết thảy toàn hảo qua. Tống Hàng Thanh cân nhắc hạ trưởng lão ý tưởng, hắn cũng có thể lý giải, nhưng vẫn là cúi đầu, quỳ xuống, nhập môn là lúc, ngài từng dạy dỗ quá chúng ta. Chính đạo đệ tử, lúc này lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, thành bại bất kể, được mất bất luận, tuy chết bất hối. Đây là bọn họ giáo. Mắt thấy đại sư huynh quỳ, minh ý mấy người không có chần chờ, đồng thời quỳ xuống. Nếu các trưởng lão không động đậy đến, khi liền làm chúng ta đi thôi. Minh Ý Thanh âm bình tĩnh, phục thấp thân mình. Quỳ có thể nói là chỉnh chỉnh tề tề, Nguyệt Thanh Tông trưởng lão khí quăng vài hạ tay áo, nửa ngày nhìn bọn hắn chầm chầm, cút đi. Hảo đát. Bọn họ bay nhanh theo tiếng. Nguyệt Thanh Tông trưởng lão che lại mặt, thật sâu mà thở dài, ngày xưa, hắn tổng cảm thấy chính mình tông nội đệ tử nhất ổn trọng, lý trí, mà mặt khác môn phái đệ tử không phải quá mức kêu kêu quát quát, chính là dễ dàng xúc động hành sự, nhưng đương Tống hàn Thanh mang mấy cái sư đệ sư muội quỳ gối bọn họ trước mặt, xin ra trận xuống núi khi, hắn mới ý thức được, này đó hài tử cũng là bọn họ trút xuống vô số tâm huyết, cực cực khổ khổ bồi dưỡng lên chính đạo đệ tử. Thành bại bất luận, tuy chết bất hối. Bọn họ sớm liền có loại này giác ngộ. Từng người đồ vật đều mang hảo sao? Mang hảo. Bọn họ sáng sớm liền thu thập hảo. Nguyệt Thanh Tông trưởng lão chậm rãi gật đầu, kia liền đi thôi năm người liếc nhau không khỏi tâm tình cũng đi theo nhảy nhót. Tống Hàng Thanh đẩy bọn họ, đi phía trước môn tể, thúc giục, đi mau. Bằng không trong chốc lát trưởng lão liền hối hận. Ở kia một khắc, liền kia một khắc. Thiếu niên nghĩa vô phản cố, phó bọn họ chính đạo. Chương 599 tới chơi A. À. Mà lúc đó, các tông cũng đều ở quan vọng trường Minh Tông nội tình huống. Ai thua ai thắng, quyết định bọn họ là ra cửa, vẫn là tiếp tục đóng cửa đại môn. Trường Minh Tông nếu là thắng, có thể đem thất trưởng lão ấn trên mặt đất cỏ sát, kia bọn họ tự nhiên cũng có lá gan ra tới, chỉ cần dịp kiều bọn họ thắng, vậy đại biểu năm tông mặt khác nội ngoại môn đều có thể xuống núi trừ ma. Không ai so tu chân giới các tu sĩ càng khát vọng dịp kiều bọn họ thắng. Thất trưởng lão ở khi, không cho phép mặt khác môn phái đệ tử ra ngoài, cùng Phật đạo cùng với một đám đại năng khắp nơi cướp đoạt, đối khắp nơi giết người đoạt lấy ma tộc làm như không thấy, toàn bộ tu chân giới không một tu sĩ còn dám ra ngoài. Loại này hắc thành áp thành thành dục tồi khủng bố không khí dưới, bình thường các tán tu có thể làm cái gì? Bọn họ chỉ có thể làm nhìn. Nói đến cùng, bình thường tu sĩ mệnh ở những cái đó hóa thần trở lên đại năng nhóm trong mắt, căn bản không đoán mệnh. Bọn họ từ trước cũng cũng không xa cầu có người có thể cứu bọn họ. Thẳng đến có người đứng ra kia một khắc, bọn họ tâm phản phất bị hung hăng gõ một cây búa chua sót cùng cảm động đang chéo, trong lúc nhất thời đều có chút thất ngữ. Nguyên lai! Like, thế nhưng cũng là có người nguyện ý vì bọn họ bắt một bát. Bọn họ là tạo phản. Lá gan thật đại, như vậy lỗ mãn cũng không sợ bị thất trưởng lão một cái tác trấn áp. Có người lập tức trả lời, ngươi không dám, sợ hãi thất trưởng lão cảnh giới cùng thực lực, lại tổng không thể cười nhạo trường minh tông người lá gan đại đi. Diệp Kiều tính cách trước nay đều là thiêu thoát lại cả gan làm loạn. Có thể sách theo kiếm liền sát thượng chính mình tông. Nàng xem như từ xưa đến nay đệ nhất nhân loại này dám vì thiên hạ trước không sợ gì cả cách làm cùng tạo phản tinh thần khiến cho phản ứng dây chuyền nàng cùng thất trưởng lão chi gian nội đấu biến thành khắp nơi thế lực đánh giá giống nhau tu sĩ không lớn như vậy kêu gọi lực nhưng diệp kiều có a à, cái nào thân truyền không cùng nàng hổn quá không nói thân truyền đến nàng cứu tu sĩ thế gia liền có vô số toàn bộ tu chân giới không người dám đứng ra nhưng cùng với diệp kiều cái thứ nhất động thủ theo sát sau đó chính là các tông thân truyền đồng môn chi gian tình nghĩa cũng là đến chết không phai tuy rằng chúng ta thân truyền nhìn không đàng hoàng nhưng cuối cùng đứng ra cũng là bọn họ a à. bọn họ có khác lựa chọn sao trên thực tế là có chỉ cần các tông câu khẩn nhà mình đệ tử thất trưởng lão dám động một hai cái thân truyền lại không dám toàn bộ đánh chết từng người đóng cửa mặc kệ bên ngoài tu sĩ chết sống đợi cho tông chủ hồi tông sự tình cũng đều không phải là rất khó làm đến nỗi dịp kiều nàng nếu có thể từ bí cảnh chạy ra tới tự nhiên cũng có biện pháp tránh đi thất trưởng lão nàng từ trước đến nay thích ứng trong mọi tình cảnh ở địa phương nào đều có thể hỗn thực hảo cũng căn bản không cần đứng ra mặc dù ngoại giới bởi vì ma tộc chết bao nhiêu người cùng bọn họ có quan hệ gì đâu bọn họ chính mình đều tự thân khó bảo toàn còn là có người đứng ra này nhóm người chỉ cần loại này thẳng tiếng không lùi không sợ gì cả tinh thần liền làm cho bọn họ hận không thể đương trường vì những cái đó môn phái thân truyền máu chảy đầu rơi. Chúng ta thân truyền tuy rằng không đứng đắn, nhưng bọn hắn cũng là chúng ta tu chân giới hy vọng, Thất trưởng lão tổng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đi. Khó nói. Thất trưởng lão bên kia đại năng chiếm đa số, Trường Minh tông bên kia đều là đàn hài tử. Bất quá, một đám lão đông tây khi dễ nhân gia một đám tiểu hài tử cũng là đủ không biết xấu hổ, nhưng hôm nay ai sẽ để ý thể diện. Đuổi tận giết tuyệt kia đều là tốt liền sợ gặp được tàn nhẫn độc ác một hai phải đem người đánh cái hồn phi phách tán không được siêu sinh trường minh tông hiện giờ là náo nhiệt a à. vô số tu sĩ gắt gao chết nhìn chằm chằm trường minh tông tình huống bởi vì đánh nhau động tĩnh thật sự quá lớn liên lụy vô số người tâm có chút lá gan đại dám dùng thần thức đi thăm dù sao lúc này các loại thần thức đang chéo ai phân rõ ai là ai những cái đó đại năng thần thức cường đại cũng khinh thường với nghiền bọn họ này đó nhược không thể lại nhược thần thức nhát gan tác dụng lưu ảnh thạch lục. Tuy rằng lưu ảnh thạch trân quý, nhưng có tiền nhưng phá hết thảy, không có tiền có thể cọ những cái đó có tiền người lưu ảnh thạch cùng nhau quan vọng, đại tông môn cùng thế gia liền càng không cần phải nói. Ai thắng ai thua, vậy quyết định ngày sau tu chân giới quá không yên ổn. Nếu là dịp kiều thắng, vậy giai đại vui mừng. Nếu là thất trưởng lão thắng, kia gặp chuyện đều là năm tông thượng, năm tông phải bị thất trưởng lão kia tiểu nhân chiếm lĩnh, ngày sau tao ương đâu chỉ bình thường tu sĩ, các thế gia cũng không hảo quá. Đều bị âm thầm nhìn chầm chầm khẩn, cho bọn hắn cố lên cổ vũ. Nhiên, Diệp Kiều một tay lĩnh vực đem trường Minh Tông cấp bao lại, ngăn cách mọi người ra xét thức hải, đồng thời, toàn bộ trường Minh Tông cũng bị kia xanh ung tươi tốt quái vật khổng lồ sở bao phủ, bị các đức liên hệ tu chân với chúng các tu sĩ vẽ mặt mộng bức. Gì? Đuổi tới sau, nhìn toàn bộ trường Minh Tông bị một cái lĩnh vực sở vây quanh, tống hàng thanh bước chân dừng lại, đồng dạng không cấm có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Kiều lĩnh vực, đạt tới cái gì trình độ? Như là biến dị giống nhau. Vạn vật sinh ai đến cũng không cự tuyệt, tự hồ phát giác xem náo nhiệt tống hàng thanh, màu xanh lục dây đằng một quyển, đem năm người hạ sủi cảo dường như toàn bộ kéo túng vào lĩnh vực. Dây đằng linh hoạt đông đưa, thực nhiệt tình mời bọn họ. Đại gia cùng nhau tới chơi A. À. Tống hàng thanh. Chương 600 tôn trọng người khác vận mệnh. Pháp thuật cùng kiếm quang đang chéo lập lòe, quan mang chiếu sáng toàn bộ đạo tràng, tiếng kêu cùng tiếng gầm rú tràn ngập lĩnh vực mỗi một góc, vô số người bị dây đằng bó gắt gao, treo ở giữa không trung giữa không thể động đậy. Trong truyền thuyết không trung người bay a. À, Minh Ý bước vào lĩnh vực nhìn đến dây đằng loạn vũ, vô số người loạn thành một đoàn cảnh tượng, đôi mắt thoáng trợn to một lát, bên trong tình huống liền một chữ: Loạn. Diệp Kiều lĩnh vực buộc chặt vô số người, sát khí thật mạnh lĩnh vực giữa như cũ vô số người còn ở ngoan cường nhảy nhót, có thể thấy được thất trưởng lão mang đến những người đó cảnh giới chi cao. Làm Nguyệt Thanh Tông người xem lăng vẫn là, bên trong thế nhưng có mặt khác mấy cái môn phái trưởng lão đi theo cùng nhau trợ trụ vi ngược. Trong đó có một vị vấn kiếm tông trưởng lão, chỉ vào cảnh giới cao cường, còn tự cấp mặt khác các tu sĩ tẩy não, bánh vẽ nói nếu là có thể thành công phá vỡ hai giới chi gian vách tường, ngày sau nhất định dẫn bọn hắn cùng nhau phi thăng. Đến lúc đó làm hắn dẫn dắt tu chân giới, làm to làm lớn, sáng lên nóng lên. Tẩy não xong sau, kia trưởng lão còn chắp tay sau lưng, hỏi, không người phản đối đi. Hắn cảnh giới ở nơi đó đè nặng, nào dám có ý kiến. Các đệ tử toàn bộ giận mà không dám nói gì. Liền ở hắn còn tưởng tiếp tục diễn thuyết khoảnh khắc, một bùa giấy lục bay đến trên mặt tới, nổ tung nháy mắt sặc hắn cụ không ngừng, lão giả lập tức giận dữ, ai dám có ý kiến. Hắn đột nhiên độn theo bùa chú bay tới quỷ đạo nhìn đến kia lam nhạc y tông phục thiếu niên nhéo phù, chính không có hảo ý nhìn hắn, tự hồ ở suy xét như thế nào giết hắn. Tống Hàng Thanh không chút khách khí đánh gãy hắn diễn thuyết, bổ câu, ta có ý kiến. Tư diệu ngôn hiếp hiếp mắt, khinh phiêu phiêu thêm vào, chúng ta đều có ý kiến. Các ngươi, chật, nhưng thật ra tới tề. Hắn tự nhiên là nhận thức này mấy cái thân truyền, cười lạnh, chỉ bằng các ngươi mấy cái hoàng mau tiểu nhi. Cũng xứng có ý kiến sở hành chi cân nhắc hạ, không quen nhìn cái này trưởng lão ngữ khí, nhưng hắn lại là sợ hãi nhà mình trưởng lão, mặc dù trưởng lão làm phản, kia cũng là trưởng lão A, trước kia đưa bọn họ huấn cùng tôn tử giống nhau, hắn là không dám cùng chi gọi nhịp. Vì thế hắn chạy nhanh xả một phen Diệp Kiều, ngươi nhanh lên cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Diệp Kiều Hắn đúng lý hợp tình, túng quả thực làm người trầm mặt. Diệp Kiều không để ý tới sở hành chi, nhìn Bích Thủy Tông cùng Nguyệt Thanh Tông mấy cái thân truyền, chớp chớp mắt nhưng thật ra không có dự đoán được còn có người dám tiến trường Minh Tông, hiện tại bên ngoài không cần tưởng, không ít thế lực ở quan vọng, thêm chi cái này quái vật khổng lồ lĩnh vực, ai cũng nháo không rõ ràng lắm bên trong tình huống như thế nào, ai thua ai thắng, tự nhiên cũng sẽ không có người không sợ chết hướng bên trong sấm. Nàng một cái lĩnh vực, chặt đứt mọi người tưởng nhìn trộm ý niệm. Vốn là đủ hỗn loạn, miễn cho lại có người tiến vào đục nước béo cò. Nhìn đến Nguyệt Thanh Tông người, Diệp Kiều thật thật tại tại là có chút kinh hỉ loại này hỗn loạn cục diện có thể gặp được nhận thức người không thể tốt hơn nàng một phen giữ chặt minh ý tới vừa lúc giúp ta thủ trận ai minh ý ngẩn ngơ chạy nhanh đi theo nàng chạy ta thủ trận thủ loại nào trận thủ trận tự nhiên không ngừng là làm nàng che chở trận pháp không bị người ngoài can thiệp đơn giản như vậy còn có đó là năng lực muốn cường ở người vào trận khi trận nội người xuất hiện ngoài ý muốn muốn kịp thời ổn định trận pháp bảo đảm đối phương an toàn Minh Ý cảm thấy luận trận pháp tạo nghệ, nàng là không bằng Diệp Kiều, Minh gia chủ bùa chú, trận pháp thượng, chính mình thật đúng là thuộc về gà mờ. Ta sư muội trận pháp một thuật thượng còn không bằng ta. Tống Hàng Thanh không phục, ngươi như thế nào không cho ta thủ trận. Diệp Kiều không có do dự, kia không bằng còn đổi ngươi tới. Tống Hàng Thanh chịu thủ trận, kia đương nhiên là hắn tới muốn vững chắc. Tư Diệu ngôn kinh ngạc, ta cho rằng các ngươi sớm trói chặt công môn, chuẩn bị cẩu quá này một kiếp này cũng không kỳ quái. Mọi người đều nhận thức lâu như vậy, ai còn không rõ ràng lắm lẫn nhau tông môn về điểm này nhi miệu tính đâu. Trường Minh Tông đệ tử nhất phản nghịch, không hảo đắn đo, không phục tòng, không cúi đầu, tạo phản kỳ thật. Cũng thật đúng là không kỳ quái, đặc biệt là ở dịp kiều dẫn dắt hạ, từng cái cùng những cái đó lão tiền bối động khởi tay. Nguyệt Thanh Tông liền không giống nhau, vân ngân tinh thực, dạy dỗ đệ tử chuẩn tắc chính là tôn trọng người khác vận mệnh, buông trợ nhân tình kết. Quản những người khác chết sống đâu, hắn môn hạ người đều là bảo, mặt khác đều là thảo. Mới không có. Tô trạc bất mãn. Tuy rằng bọn họ Nguyệt Thanh Tông thanh danh. Hảo đi bọn họ Nguyệt Thanh Tông không có thanh danh. Nhưng là, lại ít kỹ người cũng sẽ vì bằng hữu lưu lại a, à, bọn họ lại không phải chỉ biết chạy trốn. Hắn tư cho rằng, cùng bọn họ cũng coi như là bằng hữu. Diệp Kiều thấy Tống Hàn Thanh không hé răng, liền cảm thấy hắn là đồng ý, vì thế dặn dò hai tiếng hỗ trợ bảo vệ cho này trận, một khi không thích hợp liền mạnh mẽ ngăn chặn, đừng làm cho hắn chạy thoát. Tuy rằng đối phương mặc dù chạy thoát cũng dễ dàng trốn không thoát lĩnh vực, nhưng thất trưởng lão một khi ra tới, đó chính là thực khó giải quyết. Cần thiết có người áp trận. Minh Huyền muốn chỉ huy tông nội phù tu đánh trận pháp chiến, việc Thanh Tông người tới liền rất thích hợp. Tô Trạc nhịn không được vào đầu bức tai, ta có thể hỏi một chút, bên trong người là ai sao? Thế nhưng yêu cầu hắn đại sư huynh thủ trận bao lớn bài mặt a à. diệp kiều một đốn đảo cũng không giấu hắn thất trưởng lão tô trạc thất trưởng lão hắn thanh âm đều thiếu chút nữa đều bổ khi nhật thiên nhật địa thất trưởng lão bị quan trận pháp tô trạc bất chấp chấn kinh rồi chặn lại nói đợi chút thất trưởng lão Ngươi xác định sao thất trưởng lão nếu là ở bên trong thủ trận nếu là xuất hiện sai lầm nhưng sẽ chết thủ thất trưởng lão trận nhiều dọa người a à. ai sai lầm sẽ không chết a à. ta sai lầm ta cũng sẽ bị thất trưởng lão cái kia lão đông tây đánh chết a à. diệp kiều không thể hiểu được nàng thoáng một tự hỏi lập tức liền cười chủ yếu là tin tưởng hắn những người khác ta không yên tâm nàng từ trước đến nay biết ăn nói tống hàng thanh quả nhiên cái gì băn khoăn cũng chưa bay nhanh thả nghiêm túc trở về câu ta sẽ cho ngươi thủ trận diệp kiều trở về hắn một cái cười hành kia giao cho ngươi hảo. Tống Hàng Thanh thấy thế vi lăng, phá lệ cũng trở về một cái cười, nhìn qua tâm tình rất tốt. Ai cũng không biết hắn kia một khắc suy nghĩ cái gì. Chương 600 Linh Một Thiên Tuyển Chi Tử Trận Pháp Giữa, mặc dù có tịnh thế thanh liên bậc này hộ thân Pháp bảo, hắn cũng như củ ăn đủ đau khổ, mỗi lần trận Pháp quay vòng đều như là bị sống lục giống nhau. Nhưng mà thất trưởng lão cũng là ít có tàn những người, bị trận Pháp ngược đến cơ hồ bị sống xẻo, còn có thể lý trí tự hỏi, kế tiếp đối sách ở hắn nguyên bản kế hoạch giữa, là có yêu tộc ở đây. Yêu tộc cùng ma tộc cùng nhau động thủ, đến lúc đó tất nhiên chớ nói năm tông, toàn bộ tu chân giới thế cục đều có thể bị bọn họ sở khống chế. Hiện tại thiếu yêu tộc cái này quân cờ cũng không ngại, còn có này đó thế gia đại năng gia nhập trong đó. Duy nhất thoát ra hắn khống chế chính là Diệp Kiều trận pháp. Chỉ một cái đối mặt đã bị nàng cấp hung hăng thu thập, thất trưởng lão đương nhiên là không phục, hắn cái gì thân phận, Diệp Kiều cái gì thân phận hắn cái gì cảnh giới diệp kiều cái gì cảnh giới lớn mật nhưng mà nhiều tư vô dụng hắn vẫn là bị đóng trận pháp bên trong hung tàn trình độ làm hắn không thể không lấy ra chuẩn bị luyện hóa thanh liên mới có thể giữ được tánh mạng diệp kiều vào trận khi vừa lúc nhìn đến trong tay hắn nắm thanh liên ha lão nhân ngươi cũng thật không biết xấu hổ thật đúng là đoạt tịnh thế liên nàng trận pháp diệp kiều như dẫm trên đất bằng trong tay kiếm triều hắn một chọn khoa tay múa chân hai hạ thất trưởng lão bị hoảng sợ nhìn đến nàng vào trận ác ý tràn đầy cười tiểu kiều a hắn thanh âm kéo trường hàm chứa vài phần hài hước giới tử túi nội vô số phát bảo ở hắn bên người bồi hồi thanh âm phím sát ý đây chính là chính ngươi xông tới diệp kiều nhướng mày nói thật ra này lão đông tây xác thật phát bảo nhiều hơn nửa lần này là có bị mà đến chiếm lĩnh môn phái đồ vật đều mang đầy đủ hết nhưng hắn có phát bảo chính mình cũng có trận pháp giữa không liên lụy người khác, Diệp Kiều lập tức tay vừa lật, ám thư hiện lên, lại vung lên, vô số linh khí linh kiếm toàn bộ treo ở trước người, cười tủng tỉm, người xác định muốn cùng ta so sao. Không phải nàng thổi, có thể cùng chính mình so trang bị cũng liền vân thước. Vân thước trong tay thứ tốt vô số, lúc ấy ở một thế giới khác cùng vân thước đánh giá, liền tiểu sư thúc đều phát ra cảm thán làm những người khác đều lóe xa một chút, đây là hai cái quải vách tường chi gian ở đua trang bị, người không liên quan chỉ có thể quan vọng phượng hoàng cùng một cái tiểu quỷ cũng chính nghiêng đầu manh manh nhìn hắn từng người véo hảo thủ sát chiêu thất trưởng lão hắn có chút rối rắm trong tay hắn linh khí không thấy được so dịp kiều thiếu nhưng vấn đề là hắn khống chế không được linh khí tưởng thuần phục đều yêu cầu thời gian huống chi bẩm sinh linh khí thanh liên là miễu miễu tự nguyện cấp thêm chi tính cách nhu hòa thực dễ dàng thuần phục mặt khác linh khí liền rất khó gặm người tốt nhất ở trận pháp trung đem hắn giải quyết một khi làm hắn đi ra ngoài cùng đám kia đại năng liên thủ, mặc dù ngươi cảnh giới lại cao, cũng vô pháp chân chính ý nghĩa thượng toàn bộ giết sạch. Quan hợp thể đỉnh kỳ thất trưởng lão cũng đã thực khó giải quyết, cộng thêm những cái đó đại năng liên thủ, nàng không trải qua lôi kiếp, độ kiếp cảnh giới cũng là không đủ ổn, mộ lịch giúp nàng phân tích xong liền lại tưởng lưu. Tiểu ái A à. Diệp Kiều hơi hơi một đốn, lời nói thấm thiế, ta cho rằng ngươi đã chết. An tĩnh lâu như vậy. Phía trước hắn phía trước cũng an tĩnh quá, nhưng loại này đại trường hợp, đối ma cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại sinh vật tới giảng, an tĩnh lại liền rất khác thường. Mộ lịch. Hắn chỉ là túng. Nhìn đến thiên đạo liền theo bản năng giả chết. Không có biện pháp, mấy phát thiên phạt xuống dưới cấp ma bóng ma tâm lý quá sâu. Diệp Kiều nói, ta đều đổ kiếp kỳ, liền không thể trực tiếp đem bọn họ toàn bộ ấn trên mặt đất. Mộ lịch cổ quái cười, người nếu thật muốn làm như vậy, tốt xấu lịch quá lôi kiếp lại đến A nàng không độ lôi kiếp, nói là độ kiếp, nhưng thực tế thượng, rốt cuộc là không quá ổn, không lịch lôi kiếp trước, kia đều là hư. Diệp Kiều vô tội, ngươi độ kiếp thành công, không phải cũng là trực tiếp xưng bá tu chân giới sao? Năm đó ma tộc là thật sự phong cảnh, cái thứ nhất độ kiếp chính là ra đời ở ma tộc bên kia, hiện tại nàng kiêu ngạo lên làm sao vậy? Ta độ kiếp thành công cũng là điều tức vài thập niên thời gian, ai cùng ngươi giống nhau hung? Mộ lịch tạc, nàng liền không thể trước phát dục phát dục lại lãng sao? đi lên liền làm người, đem có thể chọc toàn chọc. Cũng mệt nàng nhân duyên còn chắc vá, có người hỗ trợ. Bằng không nàng một người, thật cho rằng những cái đó đại năng liên thủ cộng thêm các loại phát bảo nện xuống tới còn không đối phó được nàng sao. Ngươi độ kiếp thiếu chút nữa bị phách hồn phi phách tán đương nhiên muốn điều dưỡng sinh lợi. Diệp kiều cực nhã, ta này không phải còn không có độ kiếp sao. Độ kiếp lôi kiếp thiên đạo tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng, phách cái chết kiếp đều là thường có. Diệp Kiều đương nhiên phải nắm chặt thời gian lãng. Bên kia Minh Huyền nhìn loạn thành một đoàn, các loại bùa chú bay tán loạn, không có nửa điểm tổ chức kỷ luật phù tu nhóm, thở dài, tung ra một đạo trận đồ. Bốn đạo cột đá khảy chi gian trống rỗng dựng lên. Bốn chuyển huyền cơ đồ, hắn cơ duyên chi nhất, có thể bố đại trận khi dùng, bốn người các trạm một vị, phối hợp dưới, thiên hạ vô trận không thể bố, chỉ là trường minh tông phù tu liền hắn cùng sư muội hai người. Mặc dù tưởng luyện luyện trận pháp, cũng vẫn luôn tìm không đồng đều người. Nguyệt Thanh Tông ba người liền vừa vặn cùng nhau. Ở bốn cái cột đá dâng lên kia một khắc, mấy cái phù tu phân biệt dẫm trụ một bên, tức khắc cùng với đổi di chuyển vị trí động, vài đạo màu bạc quan điểm liên tiếp kích phát, đại trận khởi, mấy cái muốn đuổi theo giết đại năng đều bị thình lình xảy ra đại trận đánh cái trở tay không kịp. Phù tu nhóm chiến thuật tính kéo trường thanh âm, chậm rì rì, chạy đi đâu đâu. Phanh một tiếng, hoành tới cái trắng trong khoảnh khắc làm cho bọn họ đánh vào trận pháp thượng, tu sĩ thân thể tố chất đều cường ngạnh thực, nhưng mà vẫn là bị trận pháp bị đâm sinh đau, cái mũi thiếu chút nữa đâm oai, lập tức phẫn nộ hô to, các ngươi này đàng hoàng mau tiểu nhi. Đáng chết Minh Huyền. Đáng chết Tô Trạc. Những người này toàn bộ đều đáng chết. Minh Huyền dẫm lên cột đá, sau này dương lên, dưới chân cột đá bị thẹn quá thành giận đại năng nhóm đánh dập nát, ống tay áo vung xẹt qua độ cung, trận pháp lại lần nữa quay vòng, cột đá tái khởi, hiện trường bốn vị phù tu từng người trạm cột đá một bên nhìn đến những cái đó đại năng từng cái đánh vào trận pháp mặt trên thảm trạng, không cấm cười ha ha, đầu bọn họ. Tới tới tới. Trưởng lão tới chơi a. À? Chúng ta ở chỗ này đâu? Bốn người kia vui cười ngữ khí, dường như một đám con nhện tinh ở dụ dỗ đường tăng. Minh huyền này bảo vật hiệu quả cực hảo, cục đá có thể tái sinh, tưởng phá trận phải đánh tan một người, lại cứ bốn người này trao đổi sai vị, nhiều lần công kích đều rơi xuống cái không, bốn người dứt khoát dẫm đều không đáp, ngồi sổng cột đá phía trên, chỉ vào phía dưới những cái đó đại năng liền cười nhạo, làm người hỏa khí tiêu thăng. Trưởng giả vi tôn, trong tộc những cái đó trưởng lão chính là như vậy giáo các ngươi đối đãi trưởng bối. Minh Huyền đi xuống thoáng nhìn, cười tủng tỉm, lăng. Đều khi nào, còn tưởng lấy trưởng giả vi tôn những lời này áp bọn họ đâu. Có lẽ là bọn họ cười đến thật sự quá làm càng, bốn cái phương vị trạm lại ổn định vững chắc, có đại năng ý thức được sự tình không ổn, lập tức trong tay áo móc ra tới một quyển trục, hướng tới tô trạc thu đi này quyển trục có thể hóa vạn vật, chỉ cần bị thu đi, là có thể hòa hợp máu loãng. Mặt khác mấy cái đều là thế gia con cháu, nhưng tô trạc không phải, vậy thì dễ làm. Trận pháp giết một người liền nhưng phá. Chu Hành Vân cũng chính nghiên cứu chính mình linh kiếm. Hắn kiếm thực đặc thù, có nhất định xác suất công kích có thể bị đoạn trần đi vòng vèo trở về. Chẳng qua khảo nghiệm vận khí. Chu Tân Vân chính mình chính là cái phi tù tù trưởng, vì thế hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy này vẫn là thôi đi. Tần Hoài đề nghị, nếu không làm Diệp Thanh Hàng thử xem xem. Diệp Thanh Hàng vận khí, so chu hành vân hảo điểm đi. Dù sao cũng là thiên đạo thân nhi tử, trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử đâu. Kết quả là, khi lão giả tạp quyển trục thu người khi, đoạn trần dừng ở Diệp Thanh Hàng trong tay, đột nhiên vung lên, màu bạc kiếm quan rắc đầy đất thanh huy, phía trước mấy chiêu không có gì phản ứng, thẳng đến khi quyển trục nện xuống tới khi, khi vừa lúc trả về. Quyển trục bắn ngược, tạp linh khí lão giả cả người bị thu vào trong đó, kiếm quan tốc độ thêm vào hạ căn bản không cần hoàn toàn đi vào quyển trục, đã bị đoạn trần phản vệ hóa thành máu loãng. Ngưu bức. Đây là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử sao. Ngoạ tào. Này vận khí. Làm chu hành vân huy đến chết đều huy không đến như vậy xảo. chu hành vân. Diệp thanh hàng. Các ngươi đừng quá làm càng. Diệp thanh hàng chọn mũi kiếm. Màu bạc kiếm quan vòng quanh bát quái quyển trục, đầy đất huyết tinh tẩm bổ lĩnh vực. Có lẽ là cảm thấy sợ hãi, trong khoảnh khắc liền có lão giả ngoài mạnh trong yếu, trong mắt phím huyết hồng, kêu ra tên của bọn họ, ý đồ làm cho bọn họ thu tay lại, khi quỷ dị nhất kiếm vạn nhất dừng ở trên người mình, nào biết chính mình còn có hay không mệnh sống. Diệp Thanh Hàng đục lỗ nhìn lên. Lại là một cái người quen. Thành phong tông lục trưởng lão. Đối phương phía trước còn tự giữ trưởng bối thân phận, rõ ràng nhận thức bọn họ, lại cứ một nguồn một cái, tiểu nhi hiện tại là cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc banh không được kia cao cao tại thượng gương mặt. Trưởng lão, hắn không khỏi có điểm ác liệt, nhàn nhạt hỏi lại, ngài hiện tại là rốt cuộc biết, chúng ta tên gọi là gì? Chương 602 Nam Thôn Đàn Đồng Kinh Ta Lão Vô Lực Thành phong tông lục trưởng lão bị hắn kia chế nhạo mang theo vài phần trào phúng ngữ khí chọc giận, trong tay mấy cái linh châu tử triều hắn sọ não hung hăng nện xuống, hóa thần đỉnh cảnh giới, xa so dịp thanh hàng cao một tiểu cảnh. Thế tới rào rạc tư thế, đem ở đây người hoảng sợ. Tần Hoài thấy thế một phen kim võng vững vàng vớt trụ Linh Châu, nhìn đấu đá lung tung hạt châu, cười như không cười. Trưởng lão, ngài như vậy. Trợ trụ vi ngược, suy xét rõ ràng, hồi tông sau nên như thế nào bị phạt sao? Lục trưởng lão thình lình bị nhà mình thân truyền hỏi lại, mặc một trận thanh một trận bạch. Đây là thời đại nào? Đây là đua trang bị thời đại A. Tu chân giới tu sĩ khắp nơi cùng nên mán giống nhau tiếng bí cảnh cướp đoạt bảo vật, vì nhưng còn không phải là đánh lên tới khi không rơi hạ phong sao. Khắp nơi pháp bảo bay tán loạn, khoa trương vẫn là thành phong tông kia một đám người, trên người đeo đầy người pháp khí, pháp bảo hư hư thực thực không cần tiền đi xuống vứt. Trận này, làm cho bọn họ ý thức được, con mẹ nó này đàn năm tông đệ tử thực sự có tiền. Như ý khóa, bảy màu lưu ly khấu, huyền cơ đồ có thể đào toàn bộ móc ra tới. Kéo bè kéo lũ đánh nhau sao, mượn pháp khí cùng linh khí đang dược bùa chú, đều không khó coi lúc này công phu ai đào không ra đồ vật ai xấu hổ ở một đám của cải hùng hậu tiên nhị đại trước mặt những cái đó lão nhân liền có chút thua chị kém em trong đó như cá gặp nước đương thuộc tần hoài hắn ba cái sư đệ đều là khí tu có thể tắt pháp khí toàn đưa cho hắn lại là thiếu niên hóa thần dám cùng hắn đánh không mấy cái suy xét đến tần hoài là cái không tôn trọng người già trường minh tông mấy cái phong chủ vây quanh diệp thanh hàng còn tưởng lại diễn một đợt kết quả diệp thanh hàng thần sắc nhàn nhạt sau này một triệt liền chạy một bộ ca lãnh khốc, tâm tám độ, bộ dáng. Không ước. Không có cửa đâu. Này đó phong chủ đánh giả tái đánh làm hắn nửa điểm cảm giác thành tựu đều không có, phong chủ nhóm thấy vậy cũng chỉ có thể hậm hực đi địa phương khác đua diễn. Tần Hoài tuy rằng lạc hậu mặt khác hai cái một bước, nhưng mấy tháng thời gian, cảnh giới cũng không kém nhiều ít, thật vất vả đuổi theo kia hai người, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, lập tức kiếm chỉ sở hữu phong chủ, mũi kiếm một chọn, tới. 12 phong phong chủ đứa nhỏ này như thế nào như vậy trục đâu. 12 phong phong chủ tránh chiến, cái này làm cho Tần Hoài có điểm khó chịu, đây là xem thường hắn. Hắn người này từ trước đến nay kiêu ngạo, vừa đến hóa thần cảnh, liền thích cùng những cái đó tu vi cao đại năng nhóm bính một chút, rốt cuộc tuổi trẻ tu sĩ cảnh giới thấp, cũng không cấm đánh. Kế tiếp chiến đấu giữa, hắn liền bắt được đám lão già đó khi dễ. Tần Hoài không hề có nửa điểm tôn trọng người già ý tưởng, các loại thủ đoạn ùng ùng không dứt, đem đám kia đại năng nhóm khí có thể nói là nổi trận lôi đình. Hắn một người thọc rắc rối, liên quan cùng hắn cùng nhau dịp thanh hàng chu hành vân, này hóa thần ba người tổ đã bị hiện trường giáo làm người. Có câu thơ cổ nói như thế nào tới? Nam thôn đàn đồng kinh ta lão vô lực. Đàm tiếu giang, đàn đồng hôi phi yên diệt. Đương nhiên, không phải chân chính ý nghĩa thượng hôi phi yên diệt, nhưng một vị luyện hư kỳ đại năng bạo nổ dưới, một kích là đủ để đem ba người đánh tan ngã trên mặt đất phân biệt cũng đều bị không nhỏ nội thương bị liên lụy chu hành vân lau khóe môi vết máu sống không còn gì luyến tiếc nói chớ chọc bọn họ thật đúng là đem những cái đó đại năng đương hảo niết mềm quả hồng bọn họ nếu có thể bị bọn họ này đó tiểu bối dễ dàng đắn đo kia cũng liền bạch ở tu chân giới hỗn nhiều năm như vậy tần hoài phẫn nộ người già là thực đáng sợ do tay gian bốn phía cự thạch hóa thành một mình cũng là ba người cơ linh cảnh giới cao trốn cũng kịp thời bằng không bọn họ thực sự có khả năng bị hôi phi yên diệt. Một trọng hy nhìn đến này ba người khi dễ người già, trở tay bị giáo làm người một màn trên mặt đất một lăng, né tránh đạo đạo lưỡi dao, thiếu chút nữa cười chết. Cũng không phải hắn xem diễn, thật sự là này ba người cảnh giới tương đồng. Nhưng trừ bỏ dịp thanh hàng ngoại, mặt khác hai cái đều là tân tấn hóa thần, tần hoài cùng đại sư huynh không tránh được muốn luyện một luyện, thời gian thật sự khẩn thực. Không có trưởng lão dạy bọn họ như thế nào lợi dụng tự thân cảnh giới, vậy chỉ có thể ở thực chiến giữa chính mình lĩnh ngộ. Tư diệu ngôn thổi bay tiếng sáo, nhẹ nhàng trung lộ ra quỷ quyệt. Diệp Kiều vào trận pháp giữa, vô số đại năng cũng tưởng xâm nhập đi vào, rốt cuộc, bọn họ mục đích cuối cùng vẫn là giải quyết Diệp Kiều. Thấy thủ trận chính là cái phù tu, bọn họ liếc nhau, ba người ý đồ sấm trận, Minh Huyền mấy người thấy thế vội vàng lợi dụng cột đá trận pháp tăng thêm can thiệp. Tuy là như thế Tống Hàng Thanh một người thủ trận, thủ cũng thực gian nan, Tư Diệu Ngôn thấy thế nhẹ nhàng thổi sáo nhỏ, bình thản âm điệu nhu nhược vô hại, nghe được mọi người không khỏi tâm thần buông lỏng, vô ý thức lơi lỏng cảnh giác. Giây tiếp theo, nhu hòa nhẹ nhàng sáo nhỏ thanh âm chợt lôi kéo, bén nhọn âm thanh tiếng quân thần tốc thẳng đạo bọn họ thức hải, trong phút chốc a a a khắp nơi tiếng kêu rên, vô số người màng tai bị chấn nát. Xinh đẹp. Âm tu hiếm thấy, Tư Diệu Ngôn cây sáo chơi cũng xinh đẹp, cười khúc khích, phi phát đi lên ý đồ ngăn cản tu sĩ một gõ một cái chuẩn, thần hùng kịch đảng ốc bị đánh ra tới nàng đối huyết tinh một màn làm như không thấy nắm cây sáo lui về phía sau tiếp tục dường như không có việc gì thổi tư diệu ngôn chuyến này không vì cái gì khác nàng được cứu trợ nàng sư muội a à. nhìn ôn ôm nhu nhu không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn trình coi nơi khác tình hình chiến đấu trần mộ thiền hơi hơi run rẩy còn hảo còn hảo hắn nữ thần là thật ôm nhu còn dám thất thần chữ linh lạnh giọng còn dám thất thần đánh ngươi không đủ đau đúng không? Trần Mộ Thiền, còn tới. Diệp Kiều vào trận pháp, mênh mông cuồng cùng một đám người cũng tưởng tiếng trận pháp đuổi giết nàng, sở hành chi mắt thấy bọn họ thế tới rào rạc, cũng có chút nóng nảy, quyết đoán đem thống tuyết kiếm cắm vào mặt đất, vô số bóng kiếm vào giờ phút này đang xen, hắn kiếm khí bá đạo, hóa thần dưới không dám xông vào. Chúc ưu cũng theo sát triển khai kiếm, vội vội vàng vàng đem tống hàng thanh hộ ở sau người. Tống hàng thanh phụ trách áp trận, kia tự nhiên không có khả năng làm hắn một người gánh. Mắt thấy sư muội đều đi, Hạ Thanh cùng tả diệt cùng nhau, một phen bích lạc một phen hoàng tuyền kiếm, hai người phối hợp ăn ý mạnh mẽ ngăn cản Để nhất sóng người xuống dưới. Vấn kiếm tông, các ngươi thật to gan. Mắt thấy liên tiếp bị trở, bọn họ thanh âm không tốt, sẽ không sợ mặt khác thế gia thêm tội với ngươi sao. Trước cuộc, vấn kiếm tông tông chủ nếu thật đi rồi, bọn họ năm tông mới là chân chân chính chính trắng mất đầu đến lúc đó không tránh được có mặt khác môn phái tưởng kẻ tới sau cư thượng, lại một hơi đắc tội nhiều như vậy thế gia đại năng, sợ không phải không nghĩ ở tu chân giới lăn lộn. Bốn người không hẹn mà cùng lạc kiếm, trong phút chốc lĩnh vực nơi đi đến, trước mắt kiếm quang, sở hành chi nhẫn nhịn, vẫn là đánh bạo kêu lên, người có bản lĩnh đừng xả ta tông môn nộp. Chúng ta là tự nguyện tới. Bọn họ tới đơn thuần là vì bằng hữu. Môn phái chi gian lập trường cùng bọn họ có quan hệ gì? Lại nói như thế nào, kia cũng là hắn bằng hữu. Sở hành chi làm nhị sư huynh, không đáng 250, đồ ngốc, thời điểm cũng là thực có thể hù người, thiếu niên sách theo một phen tuyết bạch sắc linh kiếm, thần sắc lạnh như băng sương, ngón tay nhẹ thấu, linh kiếm phát ra bén nhọn vù vù, mang theo vô biên tuyết miệng, chặt chẽ bảo vệ luân hồi trận pháp, làm người không khỏi ghé mắt. Một người một kiếm, thủ một người. Chương 603 Bạch Liên Nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Đáng tiếc trạm sai đội thế nhưng trưởng ga minh tông bạch bạch đáp thượng một cái mệnh mất nhiều hơn được bốn người trạm trận pháp mặt sau một bước chưa từng hoạt động hạ quyết tâm không cho bọn họ tới gần từng cái sát khí bức người một hoa đó là một cái mạng người bị lĩnh vực quan nội mạch còn ra không được vô cùng nhục nhã tất nhiên là muốn giết người cho hạ giận nhưng trường minh tông người quá nhiều sát mấy cái con kiến giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề vậy chỉ có thể làm thịt này đó chặn đường tiểu quỷ giết gà dọa khỉ Nguyên Anh Kỳ. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, kiếm binh thanh chấn đến màn tai phát rung, khủng bố kiếm khí nếu như sóng gió động trời trút xuống, mơ hồ gian hình như có xương cốt bị áp đoạn thanh âm vang lên, hung tợn nhất kiếm xỏ xuyên qua mà xuống, cơ hồ tuyệt hắn mạch máu. Kịch liệt đau đớn cuốn tịch, sở hành chi nhưng thật ra một tiếng không cổ họng, thủ đoạn vững vàng, không có nửa điểm rung rẩy dấu hiệu, linh khí rót vào dùng sức phun lên, lại lần nữa nát bọn họ đường đi. Nhưng đồng thời, hắn cũng không có thể tránh thoát kia nhất kiếm. Nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc vạn vật sinh đem người cuốn tịch bảo vệ, cho hắn chữa thương, sở hành chi nhân cơ hội này chạy nhanh cắn dược. Thiếu niên sắc mặt tái nhật đau đớn lan tràn đến toàn thân, cái tráng đều là mồ hôi lạnh, thoáng vận chuyển, sắc mặt mới hòa hoãn xuống dưới. Chúc ưu vội vàng bảo vệ nhà mình sư huynh, thủy hệ linh kiếm nhưng nhu nhân công, lấy nhu hóa cương, làm kia thế tới rào rạc kiếm nhục chí, uy lực chợt giảm, chúc ưu toàn bộ hành trình không chính diện nên, chỉ là thật cẩn thận ở kéo dài thời gian. Nam nhân chặt đứt bốn phía dây đằng, đằng đằng sát khí tiếp tục tưởng làm thịt tiểu tử này giết gà dọa khỉ. Chậm đã. Đứa nhỏ này nếu là nhớ không lầm, hẳn là vấn kiếm tông kiệt xuất nhất một thế hệ thân truyền, người giết hắn, vấn kiếm tông tông chủ há có thể thiện bãi cam hưu. Nam nhân trong tay trường kiếm một đốn, hắn đều phải phi thăng, còn quản được tu chân giới sự. Giết liền giết, quản hắn hồng thủy ngập trời đâu liền sợ hắn mặc dù vạn kiếp bất phục cũng muốn báo thù này rất khó nói tốt xấu là cái phi thăng tiên nhân độ kiếp kỳ đỉnh a kiếm tu nhưng không mấy cái hảo tính tình lúc trước diệp kiều có cái thực nổi danh sự đó là chọn vấn kiếm tông kiếm chủ chủ động sinh ra trận mang đội đối phương lúc trước chỉ sợ cũng là thật sự tưởng đem diệp kiều đánh cái chết khiếp làm nàng ăn chút giáo huấn đối phương tính tình thật chưa nói tới cỡ nào thân thiện cũng liền này mấy trăm năm tu thân dưỡng tính chuẩn bị phi thăng mới không có tạo quá sát nghiệt. Trước cuộc cố kỵ vài phần, nam nhân lạnh lùng phủi tay, hắn nếu lại không biết sống chết, đừng trách ta không lưu tình. 12 phong phong chủ mày nhăn lại. Trong đó một cái phong chủ đi phía trước vừa đứng, cười, chư vị nơi nào tới lớn như vậy hỏa khí. Đối phó mấy cái hài tử, hà tất đâu. Đây là nội hàm bọn họ ý lớn hiếp nhỏ đâu. Nam nhân giữa mày nhảy vài hạ, âm trầm, kia thất trưởng lão cho các ngươi động thủ bắt lấy đám kia tác loạn tiểu quỷ, các ngươi đang làm gì? Kiếm phong phong chủ chấp tay, chúng ta cũng là động thủ. Chính là kỹ không bằng người trách ai được. Đánh rắm. Lại kỹ không bằng người, bọn họ cũng là hóa thần. 11 cá nhân, đánh một cái còn đánh không chết sao? Chúc ưu nhìn đến trưởng bối tới hỗ trợ kéo, vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Minh Huyền dẫm lên cột đá phía trên, nhìn phía dưới cảnh tượng, trận pháp đi phía trước đẩy, ngăn chặn những người đó đường đi, tiếp như thấy vậy đánh cái phối hợp, trong tay sơn hà đồ tung ra, đem đang cùng phong chủ nhóm giằng co, ba cái hóa thần kỳ lão nhân quan nhập trong đó. Ở kia ba người mộng bức khoảnh khắc, đột nhiên vừa thu lại đóng cửa quyển trục. Trong phút chốc ba người đồng thời rống giận cuốn tịch, tiết gia nhảy ranh ngươi dám. Nhảy ranh tiết dư. Thiếu niên cười tủng tỉm cao giọng, các tiền bối, bên trong thỉnh đi. Hắn không chỉ có dám, còn dám đối bọn họ hạ tử thủ. Sơn Hà Đồ cái này linh khí ở linh khí bản đều là tiếng tâm lừng lẫy, vẽ trong tranh giả quản ngươi cái gì cảnh giới, phá không được tâm ma liền ra không được, cảnh giới càng cao càng dễ dàng nảy sinh tâm ma, bức họa cuộn tròn triển khai, phối hợp trận pháp làm cái suốt kỳ bất ý. Tiếp dư chỉ có thể hy vọng dịp kiều tốc độ mau một ít, bằng không bọn họ thật đỉnh không được. Nhiều người như vậy quần ẩu. Minh Huyền cũng nhân cơ hội này, đem phía dưới sở hành chi đem người túng đến cột đá thượng cười tủm tỉm nhìn hắn. Sở hành chi hít sâu một ngụm khí lạnh, theo sau vô cùng lo lắng nắm chặt thời gian cắn dược, cắn xong tiếp tục đi xuống hỗ trợ, không quên hỏi, ngươi làm gì? Đừng nói, cột đá thượng là rất an toàn, trừ phi có hiểu trận pháp tới, bằng không tưởng phá vỡ tìm ra bọn họ vị trí cũng rất khó, vẫn là phù tu thoải mái, hướng trên tảng đá vừa đứng, đó là năm tháng tỉnh hảo. Minh Huyền, ngươi tưởng hóa thần sao? Cái gì? Minh Huyền không rảnh cùng hắn xã, sau này một ngưỡng, bản vẽ tầng tầng quay vòng, đánh giá sở hành chi hiện giờ cảnh giới. Nguyên Anh Đỉnh Hắn tuy không hóa thần, nhưng nói lý lẽ luận, phù tu nhưng không thiếu gặm các loại thư, Minh Huyền năm đó cũng là cái cuốn vương. Sở hành chi là cái nỗ lực hình thiên tài. Một trọng hy thiên phú cao hơn hắn, nhưng hắn tứ sư đệ tính cách nhiều ít là thật sự thực tính trẻ con, không sở hành chi kiên định, tứ sư đệ nếu là kiên định điểm, kiếm ý cũng đã sớm cân nhắc ra tới. Sở hữu kiếm tu bên trong, liền sở hành chi nhất thích hợp sở hành chi có thể vẫn luôn theo sát Diệp Thanh Hàng sau đó, hóa thần chỉ thiếu cơ hội. Minh Ý suy nghĩ thoáng vừa chuyển, ngươi là muốn cưỡng chế róc hắn linh khí. Bọn họ Minh Gia, thực am hiểu bố tụ linh trận. Ai đều biết, róc linh khí phá cảnh, dễ dàng nhất linh khí tán loạn tẩu hỏa nhập ma. Cũng liền Diệp Kiều Linh Trăng không giống tầm thường, mượn Nam Hải linh khí đều cùng không có việc gì người dường như. Tầm thường mạnh mẽ róc linh khí khẳng định là không được. Chúc ưu cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, đôi mắt hơi đổi, thẳng lăng lăng nhìn về phía tư diệu ngôn, đầu trâu không đối đuôi ngựa toát ra một câu. Tư diệu ngôn, ngươi sư muội ở cung luân phong đè nặng đâu đi. Tư diệu ngôn tiếng sáo thoáng đốn một lát, nhẹ nhàng sách một tiếng, không nghĩ ra vấn kiếm tông một đám thẳng thắng, như thế nào cái này sư muội chủ ý nhiều như vậy. Chúc ưu lời nói đều nói như vậy minh bạch, nàng đảo cũng không keo kịp, đưa cho hắn một cái đang dược, ngươi nếu là tưởng hóa thần. Cái này là có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn tán loạn linh khí, ngươi quay đầu lại điều tức đó là nhưng ngươi đến suy nghĩ cẩn thận hết thảy tiền đề là ngươi có thể thoát thân tưởng thoát thân nơi nào là dễ dàng như vậy trừ phi trừ phi có thể nhanh chóng bình định trước mắt cục diện liền xem sở hành chi có nguyện ý hay không đánh cuộc nói đến cùng hiện giờ sở hữu thân truyền cũng liền bốn cái hóa thần thêm một cái còn nhiều bảo đảm minh huyền am hiểu tụ linh trận ở linh khí thêm vào dưới bốn cái phù tu tụ một cái trận mạnh mẽ rót cái hóa thần vẫn là không thành vấn đề, tư diệu ngôn nói cũng không sai, là có nguy hiểm, ngươi phải thử một chút xem sao. Không hề nghi ngờ, đánh cuộc sở hành chi có chịu hay không tin Diệp Kiều một lần. Diệp Kiều nếu là thật sự có bị mà đến, khi nàng liền nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tấp bình, làm sở hành chi kế tiếp thuận lợi tới hóa thần. Nhưng nàng muốn thật không có gì trưởng bối, chỉ bằng vào một khang nhiệt huyết sấm đi lên xảy ra chuyện, đó chính là một đám người cho nàng mua đơn. Sở Hành Chi không có chần chờ, hảo a. À. Hắn hàm hồ hai tiếng. Chúng ta trước kia không cũng mỗi ngày bị nàng chỉ huy cùng tôn tử giống nhau sao? Nàng đều khoác phải đi ra ngoài. Khi đừng nói phá cảnh. Mặc dù là thập điện diêm la điện ta cũng đi đến. Đương nhiên này chỉ là khoa trương cách nói. Nhưng nói đến cùng, đơn giản cũng là liều mình bồi quân tử thôi. Bất quá Diệp Kiều dám đến, ta cảm thấy nàng tất nhiên là có chuẩn bị. Nói xong Sở Hành Chi không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nàng hẳn là cũng là hợp thể đi xem lôi vân cũng nhìn không ra tới cái gì. Hiện tại sư phụ ta độ kiếp gần. Mặc dù ai phá cảnh cũng rất khó nhìn ra tới. Ai lôi vân so đến quá độ kiếp phi thăng lôi kiếp đâu. Tu chân giới sắc trời đều là một mảnh ô áp áp, bị ám sắc bao phủ, tràn ngập mưa gió sắp đến âm trầm hương vị. Sở hành chi nghĩ đến đây lại đắc ý lên. Độ kiếp. Bọn họ sư phụ là độ kiếp. Năm đó vấn kiếm tông ngồi ổn đệ nhất, cũng rất khó nói không phải dính nhà mình sư phụ quan. Các lộ đại lão thấy hắn sư phụ, đều đắc đạo một tiếng tôn giả, cũng liền dịp kiều lá gan đại giám chọn hắn sư phụ. Bọn họ vẫn kiếm tông thân truyền tự nhiên đi đến nơi nào đều là bị tôn kính. Cùng trường minh tông đám kia không ai quan tâm cải thì mới không giống nhau đâu. Chúc ưu yên lặng mở miệng, kỳ thật đối lập một chút, chúng ta bên này tình huống cũng còn hảo. Cảm giác cách vách bị đánh so với chúng ta còn thảm. Bọn họ ít nhất có phong chủ nhóm giúp đỡ. Bên kia liền thảm đánh lên tới thời điểm, cũng không biết là như thế nào mơ màng hồ đồ phân đội ngũ, hóa thần ba người tổ tiến đến cùng nhau, này ba người. Kỳ quả thực, tên gọi tắt gấp ba không đầu óc. Lại nói tiếp, bọn họ bên này áp lực tiểu, trọng điểm muốn cảm tạ Tần Hoài. Hắn một người chọn vài cái đại năng, đem đám kia nhân khí nổi trận lôi đình, đuổi theo hắn đánh. Diệp Thanh Hàng cùng Chu Hành Vân liếc nhau, nghĩ tốt xấu là hợp tác đồng bọn, có thể vớt đối phương một phen liền vớt một phen, dẫn tới hai người cũng không có thể may mắn thoát khỏi Tiết dư khóe miệng trừu trừu bọn họ ba cái như thế nào đắc tội những người đó hắn quét liếc mắt một cái những người đó cảnh giới đều cảm thấy đầu quả tim rung lên chủ yếu là tần hoài cấp lực một trọng hy xem ba người hấp dẫn mười phần hỏa lực cười trộm cùng tam sư huynh nhỏ giọng nói mười hai phong phong chủ bất đồng hắn đánh tần hoài liền quay đầu đi đánh mặt khác lão nhân bái thiếu niên hóa thần tự nhiên là tưởng bính một chút cùng cảnh giới tiền bối rõ ràng. Bị giáo làm người. Bọn họ ba cái là thiên phú dị bẩm, thiên tư trác tuyệt. Nhưng tục ngữ nói, công phu lại cao, cũng sợ giao phay. Thất trưởng lão trận doanh giữa cao thủ vô số, hóa thần đến luyện hư cảnh giới không đợi, nguyên anh kỳ thế gia trưởng lão càng là nhiều như lông trâu. Nếu không phải có phù tu nhóm kiềm chế, cộng thêm lĩnh vực can thiệp, những người này động thủ giết người quả thực giống như sắc trao giống nhau nhẹ nhàng. Một đám sống mấy trăm hơn một ngàn tuổi người, từng cái trời núi vì chính là trợ thất trưởng lão giúp một tay trừ bỏ tám đại gia túng đến muốn chết lão tổ như cũ bế quan không ra ngoài khắc thế gia chính là liền tổ sư gia đều xúc động nhưng gia một cái tổ sư gia đánh các ngươi ba cái tiểu nhi không phải nhẹ nhàng sao tần hoài cũng ý thức tình huống không đúng thanh phong kiếm kiếm linh hiện thân hắn híp híp mắt thấp giọng nơi này còn có cái luyện hư cảnh hiện trường luyện hư rất ít một khi ra tới chính là nghiền áp trình độ cũng không biết là nhà ai tổ sư gia xuất quan. Vừa rồi cũng là đối phương một kích đem bọn họ toàn bộ chụp trên mặt đất. Có lẽ là ném mặt mũi. Diệp Thanh Hàng biểu tình cũng lạnh xuống dưới, Chu Hành Vân đã yên lặng móc ra hàm quan sạn, chuẩn bị sạn chết cái này lão đông tây. Từ từ. Tư Diệu ngôn thổi sáo tay hơi đốn, còn ở do dự muốn hay không trước cùng đối phương nói chuyện. Luyện hư cái này cảnh giới đều là lão tổ tông cấp bậc nhân vật, đem đối phương cấp đánh, không hảo công đạo. Kết quả diệp thanh hàng kiếm, cùng chu hành vân trong tay trấn tông linh khí, cộng thêm thanh phong kiếm, đều đã đến đối phương trước mặt. Nàng thanh âm đột nhiên im bạch Đủ mãn. Tư diệu ngôn thầm mắng, này ba cái khờ hóa. Hợp lại bọn họ ba cái làm thủ tịch, là bởi vì bọn họ ba cái so những người khác tàn nhẫn độc ác bái. Cốt xấu tống hàng thanh còn tham sống sợ chết, biết cẩn thận vì thượng đâu. Tư diệu ngôn vẫn luôn cảm thấy, này bốn cái tông thủ tịch, thuần thuần ba cái không đầu óc cùng một cái không cao hứng. Bất quá, tam đánh một vẫn là không thành vấn đề. Hai cái trấn tông linh khí, Diệp Thanh Hàng còn có một phen trường đao, được xưng không có gì không phá, nghe nói thí luyện bên trong mang ra tới. Ba người trong tay đều là thứ tốt. Các biên đều ở đánh, tư diệu ngôn thở dài, lại kéo dài đi xuống, bọn họ không có gì phần thắng đáng nói. Trừ phi Diệp Kiều lĩnh vực nhanh chóng quay vòng. Nhưng này đó đại năng khẳng định cũng là biết cái này lĩnh vực, từng cái không lãng phí thời gian, tất cả hướng trong trận tể, trận pháp nếu như bị nhóm người này xông vào, tình huống chỉ biết càng tao. Tống Hàng Thanh áp trận, hắn biết Diệp Kiều trận pháp là vì cái gì trận, liền dẫm tới rồi trận pháp trung ương, không có tiếng trận, lựa chọn điều động cái này trận pháp tới tiến hành phòng ngự, đồng thời gắn bó đại bộ phận trận pháp lực lượng. Trận pháp trong vòng, hắn cầm đầu. Lấy này tới đánh không hiểu trận pháp kiếm tu, đưa bọn họ vây ở trận pháp ngoại, một bước cũng đạp không tiếng không biết là ai cắn răng toát ra một câu, nhưng thật ra có các ngươi tông chủ vài phần phong phạm. Tống hàng thanh triều hắn chức nghiệp giả cười, trong tay bóp chặt một cái hoa sen, lạnh lùng đánh đi xuống. Vô danh bạch liên, hắn dám áp trận cũng là có nắm chắc. Cũng không biết Diệp Kiều cùng thất trưởng lão đang làm cái gì, trận pháp vài lần lung lay sắp đổ sụp đổ, hắn dựa vào tự thân kỹ thuật vượt qua thử thách ngạnh sinh sinh mạnh mẽ ổn xuống dưới, lại muốn thủ trận, còn muốn cản những cái đó cá lọc lưới, phòng ngừa bọn họ đi vào. Tống Hàng Thanh tâm mệt. Hoa sen tung ra kia một khắc cuồn cuộn không ngừng lực lượng cung hắn hấp thu, nhàn nhạt thanh hương tràn ngập, sao động linh khí cũng toàn bộ bị đè ép xuống dưới. Làm người không có thế tục dục vọng, thanh tịnh lại tường hòa. Hoa sen sở tráo nơi, vững vàng đem trận pháp cùng người gắt cao hộ ở bên trong. So với công đức kim liên cái loại này siêu độ, tịnh thế liên cái loại này tinh lọc, cái này hoa nhi cho người ta mười phần cảm giác an toàn, không có lực sát thương, lại có thể làm người trở nên thực đồ ăn, Thêm chi tự mang phòng ngự hiệu quả. Thứ tốt a. À. Minh Huyền gắt gao nhìn chầm chầm một màn này, các ngươi từ đâu ra cái này hoa? Hắn tuy rằng biết các gia đều ở tàn đồ vật, nhưng những người này lấy đồ vật xác thật làm người mắc thèm. Tô Trạc đắc ý đi lên, ngươi không bằng đoán xem, vì cái gì Nguyệt Thanh Tông đánh dấu là màu bạc hoa sen. Minh Huyền ngay thẳng, ta tưởng ám chỉ các ngươi tông đều là đàn bạch liên hoa, nhà bọn họ chính là hạt, bên trong cánh cửa xác thật có tiên hạt bất quá đều là phổ phổ thông thông tiên hạt. Ai biết bọn họ còn có loại này bảo bối. Tô Trạc Minh Huyền không để ý tới Tô Trạc khoe ra, nhìn về phía Minh Ý, cái này hoa sen, sợ không phải bốn liên chi nhất. Trưởng lão có thể cho các ngươi mang. Trưởng lão tất nhiên không cho. Minh Ý bấm tay niệm thần chú thay đổi trận pháp, thấp giọng chúng ta cầu tới. Minh Nguyệt tiễn là không dám mang theo. Nhưng Bạch Liên lại có thể. Tống Hàng Thanh chính là vân ngân ái đồ, không gì sánh nổi, vân thước nhiều lắm xem như triều mến cộng thêm đối nhỏ nhất đệ tử sủng ái, đại sư huynh là thật sự đưa người thừa kế bồi dưỡng, vậy không giống nhau. Hắn đều quỳ xuống cầu, các trưởng lão cũng là không đành lòng, không cần thiết một lát liền tùng khẩu, sụ mặt nói cho bọn họ, nói nếu là giải quyết không được liền chạy nhanh chạy. Bọn họ miệng xưng là lúc này mới có thể mang bảo vật xuống núi. Chậm chạp chưa từng nhìn đến thất trưởng lão ra tới, lão hòa thượng lại thanh tịnh tâm đều sao động, giúp nhà mình đồ đệ thoát khỏi kia ùng ùng không dứt quân cờ, đuổi hắn, ngươi đi trong trận, giải quyết Diệp Kiều. Ta giúp ngươi giải quyết này hai cái tiểu quỷ. Không. Trần Mộ Thiền sửng sốt, lắc đầu, ta không đi. Hắn tình nguyện bị chữ linh lấy quân cờ tạp, bị Việt Thanh An dùng trận pháp đánh, cũng không nghĩ đi luân hồi trong trận sẽ Diệp Kiều. Thật đi biết, nhưng cũng là thật sự thiên đạo hảo luân hồi, chính mình cũng bị Diệp Kiều đưa đi luân hồi. Ngươi có đi hay không, Sư phụ ngữ khí đột nhiên trầm xuống hơi mang vài phần uy hiếp. Trần mộ thiền siêu lớn tiếng, ta không đi. Đi liền chết. Lão hòa thượng giận, hảo, nghịch đồ. Ngươi không đi vi sư chính mình đi. Trần mộ thiền do dự vài giây, nhưng thật ra không ngăn đón, cảm thấy hắn sư phụ một phen tuổi còn như vậy tự đại, vẫn là trường trường giáo huấn hảo. Tốt nhất Diệp Kiều có thể cho hắn sư phụ một chút, nho nhỏ, đến từ độ kiếp kỳ chấn động. Chương 604 Tôn Sư Trọng Đạo đừng trách hắn không phúc hậu là hắn sư phụ một hai phải tìm chết trần mộ thiền rủ mắt tính toán thời khắc mấu chốt có thể hay không dùng kim chung tráo đem sư phụ cùng đồng môn cấp mang đi hắn pháp bảo nhiều kỳ ngộ cũng không tồi tu chân giới có cái cách nói kêu trời tuyển chi tử khí vận chi tử trần mộ thiền khí vận là thật sự không tồi tùy tiện sau bí cảnh có đôi khi là có thể có không ít bảo vật khí vận thật tốt thiên phú trắc tuyệt cũng có thể gọi là toàn bộ phật môn hy vọng nếu không gặp thượng diệp kiều khi hắn nhật tử sát thật quá đến rất không tồi. Ai? Hắn thở ngắn than dài. Nhưng, không có sư phụ che chở, khi đáng chết bồng lai nữ tu lại lấy quân cờ tạp hắn. Trần mộ thiền không cấm khổ một khuôn mặt, ngày này thiên đều là chuyện gì? Chữ Linh hừ lạnh, các ngươi này đàn con lừa trọc, thật to gan. Tới trường Minh Tông nháo sự. Trần mộ thiền lớn lên không tồi, chính là cái loại này thực thánh khiếp diện mạo, mặt vừa nhíu, một cổ cây đắng, nhìn qua liền rất khổ bức, ta vô tình mạo phạm, vô tình mạo phạm. Đến lúc đó nhất định dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Không bao giờ tìm trường Minh Tông ra. Việc Thanh An cũng là thích có thể tác pháo tuyệt không động thủ người, thấy thế hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng, ngươi nói đúng, chúng ta hà tất đánh đánh giết giết đâu. Rốt cuộc ngươi cũng trong lòng biết, lần này thắng bại đã định đi. Trần Mộ Thiền kia thánh khiếp biểu tình duy trì không nổi nữa, vẻ mặt đau khổ, lời nói cực kỳ. Bần Tăng lâu nghe bồng lai biết bói toán, nhưng thật ra trăm nghe không bằng một thấy. Trừ bỏ hắn bên ngoài, giống như còn không có người thứ hai ý thức được, Diệp Kiều Kỳ thật là cái độ kiếp. Hợp thể kỳ cũng cường, nhưng thất trưởng lão đó là hợp thể đỉnh, bởi vậy mới có người như cũ vì thất trưởng lão bán mạng, trong đó cũng bao gồm hắn sư phụ. Việc Thanh An vẫn duy trì cao thâm khó đoán mà mỉm cười. Trên thực tế, hắn cái gì cũng chưa tính ra tới. Đối với Diệp Kiều, Việc Thanh An nhiều lắm lấy tam cái đồng tiền khởi quẻ, tới tính cái hung cắt thôi. Hắn cùng chữ linh đều tham không ra dịp kiều mệnh cách. Nhưng mọi người đều là thần côn, đối với trang này một chữ rất có tâm đắc, muốn trang thâm trầm, vậy cười, cười liền xong việc. Trần mộ thiền quả nhiên, hơi hơi thẳng thắn sống lưng, chắp tay trước ngực, bất giác mà lệ. Hắn chút nào không ý thức được, việc thanh an thần thần thao thao bộ dáng, cùng chính mình lúc trước giả thần giả quỷ cơ hồ giống nhau như đúc. Là chúng ta mạo phạm. Trần mộ thiền cười khổ, chính là không biết sư phụ ta. Thấy việc Thanh An không nói, Trần Mộ Thiền tiếp tục vẽ mặt đau khổ, chúng ta Phật Đạo cũng là có chút nội tình. Các môn phái thân truyền đem nhà mình linh khí bùa chú tề ra trận, hắn sư phụ tự nhiên cũng có hắn biện pháp tiến trận. Đến lúc đó không biết Diệp Kiều tâm tình thế nào, nếu là tâm tình hảo, nói không chừng chỉ là đem hắn sư phụ đánh cái chết khiếp trở ra. Luân hồi trong trận, Diệp Kiều đem bất kiến quân hóa thành trường thương, hướng lên trên ném bi, trăm binh chi vương, tuy rằng kiếm thuận tay, nhưng thất trưởng lão cũng thiện kiếm, trường thương khoảng. Cách cũng đủ trường, ở nàng trong tay chuyển động, thương như du long xẹt qua độ cung, mấy phen so chiêu, thất trưởng lão linh phiên bị thọc cái rách tung tóe. Bảo vật tuy có thể tự lành, nhưng không chịu nổi nàng không cho cơ hội. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, dịp kiều cảnh giới so với chính mình cao. Tu chân giới có cái cách nói, một cảnh chi kém, như cách lạch trời. Nếu nàng là hợp thể đỉnh, kia thất trưởng lão thật đúng là không sợ, luận kinh nghiệm đánh một cái tiểu quỷ hai cái đều có thừa lại cứ nàng sinh sôi đè ép chính mình một cái cảnh giới thất trưởng lão tưởng tượng không đến cũng liền một năm thời gian diệp kiều rốt cuộc là nơi nào tới cơ duyên tam cái linh phiên chuyển động cùng với lão giả tay mà đông đưa hiển nhiên là tưởng tế ra hoặc thi làm chiến thuật biển người diệp kiều cười lạnh một tiếng trở tay vứt ra quỷ vương tháp chế trụ hắn linh khí chỗ tốt chính là có thể đi theo ngươi thăng cấp phía trước tháp linh không thiếu oán giận đi theo dịp kiều hỗn một ngày đó chính đốn hiện tại dịp kiều độ kiếp kỳ sau nó mỹ tư tư đảo cũng không oán giận chịu thương chịu khó bắt đầu làm việc kim sắc tiểu tháp trống rỗng mà rơi kim quan lập lòe hung hăng nện ở thất trưởng lão cuộc sống thất trưởng lão hầu trung một ngạnh chật vật phun ra khẩu huyết trong tay huy tiếp theo kiếm liều chết chống đỡ hắn kiếm là linh kiếm tháp cũng là linh khí hai người tương so hắn bại liền thua ở cảnh giới thấp một cảnh vô pháp thất trưởng lão chỉ có thể lại lần nữa móc ra tình thế thanh liên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Kiều, hận không thể đem nàng lột da triều cốt. Ở tình thế thanh liên cùng công đức kim liên đánh giá khoảnh khắc, Diệp Kiều tay vừa động, nhảy ra ám thư, vô số sợi tơ phía sau tiếp trước từ giữa dò ra, như là xúc tua, lấy thất trưởng lão cảnh giới như thế nào nhìn không ra tới nó năng lực. Chỉ cần bị bắt lấy, vậy thành kia quyển sách rối gỗ giật dây. Diệp Kiều triều hắn lạnh lạnh cười. Hôm nay đại gia cũng đừng so cái gì kiếm thuật, có thứ gì liền dùng cái gì bái một trận chiến này không chú ý cái gì cao siêu kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân trận pháp so chính là nhà ai đế hậu thất trưởng lão hoảng loạn trốn tránh ám thư tùy thời mà động đánh lén diệp kiều sấn hắn phân thần khoảnh khắc hàm quan sạn tay cầm phóng trường bạch quan sáng ngời không trung một hoa diệp kiều mau tàn những chuẩn triều hắn đầu chụp được một cái xẻng đó là đất trung núi chuyển trận pháp liên tiếp trung chuyển cũng mất công thủ trận chính là tống Hàng thanh bằng không trận pháp sớm không chịu nổi một cái độ kiếp sơ kỳ, một cái hợp thể đỉnh soàn soạt. Thất trưởng lão còn chưa đứng thẳng, đã bị hàm quan sạn tuyệt đối trọng lực một chút, gõ đoạn xương cốt, hung hăng quỳ rạp trên mặt đất. Hắn khiếp sợ trận to mắt, khó có thể tin, kia cái xẻng không phải ở chu hành vân trong tay sao. Mẹ nó gặp quỷ này không phải. Thất trưởng lão mắt thấy đánh không lại, hắn có cái gì pháp bảo, móc ra tới đã bị dịp kiều lập tức cấp đè ép trở về, của cải đua bất quá, tưởng đua kiếm pháp, Diệp Kiều lại cao chính mình một cái cảnh giới, thanh phong quyết tới cuối cùng nhất giai đoạn, lại là độ kiếp kỳ thêm vào, hai ba hạ là có thể giảo toái chính mình trong tay chưa thành hình bóng kiếm. Hắn cả kinh sắc mặt như thổ, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, theo hắn kia gân xanh bại lộ cái trán chảy xuống, trong tay trường kiếm cũng bị sát khí tung hoành kiếm chiêu bức cho liên tục lui về phía sau. Lúc đó thất trưởng lão cũng đã mơ hồ hối hận, sớm biết như thế, liền không chọn Trường Minh Tông làm cuộc a. À hắn đại nhưng đi tuyển vấn kiếm tông ít nhất vấn kiếm tông những cái đó thân truyền đệ tử ngoan a bọn họ không như vậy cường phản loạn tinh thần chỉ cần cậu đến vấn kiếm tông tông chủ phi thăng ngày sau tu chân giới thế nào không phải cũng là chính mình định đoạt hư liền phá hủy ở tuyển trường minh tông trường minh tông đệ tử nhất đặc thù hắn làm tông chủ làm sao vậy không thể so tầng phạn phạn cái kia khờ hóa cường sao ai đương tông chủ không phải đương a bọn họ từng cái thế nhưng lựa chọn tạo phản, hơn nữa, tất cả mọi người là cái loại này không nhận sai, không nghe theo, không hối cãi. Không chịu thua tinh thần, liền mẹ nó thái quá. Thất trưởng lão thần sắc phím khổ, tưởng chọn mềm quả hồng niết, không nghĩ tới chọn đến nhất ngạnh. Vẫn là câu nói kia, ai đương tông chủ không phải đương A. Phàm là bọn họ không như vậy khó làm, đồng môn chi gian tình nghĩa lại đạm bạc một ít, mặc dù chính mình làm tông chủ, cũng căn bản không ai có quá nhiều phản đối ý kiến liền tính tưởng có ý kiến, cũng phải hỏi hỏi chính mình đánh thắng được không? Hiện tại hảo. Diệp Kiều trực tiếp dẫn dắt một đám người tạo phản, hàm quan sạn lực đạo vừa nhanh vừa chuẩn, sạn xuống dưới chính là nửa cái mạng đến ném xuống, hai người dẫm lên đạp thanh phong ở trong trận, một trước một sau lôi kéo, nửa ngày thời gian đi qua, rốt cuộc là bị nàng bắt được đến cơ hội, hung hăng một cái sẻn triều hắn đỉnh đầu chỗ chùa y hạ, phanh thanh, độ kiếp hợp thể kỳ linh khí đối đâm, bốn phía trận pháp hoa văn hóa thành bụi thất trưởng lão sắc mặt trắng bệch, một chút ngăn cản, nhưng mà cùng với trong tay linh kiếm ở áp lực cực lớn hạ, dẫn đầu không chịu nổi rách nát, hắn cả người cũng bị hàm quan sạn chùi y bạo. Thân thể đương trường nổ tung, nguyên thần mượn này chạy trốn suốt trận pháp, trên người hắn bảo vật rơi xuống đầy đất. Diệp Kiều vương tay triệu hồi tịnh thế thanh liên, thu đi rồi hắn mặt khác pháp bảo, lạnh lùng một bên trong tay bất kiến quân, muốn đi truy hắn nguyên thần trở về hoàn toàn nghiền nát, lại tại hạ một giây, an tĩnh trận pháp nội đột nhiên có người xé nát tiến vào. Nàng thực kinh ngạc thế nhưng có người có thể tiến vào, một nghiêng đầu, kia lạnh như băng biểu tình trở nên cười hì hì, thanh âm dơ lên, lão hòa thượng. Không trách dịp kiều cười, chủ yếu là đối phương diện mạo rất hỉ cảm. Nhìn diện mạo mặt cũ mày ê, vẫn là đầu trọc. Lão hòa thượng. Này xưng hô làm lão giả sắc mặt một âm, trách mắng, hảo một cái không lựa lời nhảy ranh. Thất trưởng lão đâu? Hắn tiến trận khi, không phát hiện người quen, đương nhiên hòa thượng cũng không cảm thấy thất trưởng lão có chuyện gì, nhiều nhất bị quan cái trận pháp bên trong. Nhưng thất trưởng lão chậm chạp không ra, bên ngoài những cái đó tiến đến tương trợ đại năng đã có thể không vui. Giết người cũng là nghiệt lực, huống chi vẫn là trường minh tông người, bọn họ cũng sợ lây dính không cần thiết phiền toái, thất trưởng lão là tổ chức lần này kế hoạch người, hắn không đứng ra, muốn cho bọn họ gánh nguy hiểm, từ đâu ra chuyện tốt như vậy. Diệp Kiều sửng sốt, tiếp tục cười, hắn vừa mới bị ta chùi y bạo, ngươi tưởng cùng nhau sao? Bên ngoài nhiều người như vậy, tưởng xông vào chính mình trận cũng không dễ dàng như vậy. Đủ để thấy được, này lão tăng nhân xác thật có bản lĩnh, có thể tiến vào sẽ chính mình, nghĩ đến cũng không phải cái gì vô năng hạng người. Hắn bị ngươi chùi y bạo. Ha! Hắn vẫn cảm thấy nàng ở nói giỡn, dịp kiều này tính tình, nhìn liền biết là cái loại này thích miệng toàn nói phét. Bằng không còn có thể bị ngươi chùi y bạo. Diệp Kiều cười tủm tỉm hai người đều là nói chuyện phiếm quỷ tài một cái sau một cái có thể xả lão hòa thượng còn dự hỏi lại bất kiến quân liền không như vậy tốt tính tình hóa hình thành một cây đao ở không trung treo cao vung lên trường đao liền phải chém chết đối phương diệp kiều chỉ triệu bất kiến quân dư lại bốn chui kiếm toàn bộ lưu tại bên ngoài giúp đỡ bất kiến quân không khỏi cao hứng hắn quả nhiên là nhất được sủng ái miêu miêu bất kiến quân không hề dấu hiệu động thủ đánh gãy hai người cho nhau quỷ xả Diệp Kiều nhớ thương thất trưởng lão nguyên thần trốn đi lần này sự, cũng không hề cọ sát. Ở lão hòa thượng lấy bình bát từ không trung đánh rất bất kiến quân khi, Diệp Kiều bàn tay trắng một tiếp, mũi kiếm phím lạnh lẽo đảo qua, trong phút chốc kích khởi ngàn trùng điệp lãng. Một chọn một thứ, sát khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Vết chốc kiếm, sát phạt chi khí tự nhiên là lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, lão hòa thượng thấy nàng đều động lên đau, thất trưởng lão lại còn không có cái bóng dáng, hắn tâm lạnh nửa thanh. Không phải đâu, thất trưởng lão kia phế vật, sẽ không thật bị nàng một cái tiểu quỷ đánh chết đi. Lão hòa thượng bị tạp đầu quả tim rung lên, trở tay đem trong tay phòng ngự pháp khí bỏ xuống vội vàng nếm thử chống đỡ, Diệp Kiều cười lạnh, nhất kiếm phách nước bình bát, trong phút chốc kim quang bắn ra bốn phía, lão hòa thượng nhìn lên, kia còn phải. Hắn kia bình bát tuy nói không phải cái gì linh khí, nhưng cũng là cực phẩm pháp khí, thêm chi chính mình cảnh giới bãi tại nơi đó, thế nhưng bị này tiểu tể tử nhất kiếm cấp phách không có. Này Phật đạo tăng nhân, có một chút cùng đồ để giống nhau như đúc, đó chính là từ tâm. Mắt thấy Diệp Kiều đằng đằng sát khí tư thế, hắn liền bình bác hài cốt đều không nghĩ nhặt, vừa lăn vừa bò liền phải chạy. Một bên chạy, một bên dưới đáy lòng cuồng mắng. Trần mộ thiền cái này hỗn trướng. Thế nhưng nhìn hắn cái này làm sư phụ chịu chết. Trở lại giáo trung, hắn nhất định phải hảo hảo quản giáo một phen cái này đệ tử cái gì kêu tôn sư trọng đạo. Chương 605 cân nhắc lợi hại. Hắn chạy trốn động tác quá quyết đoán, diệp kiều vương tay một trảo quy áp hướng hòa thượng trên người một nghiêng một phen đem người vớt trở về để sát vào cười tủng tỉm hỏi hắn vào trận còn muốn chạy lão hòa thượng tưởng nhưng thật ra rất mỹ này hòa thượng thật đúng là cùng trần mộ thiền một cái khuôn mẫu khắc ra tới tính tình tình huống không đối liền chạy nhanh chạy hắn có thể tiến tự nhiên cũng có thể ra mượn độc đáo tâm pháp xé một đạo không gian nhập trận có thể nói thần không biết quỷ không hay hiện giờ bị Diệp Kiều một bàn tay liền cấp vớt trở về, trong phút chốc hoảng sợ cảm xúc bị đẩy đến đỉnh điểm, ngươi. Ta cái gì ta? Diệp Kiều chỉ vào chính mình cười hì hì, ngươi tới làm cái gì? Ngươi đồ đệ chẳng lẽ không đã nói với ngươi, ta cái gì cảnh giới? Nàng vấn đề cùng liên châu pháo giống nhau tung ra, tạp lão hòa thượng đầu ong ong, tưởng giảo biện, lại ở từng bước tăng lớn uy áp hạ thở không nổi, chỉ có thể đem đáy lòng lời nói thổ lộ ra tới. Bần tăng là tới giáo giáo ngươi, tu chân giới như thế nào là tôn? Diệp Kiều, kia như thế nào là tôn? Tự nhiên là thực lực vi tôn. Nói, hắn khí hư mà liếc mắt một cái Diệp Kiều bắt lấy chính mình tay, dò xét tính xem xét nàng cảnh giới, căn bản thăm không ra. Vì thế vốn là như là một cây khổ qua giường như mặt, nhăn thành một đoàn nhìn qua, càng khổ bức. Tạo nghiệt A. À. Diệp Kiều không ngại cùng hắn nhiều bẻ xả trong chốc lát công phu, hắn mang Phật đạo một đám hòa thượng tiếng nàng tông môn này bút trướng còn không có tính đâu nàng xách theo hắn cổ áo, đem người ấn ở trận pháp trung ương, cử chuyển luân hồi trong trận, biến ảo vô cùng đem hắn cổ bóc một áp, hồn phi phách tán cảm giác ập vào trước mặt, hắn chân rung thành rung rẩy, suýt nửa một phen cấp Diệp Kiều quỳ. Diệp Kiều rung đùi đắc ý, cố ý dọa hắn, đã là tu chân giới thực lực vi tôn, ta đây cao thấp cũng coi như là tam trước đi. Là là là. Hắn khổ một trương mặt già, nỗ lực lộ ra tươi cười, không dám nhìn cái này trận đệ nhị mắt, đầy mặt hồng quang mà tán đồng ra tiếng, tiểu hữu lời nói cực kỳ a à. đừng nói tiền tam nàng nói nàng đệ nhất hắn lúc này cũng không dám nói nàng là đệ nhị hảo không tiếc tháo hòa thượng hắn lời này nói đích xác thật dễ nghe phàm là diệp kiều hôm nay lấy không ra điểm thật bản lĩnh tới đó chính là nàng tao ương diệp kiều không để ý tới hắn nhăn thành khổ qua mặt già điểm hai hạ phong hắn linh lực một phen sách theo đem người nhét vào trong trận cửu chuyển luân hồi trận liền thất trưởng lão như vậy am hiểu kỳ môn độn giáp đều ăn đủ đau khổ Đến nỗi có thể hay không tìm được sinh môn sống sót, liền xem trên người hắn pháp bảo cùng tự thân năng lực. Lão hòa thượng bị nàng một ném, nháy mắt bị trận pháp giảo nhập trong đó, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Trận pháp ngoại trần mộ thiền đôi mắt khẽ nâng, giây tiếp theo, trận pháp phát sinh dao động. Không biết là thứ gì từ giữa lao ra, uy lực to lớn, mọi người không hẹn mà cùng dừng tay, theo bản năng ngưng tụ lại hộ thuẫn. Thất trưởng lão thần hồn nhảy ra tới kia một khắc, phản ứng đầu tiên chính là tìm cái thiên phú không tồi hiện trường đoạt xá. Tóm lại hiện trường không có so với hắn cảnh giới càng cao tồn tại. Hắn cái thứ nhất theo dõi tự nhiên là khoảng cách gần nhất Tống Hàng Thanh. Vô danh bạch liên tản ra thanh quý bạch quan kịp thời bao lại Tống Hàng Thanh, mới tránh cho hắn bị thình lình xảy ra dao động hiện trường đoạt xá, Tống Hàng Thanh mờ mịt nhìn này một đoàn hồn thể. Tránh ra Tống Hàng Thanh. Diệp Kiều Thanh âm theo sát sau đó, cũng từ trong trận lượt ra, một phen linh kiếm trảm ở Tống Hàng Thanh trước người, bước lui thất trưởng lão bước chân. Bất kiến quân bột phát ra kịch liệt sát ý, lấy có thể xé rách hư không kiếm khí đẩy ra, thất trưởng lão mắt thấy kiếm tốc độ xông thẳng chính mình, không hề lưu luyến, một đầu chui vào hiện trường đám người giữa. Vì nay chi kế vẫn là tùy tiện đoạt xá một cái thân thể cho thỏa đáng. Diệp Kiều chuẩn bị trực tiếp gõ toái hắn nguyên thần, từ trong trận vọt ra khi, giao động đại toàn bộ lĩnh vực lung lay, tay trái linh kiếm, tay phải sách theo hàm quan sạn đằng đằng sát khí tư thế, sợ tới mức mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện ly nàng ba trượng xa bụi đất phi dương nàng nhắm ngay thất trưởng lão chạy trốn phương hướng bán nguyệt nổ vận sức chờ phát động một mũi tên bắn ra một tiếng kêu trên đem hắn nguyên thần đánh tan thất trưởng lão giống như là kêu hoạt không lưu thủ cá chạch diệp kiều chỉ có thể ngạnh cương trực tiếp sát đi lên đánh hắn cái trở tay không kịp chơi tâm nhãn là không được thỏ không có ba hang nếu là sớm cấp đối phương chuẩn bị cơ hội sự tình xác định vững chắc không hôm nay đơn giản như vậy hiện trường đánh nhau đều an tĩnh nhìn diệp kiều một phen hàm quan sạn không tự giác đem tầm mắt chuyển dời đến chu hành vân trên người cái này kêu cái gì thật giả hàm quan sạn nàng còn mô phỏng chúng ta công đức kim liên phật đạo bên kia người dậm chân người này nơi nào tới nhiều như vậy hàng giả diệp kiều cười lạnh một tiếng một kích luyện hư chú lại lần nữa chiếu thất trưởng lão trốn chạy phương hướng nện xuống đi trong phút chốc vạn dặm hôi yên nhật nguyệt vô quan. Lấy thất trưởng lão vì trung tâm khiến cho bạo phá. Trong lúc nhất thời lại không người dám ra tiếng. Câm mồm. Trần mộ thiền che lại kia nói lung tung môn nhân, hướng trong đám người mặc một dấu, không nghĩ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thất trưởng lão thần hồn đều bị đánh ra tới, dịp kiều theo sát sau đó, duy độc không thấy hắn sư phụ bóng dáng. Hắn sắc mặt không khỏi âm trầm, như vậy xem nói, hắn sư phụ có thể là đã chết, chính mình có lẽ nên suy xét, chuẩn bị dọn dẹp một chút kế thừa phật giáo diệp kiều chiêu chiêu không lưu tình thất trưởng lão chịu đựng thần hồn bị xé rách đau đem hồn phách phân thành mười mấy phân tu sĩ chỉ cần thần hồn bất diệt có rất nhiều cơ hội ngóc đầu trở lại diệp kiều không màng chính mình còn có thể không màng nàng môn nhân sao hắn đem thần hồn phân vài phân bám vào người ở bất đồng đệ tử trên người đưa bọn họ thần hồn tể đi nhìn qua cùng tầm thường đệ tử vô nhị khác nhau Thất trưởng lão thần sắc hung ác nham hiểm mà nhìn nàng một cái, lặng yên không một tiếng động ẩn hơi thở, lần này là hắn đại ý, đợi cho hắn tránh thoát này một kiếp, đến lúc đó nhất định làm nàng hôi phi yên diệt. Diệp Kiều. Từ trận pháp ra tới sau, một lát không ngừng đó là sát chiêu, hơi thở làm cho người ta sợ hãi, làm nguyên bản náo nhiệt chiến đấu dừng lại hồi lâu, Sở Hành Chi thấy thế, sấn này một phen chặt đứt đối diện một vị thế gia trưởng lão đao, vô cùng lo lắng vọt tới nàng trước mặt diệp kiều cùng hắn cho nhau nhìn vài lần xem ta thiếu niên nâng nâng cầm đôi mắt sáng ngời ý bảo nàng đến xem hóa thần kỳ diệp kiều chụp một chút hắn vai hành a à, ngươi tiền đồ sở hành chi cùng nàng cho nhau chụp hai hạ bả vai nhưng hiện tại cũng không phải là cho nhau khen khen lúc diệp kiều xách theo kiếm nhìn thoáng qua thần sắc khác nhau không hẹn mà cùng dừng tay mọi người phía trước đánh khí thế ngất trời không giả đó là bởi vì bọn họ có cũng đủ phần thắng nhưng mà bọn họ lớn nhất cậy vào, cộng thêm coi tiền như rác thất trưởng lão lại bị một cái tiểu quỷ đánh thần hồn xuất khiếu, bọn họ lập tức liền ý thức được sự tình không thích hợp. Diệp Kiều quét về phía mọi người, thất trưởng lão thần hồn phân vài phân dấu ở trong đám người mặt, nàng vội vã đem người bắt được tới, ám thư vừa lật, xúc tu toàn bộ dò ra khống chế tinh chuẩn ở những cái đó ngoại môn đệ tử. Thất trưởng lão không dám trêu chọc cảnh giới cao, chỉ có thể hướng những cái đó ngoại môn đệ tử xuống tay, Ám thư chỉ cần ký sinh những cái đó cảnh giới thấp đệ tử liền hành. Tất cả phong ba đều hóa thành một mảnh yên tĩnh, mọi người mí mắt kinh hoàng, thật là bị nàng danh tác kinh tới rồi. Ám thư năng lực là rất biến thái, khá vậy đều không phải là vô giải, chỉ cần thần thức đủ cường có thể bắt giữ đến nó quỷ đạo là được, nhưng hỗn chiến giữa đánh khí thế ngất trời, ai có công phu đi chú ý cái này. Nhân lực phá hoại quá cường, vẫn luôn bị dự vì tà khí. Này một cái tà môn đồ vật, thế nhưng bị nàng chế phục mà những cái đó trường minh tông ngoại môn nhìn không tới ám thư, tự nhiên không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, thất trưởng lão thần hồn lại có thể bắt giữ đến. Hắn bị cả kinh thiếu chút nữa tóc dựng thẳng lên tới, hốt hoảng liền muốn chạy trốn, ám thư một tay đem này túng ra tới, ngành sinh sinh bắt lấy nó thần hồn, một phen nghiền diệt. Kế tiếp bào chế đúng cách. Thất trưởng lão trốn đông trốn tây, tàn lưu hồn phách bởi vì sợ hãi ám thư, vội vàng vứt bỏ nguyên bản gửi thể, bị treo cao không trung kiếm linh nhóm cười hì hì bắt được, nhất kiếm hung hăng chém toái. Diệp Kiều phía trước liền phân phó qua bọn họ, nhìn chầm chầm chuẩn thất trưởng lão nguyên thần, một khi nhảy ra tới, trước tiên liền cấp diệt. Diệp Kiều cũng không nhàn rỗi, thất trưởng lão thật là quá có thể trốn, kiếm linh nhóm khó tránh khỏi có để sót thời điểm, kiếm chém thần hồn không có phương tiện, nhưng hàm quan sạn cái sẻn diện tích đại, một tạp một cái hồn phi phách tán. Chỉ cần thất trưởng lão thần hồn thò đầu ra, một kích đi xuống, toàn bộ hồn phách bị đập thành thịt nát. Vô số cao thủ nhìn thấy một màn này, bất động thanh sắc hít hà một hơi. Lại là liền thần hồn đều không buông tha. Bất quá bọn họ thời trẻ các loại giết người đoạt bảo, đối loại sự tình này cũng không có gì cảm xúc, làm cho bọn họ cho mày chính là. Thất trưởng lão thần hồn đều bị nàng chùi y thành thịt nát. Chủ mưu như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa không có, kia bọn họ còn đánh nữa hay không? Hiện giờ đều đến cái này phân thượng, không đánh giống như cũng không thể nào nói nổi. Mọi người bất động thanh sắc cân nhắc đi lên hai bên thực lực. Nhưng đánh, bọn họ có thể đánh quá sao? Chương 606 bái kiến tông chủ. Bọn họ đánh thắng được cái này tiểu quỷ sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Diệp Kiều có thể đem Thất trưởng lão đánh cái hồn phi phách tán, chật vật tháo chạy, nhưng vạn nhất Thất trưởng lão bản thân chính là cái phế vật đâu? Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng bọn họ chỉ biết đối phương cảnh giới không tầm thường rồi lại không có nhìn đến thất trưởng lão bản lĩnh, có thể nói, thất trưởng lão thậm chí còn không có tới kịp trang bức đã bị quan trận pháp. Có thể nói xuất sư chưa tiệp thân chết trước điển phạm. Mắt thấy trường hợp cầm cự được, cùng với chủ mưu bị tể, đã có tu sĩ muốn đánh lui trống lớn. Kết quả một chốc một lát cũng đều phá không khai cái này lĩnh vực, chỉ có thể chống đỡ lĩnh vực, một bên nôn nóng ý đồ tìm ra lộ. Nhưng mà, trong lĩnh vực mặt thất trưởng lão đều trốn không thoát đi, bọn họ có thể chạy đến chỗ nào đi chư vị đường xa mà đến. Diệp Kiều nói vài câu trường hợp lời nói, theo sau kiếm trong người trước một hoành, biểu tình lạnh lùng, chúng ta còn bất luận đúng sai, xin hỏi ai muốn tới chiến. Không người dám dễ dàng theo tiếng. Bọn họ thực rối rắm, đã là tưởng thăm thăm nàng thực lực, liền không cần thiết một đám người cùng nhau thượng, bằng không đến lúc đó lại muốn đại chiến. Đối thủ còn không chỉ có trường minh tông người, mặt khác môn phái thân truyền không phải người sao. Từng cái xem cùng trong mắt dường như, thật bị thương nhưng thật ra không quan trọng nhưng muốn chết kia sự tình có thể to lắm đã phát liền thật là cùng năm tông không chết không ngừng nhưng ai đi cùng dịp kiều đánh lập tức mọi người tới hồi thoái thác ngươi đi ta không đi không đi lâm đạo hữu thỉnh không 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 vẫn là lý đạo hữu trước hết mời mọi người đều là tu sĩ chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo loại này thời điểm mọi người ý nghĩ xưa nay chưa từng có rõ ràng thấy thế nào bên người người đều so với ta càng đáng chết hơn a à? súng bắn chim đầu đàn dựa vào cái gì muốn bọn họ trước thượng thất trưởng lão nhưng thật ra trước thượng kết quả không phải là lạnh lạnh sao xem bọn họ làm tới làm đi còn có chút sờ không rõ ràng lắm hiện trạng đệ tử còn ở nói diệp kiều diệp kiều chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta liền ủng hộ ngươi vì tân tông chủ bọn họ đều có chút gấp không chờ nổi dù sao tần phạn không ở tông vậy đương hắn đã chết đi làm diệp kiều đương tông chủ có cái gì không tốt? các ngươi nhưng thật ra trước sau như một qua loa tùy ý, không biết là vị nào tôn giả cười lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng còn ủng hộ tân tông chủ trường minh tông. từ xưa nhiều vị kiếm tu làm tông chủ, xem như truyền thống diệp kiều cái gì chức nghiệp thành phần phức tạp, cái gì đều dính điểm, nhưng muốn nói nói, nàng vẫn là kiếm pháp nhất tuyệt, phù đạo tạo nghệ cũng không thấp, làm tông chủ kỳ thật cũng không phải không được nhưng là những cái đó trưởng lão phong chủ lại không chết. Nơi nào luôn được đến nàng một cái tiểu quỷ làm tông chủ. Qua ngươi đánh rắm. Bọn họ đương trường giận dỗi một tiếng. Trưởng lão phong chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, bị tông chủ lệnh trói buộc gắt cao. Mà không chịu tông chủ lệnh hạn chế cũng chỉ có đệ tử. Khi ủng hộ Diệp Kiều làm sao vậy? Nàng tốt xấu vẫn là bọn họ môn phái thân truyền. Xem bọn họ khác nhau thần sắc, không ai chịu ra tay ý tứ, Diệp Kiều cười một tiếng, quay đầu liền hỏi những người khác, các ngươi có nghĩ thượng tu chân giới đầu đề? Diệp Kiều tốt bụng hỏi. Tần Hoài là nhất tưởng, hắn ma đao soàn soạt, liên tục gật đầu, tưởng. Diệp Kiều chỉ vào phía dưới, làm toái bọn họ, ta đưa các ngươi lên đầu đề. 12 phong phong chủ mí mắt kinh hoàng. Đây là chỗ nào? Trường Minh Tông Đạo Tràng. Ngươi mẹ nó tưởng là hủy hoại chính mình môn phái sao? Hảo. Tần Hoài ứng. Bọn họ không động thủ, khi Diệp Kiều đã có thể động thủ, lĩnh vực chuyển động, bốn cái linh kiếm hoàn toàn đi vào tu sĩ đàn, quái gian thay đổi bất ngờ, thật lớn kiếm áp nổ tung. Cùng với Diệp Kiều dẫn đầu không nói võ đức động thủ, những người khác theo sát sau đó, cái này ai cũng đừng thử, đánh một hồi sẽ biết. Thất trưởng lão tuy rằng đã chết, nhưng hắn không quan trọng, linh khí còn còn tồn tại Côn Luân Sơn nội đâu. Hủy hoại nơi này, bắt Diệp Kiều, phóng đi Côn Luân Sơn, không có thất trưởng lão, bọn họ cũng giống nhau có thể. Đạo hữu lời nói cực kỳ. Bọn họ rốt cuộc là đạt thành chung nhận thức. Toàn bộ móc ra pháp khí, tính toán cùng nhau cộng tiến thối, hiện tại tưởng lui cũng lui không được, vậy chỉ có thể căng da đầu đánh, bọn họ còn có thể an ủi an ủi chính mình, một đám hài tử, còn có thể phiên thiên sao? Tần Hoài đánh trận đầu, dù sao hắn đánh đều đánh, cũng không để bụng nhiều đắc tội mấy cái lão tiền bối. Cơn lốc từng trận, xẹt qua mọi người mặt mày, Tần Hoài động khởi khi địch ta chẳng phân biệt, thổi người khó chịu chu hành vân trong lòng ngực ôm kiếm ngay sau đó rút ra linh kiếm kiếm động phong ngăn hắn buông xuống hạ đôi mắt màu bạc kiếm lượt ra kiếm linh từ giữa hiện hình khi kiếm linh cùng chu hành vân quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới nhìn chậm rì rì động thủ lại là nửa điểm không ma kỹ tam hạ hai hạ là có thể tá đối thủ chu hành vân ở đoạn trần hóa hình sau liền quyết đoán đổi thành hàm quan sạn hàm quan sạn chém xuống cao một cái cảnh giới tại đây loại bẩm sinh linh khí hạ cũng là bó tay bó chân chu hành vân có thể sai lầm rất nhiều lần nhưng bọn hắn sai lầm một lần tuyệt đối sẽ bị kia đoạn thủy đao lưu chặt đứt đầu diệp thanh hàn là không thế nào muốn động thủ nhưng bọn hắn hai cái thượng hắn suy nghĩ hạ cảm thấy hắn cũng được với ít nhất không thể bị so đi xuống diệp kiều vào bàn liền càng là hung tàn kiếm một áp chặt đứt vị kia thu trưởng lão trong tay kiếm đột nhiên nhấn một cái đem hắn đầu cắm trong đất mặt tới tham chiến, nhiều vì kiếm tu, một cái sau một cái có thể đánh, nàng thấy vậy cũng nhẹ giọng nói cho bọn họ, các ngươi như vậy thích cho người ta xem kiếm, trong chốc lát, không bằng ta cũng cho các ngươi xem nhất kiếm. Nàng quét về phía cung luân sơn vị trí, cười lạnh. Cung sơn trong vòng. Đè ép vô số linh khí ở trong đó, bọn họ nói rõ là trông cậy vào những cái đó linh khí có thể dẫn bọn hắn phi thăng đâu. Diệp Kiều bảo đảm này nhất kiếm làm cho bọn họ suốt đời khó quên kế tiếp chỉ cần bị diệp kiều bắt được đến trưởng lão toàn bộ bị ném vào luân hồi trong trận cùng kia lão hòa thượng làm bạn đi đó là các tông trưởng lão không tới phiên nàng tới thanh lý môn hộ diệp kiều một quyền một cái trưởng lão cái gì hóa thần luyện hư ở nàng trong tay không hề bất luận cái gì chống cự năng lực vận khí tốt bị ném vào luân hồi trận vận khí kém diệp kiều xem hắn không vừa mắt nhất kiếm liền cấp thọc nàng lúc này càng là tóm được trưởng lão trảo động tác linh hoạt lạc đến thu trưởng lão phía sau thình lình chụp hạ hắn đầu vai, nhìn trước mắt lão giả, cười hì hì hỏi, thu trưởng lão, ở chúng ta tông môn hành hung, hảo chơi sao? người lớn mật. Thu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, làm vấn kiếm tông trưởng lão, hắn tự nhiên là nhận thức Diệp Kiều. Diệp Kiều không điểu hắn, lấy kiếm vì điểm tựa, mũi chân đi xuống hung hăng nghiền một cái, đánh trúng hắn bụng, cười, khoát, cất cánh. Hóa thần kỳ bị nàng như là vứt bao cát giống nhau nhẹ nhàng kén phi, dưới chân lực đạo lớn đến đem hắn bụng trực tiếp đá ra huyết lỗ thủng lăng vào trận pháp giữa. Tạ sơ tuyết véo cái quyết vô cùng lo lắng đuổi tới nơi này làm tốt xong việc chuẩn bị, nào từng tưởng lại thấy bọn họ một đám người trẻ tuổi, đối lão tiền bối tiến hành rồi cực kỳ tàn ác thống kích toàn quá trình. Hắn tức khắc liền cười, rất nhiều cảm thán hóa thành một tiếng thở dài, thiếu niên A. À. Một đám những thiên tài. Các màu tông môn phục sức đang chéo, bọn họ chỉ trạm nơi đó, khí phách hăng hái cái này từ, Liền có nhất xác thực hình dung Mà mặt khác nội ngoại môn đệ tử Cũng không biết có phải hay không bị dịp Kiều kích động nhiệt huyết sôi trào Cũng đi theo cùng nhau Bởi vì nhân số quá nhiều Chính là quần ẩu đều có thể ẩu cái 5 năm Hai, Miễn bàn còn có nhiều như vậy Hóa thần Nguyên Anh Ngay từ đầu những cái đó Lão tiền bối tưởng rất tốt đẹp Cảm thấy đắn đo này đó đệ tử Là rất dễ dàng một sự kiện Đánh tới mặt sau Bọn họ mặt đều thay đổi Các loại ý nghĩa thường thay đổi Diệp Kiều đánh người thích trêu cực đối phương, đem nhân khí nổi trận lôi đình sau, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, một chân liền dẫm trụ đối phương mặt, hung hăng dẫm tiếng dưới nền đất. Theo lý thuyết, cùng người đánh nhau, như thế nào đánh đều thành, nhất chiêu dây cũng không ngại, cố tình liền thích nghiền đối thủ tôn nghiêm. Thực hảo chơi sao? Tạ sơ tuyết vuốt cầm, phát hiện xác thật thực hảo chơi ha, đặc biệt là những người đó biểu tình, một cái sau một cái sinh động. Đều là sống mấy trăm tuổi người, mặt mũi có đôi khi có thể so mệnh đều quan trọng nhìn có trong chốc lát cân nhắc không sai biệt lắm khi hắn mở miệng tiểu kiều thanh niên một bối tay quả nhiên nhân mô nhân dạng dương giọng ngươi còn ở cùng bọn họ chơi cái gì hắn điên cuồng ám chỉ mau ra tay a à, tiểu hỗn đảng những người khác cảnh giới thấp không cảm giác được dịp kiều động thủ khi biến hóa tạ sơ tuyết bấm đốt ngón tay khi liền kỳ quái tông chủ chi vị có gì là đã xảy ra cái gì Xem Diệp Kiều nhẹ nhàng treo lên đánh một cái hóa thần sau, hắn minh bạch. Nguyên lai like là chuyện như thế nào a? À? Tần phạn phạn bị xoán bị xoán không oan. Chơi. Bọn họ cảm thấy bị nhục nhã, nàng một quyền một cái, ngươi nói nàng là ở chơi. Tạ sơ tuyết thình lình đã đến, lại lần nữa làm không khí trở nên nôn nóng, đã có tu sĩ âm thầm véo hảo phòng ngự quyết, thời khắc chuẩn bị chạy trốn, nội tâm không ngừng phập phòng, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng, sao ngươi lại tới đây. Tạ sơ tuyết thoáng nhìn gần 500 nhiều người đội ngũ, ánh mắt phím lạnh lẽo, ngoài miệng như cũ cùng bọn họ bẻ xả, bằng không ta hẳn là ở ma tộc bên trong bị đánh. Bằng không đâu. Tạ sơ tuyết. Ngươi không cần không biết tốt xấu, các ngươi tông trước mắt trắng bắt đầu, chúng ta đây là ở giúp các ngươi. Đúng vậy, ngươi hiện giờ cảnh giới, cũng kém một bước độ kiếp, sao không cùng chúng ta cùng nhau thử xem xem, có không mở ra thiên môn, đến lúc đó cùng nhau phi thăng chẳng phải dịu thay bọn họ còn nếm thử mượn sức một cao thủ. Tạ sơ tuyết không để ý đến bọn họ, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Kiều. Chư vị tiền bối. Diệp Kiều không chút để ý lại lần nữa đem một cái lão nhân dẫm tiếng vạn vật sinh vũng bùng giữa sau, không lại tiếp tục hồ nháo, nhảy ra tới tông chủ lệnh. Kỳ thật nàng cũng không cần phong chủ nhóm hỗ trợ, nhưng lệnh bài ở, tông chủ liền ở. Những cái đó thế gia dựa vào đơn giản là rắn mất đầu, bọn họ mới có thể lẫn vào trong đó, sự thành bọn họ có thể vớt chỗ tốt sự nếu không thành, bọn họ quay đầu xé truyền tống phù liền chạy, ai cũng ngăn không được bọn họ. Đánh chính là hảo bàn tính. Diệp Kiều tung ra lệnh bài, nhìn lướt qua mọi người thần sắc, thanh âm dơ lên, lạnh giọng, các ngươi nhưng thức này lệnh. Công chủ lệnh nơi tay, đột nhiên dương lên, trong khoảnh khắc vô số người bị dừng hình ảnh sững sờ ở tại chỗ. Nhận thức nhận thức. Phong chủ nhóm đều bị chấn động, đều bị đáp. Nhận thức về nhận thức. Nàng đầu tiên là đào cái công đức Kim Liên sau đó đó là hàm quan sạn. Hiện giờ lại lấy một cái tông chủ lệnh. Mọi người liền một ý niệm. Lại là giả đi. Hơn nữa nàng cái gì cảnh giới, thất trưởng lão cái gì cảnh giới. Liền tính nàng trong tay là thật sự, khi lệnh bài cũng không nên chịu nàng sử dụng. Lệnh bài chọn chủ. Chọn chính là tối cao giả. Ở nàng lấy ra tới kia một khắc, mỗi người biểu tình đều thực xuất sắc, có khiếp sợ, có kích động, còn có hoài nghi. Tạ sơ tuyết cười tủm tỉm nhìn hơn nửa ngày, ám đạo khó trách thiên đạo làm hắn lăn lại đây, ở ma tộc nhưng thưởng thức không đến nhiều người như vậy xuất sắc biểu tình. Hảo ngươi cái dịp kiều, ngươi lấy cái giả, liền tưởng lừa dối chúng ta. Bố y lão giả thanh âm hơi hàng, bọn họ dám đến chính là bởi vì tông chủ không ở, cảnh giới cao không ở, kia một đám cảnh giới thấp không phải giết lung tung sao. Nàng lấy lệnh bài. Lấy cái cây búa, nàng cái gì cảnh giới, tông chủ cái gì cảnh giới. Bố y lão giả cười nhẹ, các ngươi tin nàng trong tay là thật sự, vẫn là tin ta là độ kiếp. Hắn một mở miệng lập tức có người đáp lại, nguyên lai là độ kiếp tôn giả, thất kính thất kính. Kẻ sướng người họa phối hợp cực hảo. Diệp Kiều biểu tình cổ quái vài giây, thấy bọn họ đều bất động, cũng không cọ sát, linh khí rót vào thúc dục lệnh bài, có thể cảm giác được vô số người vào giờ phút này liên lụy ở đầu ngón tay, có thể tùy nàng sử dụng. Loại này mọi người nắm giữ ở chính mình đầu ngón tay cảm giác rất kỳ diệu. Trong phút chốc, 12 phong phong chủ biểu tình cũng thay đổi. Không phải đâu. Đùa thật. Tạ sơ tuyết cũng có thể cảm giác được căn nguyên lực lượng bị xé rách, hắn trong lòng than nhỏ, nhưng thật ra sớm có chuẩn bị. Thanh niên dẫn đầu quỳ một gối xuống đất, tuyết y phết đất cung kính cúi đầu chắp tay thi lễ, dương giọng tông môn thứ 18 đại ngọc minh phong phong chủ, bái kiến tông chủ. Chương 607 người nói dối. Qua Nga. Ngồi ở cột đá thượng minh huyền thanh âm không khỏi dơ lên, nhẹ nhàng nhảy xuống cột đá, nhướng mày cười. Hắn thừa tạ sơ tuyết dạy dỗ nhiều năm. Trong lòng biết này sư thúc nhất phóng đảng không kềm chế được, thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày thường thượng có thể cùng 12 phong phong chủ nhóm vui cười, hạ có thể đau bẹp bọn họ này đó thân truyền đệ tử. Hắn chính là thấy tông chủ đều không được lễ. Này thình lình một quỳ, làm minh huyền tâm ngứa. Thiếu chút nữa liền bật thốt lên tới một câu, ngô nhi xin đứng lên, ngô nhi mau khởi cũng may thời khắc mấu chốt hắn nhịn xuống. Tưởng cũng biết, muốn thật chỉnh như vậy một vụ, lấy tạ sơ tuyết lòng dạ hẹp hòi tính cách có thể làm chết chính mình. Câu trạc cũng cùng con khỉ dường như vào đầu bức tai, xem sửng sốt sửng sốt, thấy Minh Huyền thu huyền cơ đồ, hắn cũng vội vàng từ cột đá nhảy xuống. Này cái gì a? À? Không đánh nhau. Diệp Kiều lắc mình biến hóa thành tông chủ. Đầu bọn họ đâu đi? Hắn mông vòng, những người khác sở chịu đã kích cũng nửa điểm không nhỏ. Nga! Sở hành chi nhưng thật ra chậm rì rì hồi quá vị tới, nhìn nàng, hợp lại, hợp thể kỳ là ngươi nói dối. Hắn đầu óc chuyển cũng không chậm, lệnh bài chọn chủ, chọn tối cao giả, mặc dù thất trưởng lão bị triều cái hồn phi phách tán, kia cũng nên là tạ sơ tuyết kế thừa. Tạ sơ tuyết cái gì cảnh giới? Hợp thể đỉnh. Làm 12 phong phong chủ chi nhất, tạ sơ tuyết dẫn đầu quỳ xuống miệng xưng tông chủ, kia sự tình không phải đơn giản sáng tỏ sao. Sở hành chi biểu tình quá vô cùng đau đớn cùng không thể tin tưởng, liền kém không sách theo nàng cổ áo nói cho nàng, ngươi như vậy không thành thật. Là phải cho cả nước nhân dân xin lỗi. Ngươi đường đường độ kiếp kỳ cùng chúng ta chơi nửa ngày. Huynh đệ đem ngươi sủy trong túi, ngươi anh em kết nghĩa đá mương đúng không? Hắn quá tức giận, chúc ưu chỉ có thể nhỏ giọng an ủi hắn. Đừng nóng vội A Sư Huynh, chúng ta tốt xấu hóa thần. Vẫn là những cái đó phù tu miễn phí đưa lên đi, cộng thêm tư diệu ngôn đưa đang dược, liền những người đó keo kiệt bụng xỉn tính cách, ngày thường nơi nào có loại chuyện tốt này. Bọn họ cũng kiếm lời. Không lỗ. Tư diệu ngôn trong tay cây sáo vừa chuyển, nghi hoặc, người đã có tông chủ lệnh như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới. Diệp Kiều nắm lệnh bài không nhúc nhích, nhìn lướt qua thần sắc khác nhau mọi người, chỉ là hàm hồ đáp lại, khi đó không có phương tiện. Nàng còn còn không có độ lôi kiếp, vậy không tính là chân chính ý nghĩa thượng độ kiếp sát một cái thất trưởng lão cũng yêu cầu chút công phu, huống chi áp những cái đó đại năng nhóm cúi đầu. Khô Càng lấy ra một cái lệnh bài, trừ bỏ 12 phong phong chủ cúi đầu xưng thần ngoại, những người đó khả năng bởi vậy cúi đầu sao? Xem bọn họ thái độ sẽ biết, một nguồn một cái tiểu nhi, tuổi còn nhỏ ở bọn họ này đó mắt cao hơn đỉnh tiền bối trong mắt, nhiều nhất cảm thán một câu thiên phú không tồi. Vậy chỉ có thể trước làm cho bọn họ chịu phục, lấy tông chủ lệnh nhiều lắm điều động 12 phong phong chủ, nhưng bọn họ đánh giả tái đánh cũng chính cao hứng đâu, không ảnh hưởng gì đó. Phong chủ nhóm thường ngày cũng không có gì cái giá, nhưng thật ra không sao cả ai làm cái này tông chủ, bọn họ thiệt tình cảm thấy Diệp Kiều tuổi còn nhỏ cũng không ngại, thiên phú hảo là đủ rồi. Nhưng đám kia các thế gia trưởng lão, lão tổ, lại không như vậy cho rằng. Bọn họ đều cơ bản sống mấy trăm năm nhân vật, xem chính mình so tôn tử còn tôn tử. Hướng một cái tôn tử giữa tôn tử cúi đầu, bọn họ tất nhiên cũng là không vui bọn họ hợp tác quan hệ đảo cũng không như vậy kiên cố không phá vỡ nổi tất cả mọi người tưởng phân một canh xem bọn họ cho nhau thoái thác ai cũng không chịu trước làm chim đầu đàn liền biết này nhóm người quan hệ không như vậy bền chắc chỉ cần đại thế đã mất trường minh tông có tân tông chủ dưới tình huống bọn họ trước tiên đó là phủi sạch chính mình nhưng tiền đề là yêu cầu đến cho bọn hắn một chút đến từ độ kiếp chấn động bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục hiện giờ liền không sai biệt lắm hiệu quả cũng đủ nhìn đến tạ sơ tuyết quỳ lạy quả nhiên một đám phần lớn thay đổi mấy lần theo bản năng cũng sờ đến trong tay pháp bảo cũng hoặc là làm ra phản kích thủ thế nhưng muốn hỏi bọn hắn giờ phút này dám động sao tự nhiên là không dám động tạ sơ tuyết cũng coi như là phong chủ chi nhất hắn dẫn đầu hành lễ mặt khác phong chủ theo sát cúi đầu xưng thần miệng xưng tông chủ các đệ tử thấy các phong phong chủ lễ bái ngay người một lát vội vàng đi theo chào hỏi diệp kiều trong lĩnh vực mặt nàng bất động theo sau lại là nặng triểu uy áp đè lại bọn họ mọi người dần dần ý thức được cục diện không ổn phản kích động tác thuận thế vừa thu lại lập tức liễm tay áo từng người đứng ở một bên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đồng thời bay nhanh ở trong đầu cân nhắc lệnh bài không ở tạ sơ tuyết trong tay ngược lại ở diệp kiều trong tay tạ sơ tuyết là hợp thể đỉnh công chủ lệnh có thể vòng qua tạ sơ tuyết đi tuyển một cái đệ tử tức khắc một cái vớ vẫn ý niệm ở bọn họ trong đầu thành hình. Nàng là độ kiếp kỳ. Lập tức, mọi người hô hấp đều nhẹ một lát. Tạ sơ tuyết hành lễ qua đi, đứng ở dịp kiều bên trái, không có bất luận cái gì biểu tình, hắn từ trước đến nay gặp người liền mang ba phần cười, hiền lành thực, hiện giờ nặng trĩu nhìn qua dị thường lạnh băng, đối thượng hắn ánh mắt, mọi người không khỏi kinh hãi. Đến tận đây, 12 phong phong chủ toàn bộ tới tề. Phía trước cục diện liền đối bọn họ bất lợi, Rốt cuộc này đó đệ tử người đông thế mạnh, rốt cuộc là ở trường Minh Tông sân nhà, đánh lên tới bọn họ cũng không chiếm ưu thế, vốn chính là bỉnh phân một canh ý tưởng, cùng kia thất trưởng lão là plastic hợp tác, tự nhiên không có khả năng dìu già dắt trẻ tiến đến tương trợ. Hiện giờ đánh cái 5 năm khai, thêm chi tạ sơ tuyết đã đến, làm cho bọn họ căn bản không thể nào động thủ. Diệp Kiều lại là độ kiếp kỳ. Còn đánh cái con kỹ. Minh Huyền quay đầu, mấy cái phù tu lần lượt đứng ở cùng nhau, hắn đẩy tống hàng thanh bọn họ, hứng thú bừng bừng, các ngươi đi đem chúng ta trưởng lão thả ra. Bọn họ hảo tới cùng nhau làm quần ẩu. Hiện tại Diệp Kiều là tông chủ. Khi còn sợ cái gì đâu. Tống hàng thanh ghét bỏ chụp bay hắn, những cái đó trưởng lão không cần chúng ta đi phóng. Đều là đàn trưởng lão cấp bậc nhân vật, chính là không hiểu trận pháp, trong tay cũng có chút phá trận bùa chú, thật sự không được, mạnh mẽ sấm cũng là có thể xông ra tới. Có thể bị bọn họ trận pháp quan nội mặt, thuần túy cũng là vì những cái đó trưởng lão đều là ở đương diễn viên. Bọn họ cũng không nghĩ cùng chính mình môn hạ các đệ tử đối thượng, cũng không nghĩ bị thất trưởng lão chỉ huy xoay quanh, kia liền chỉ có thể ở trận pháp bên trong ngồi xếp bằng đã tọa, năm tháng tỉnh hảo đương diễn viên. Hiện giờ dịp kiều lệnh bài đều móc ra tới, bọn họ lúc này không hiện thân, càng đãi khi nào. Cùng lúc đó, nhận thấy được tông chủ lệnh dị chủ điều động, ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp trung đã tọa triệu trưởng lão đám người chợt mở mắt ra. Chương 608 mấy cây độc đinh mầm. Đám hài tử này rốt cuộc cùng nhau làm chi đi. Trường Minh Tông còn sót lại trưởng lão toàn bộ ngồi xếp bằng ở trong trận, lặng lặng đã tọa, triệu trưởng lão đôi mắt mở, đã nhận ra lệnh bài đổi chủ, trong nháy mắt tim đập như cổ, tạch liền đứng lên. Không phải nói áp đi chúng ta đạo tràng, bắt được tiểu kiều đi sao? Ai, bọn họ lá gan là thật đại. Tứ trưởng lão thở ngắn than dài, cũng không phải bọn họ muốn làm diễn viên, ở trận pháp bên trong lo lắng suông chủ yếu là cũng thật sự giúp không được gì. Chỉ có thể cầu gia gia cáo nải nải, hỏi một chút mặt khác môn phái có thể hay không chi viện điểm người tới. Năm tông đoàn kết thời điểm, cũng vẫn là rất đoàn kết. Các tông thân truyền cơ hồ toàn bộ sủy các tông pháp bảo kết cục, đừng tưởng rằng bọn họ không biết, trường minh tông cằn cỗi còn chưa tính, mặt khác bốn cái môn phái nhưng không một cái nghèo, những cái đó thiên linh địa bảo mang ở trên người, ít nhất này nhóm người, chạy là có thể chạy. Không được triệu trưởng lão không yên tâm chúng ta vẫn là đến đi nhìn một cái sau khi đi qua mặc kệ là một đám lão nhân gác chỗ nào đánh giả tái vẫn là thật đánh ít nhất đến che chở điểm a bằng không thất trưởng lão kia chờ tàn nhẫn độc ác hạng người tất nhiên là sẽ không lưu bọn họ tánh mạng ngươi đừng vội có trưởng lão lão thần khắp nơi bấm đốt ngón tay cười hiện giờ này không phải lệnh bài đổi chủ sao lệnh bài đổi chủ ý nghĩa cái gì hoặc là là thất trưởng lão lương tâm phát hiện đem lệnh bài cho những người khác sau rời đi tông nhưng tưởng cũng biết cái này khả năng tính không lớn hắn nếu có thể lương tâm phát hiện ở trường minh tông nằm gai nếm mật này gần trăm năm đã sớm từ bỏ kế hoạch vậy chỉ có một cái khác khả năng thất trưởng lão đã thân tử đạo tiêu lệnh bài tự nhiên từ đời kế tiếp kế thừa triệu trưởng lão đau khổ suy nghĩ nếu lệnh bài đổi chủ kia vì sao lệnh bài không tự động phi trong tay ta hắn là tông nội duy nhất luyện hư cảnh Tuy không am hiểu đánh nhau, nhưng cảnh giới bãi tại nơi đó vô luận như thế nào cũng không vượt qua được chính mình đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy được Tạ sơ tuyết hơi thở. Đối phương cũng vẫn chưa thu liễm, chung sống mấy trăm năm, thật dễ dàng cảm thấy được người tới. Hắn có thể diệt thất trưởng lão? Sợ là không thể. Triệu trưởng lão chung sống nhiều năm như vậy, hắn còn không rõ ràng lắm đối phương mấy cân mấy lượng sao? Thất trưởng lão là một nhân tài tu chân giới mấy ngàn năm đều ra không được một cái nhân tài. Tạ sơ tuyết cùng tần phạn phạn liên thủ nhưng thật ra có khả năng đem này chế phục. Nhưng cũng chỉ là khả năng. Thả một người tuyệt đối không được. Cho nên, là ai ra tay? Tam trưởng lão tùy tay tung ra bùa chú, phá khai rồi trước mắt trận pháp, dẫn đầu cất bước, trầm giọng đi thôi. Đi gặp tân tông chủ. Là người hay quỷ, thấy liền biết. Tân tông chủ là ai không quan trọng, trọng điểm là không thể là thất trưởng lão bậc này tàn những độc ác hạng người nói đến cùng vẫn là không yên tâm kia mấy cái vô cùng lo lắng chạy đến đệ tử vạn nhất tân tông chủ không làm người kia bọn họ tông kia mấy cây độc đinh mầm nhóm vốn dĩ liền ở thất trưởng lão áp bức hạ nhật tử quá đến gian nan lại đến một cái không thảm hại hơn sao mấy cái trưởng lão cho nhau cổ vũ hai câu cũng không biết là đang an ủi ai một đường theo chủ phong sờ đến chủ chiến tràng toàn bộ trường minh tông người toàn bộ vào lĩnh vực sát khí quanh quẩn các màu linh khí pháp bảo bị ném ở không trung, thất sắc làm vinh dự làm, thông thường tới giảng, hỗn chiến giữa ai phân rõ là ai pháp bảo. Nện xuống tới liền liền chết thượng một mảnh người. Nhưng mà lúc này một màn lại cực kỳ cổ quái, đuổi tới vài vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, nhìn trong lĩnh vực mặt quyến rũ dây đằng buộc chặt vô số nguyên anh kỳ tu sĩ. Bị bó trụ các tu sĩ từng cái mặt đỏ tai hồng, tưởng chửi ầm lên, lại cảm thấy không mặt mũi, dứt khoát bế mạch giả chết bọn họ tuổi đương dịp kiều gia gia đều dư giả. Hiện giờ lại bị bó không thể động đậy, trường hợp này cũng không thua gì là công khai xử tội, triệu trưởng lão nhẹ nhàng vê hạ chồng râu, bị cả kinh nói không ra lời. Chương 610 đơn giản nhất phương thức. Triệu trưởng lão cũng coi như là gặp qua đại việt đời người, thần sắc ổn được, trước mắt cũng chỉ là tay hơi hơi rung hạ, theo sau bất động thanh sắc nhìn lướt qua những người đó. Mà những cái đó cùng hắn đối diện những cái đó tu sĩ, mặt tức khắc càng đỏ, bọn họ tuy so không được triệu trưởng lão cảnh giới cao. Nhưng Nguyên Anh Kỳ ở tu chân giới cũng là ít có tồn tại, rốt cuộc tu chân giới nhân tài điêu tàn, huống hồ bọn họ tuổi cũng không nhỏ. Mà nay tìm ra không thành, liền bản lĩnh cũng chưa tới kịp thi triển, đã bị một đạo trói, vô cùng nhục nhã. Triệu trưởng lão không cấm cùng bên cạnh lão hữu dùng ánh mắt giao lưu hỏi, đây là cái gì cấp bậc chiến đấu? Tuy rằng hóa thần đối Nguyên Anh, đó là thuộc về hàng duy đã kích. Khá vậy không hàng đến loại tình trạng này, chỉ dựa vào lĩnh vực là có thể trói nhiều như vậy nguyên anh nột. Một cái khác trưởng lão đầu diêu thành trống bỏi, hắn cũng không hiểu được qua. Nhưng, xem trận trượng liền biết dọa người. Hai người ánh mắt giao lưu nửa ngày. Lại nhìn nhìn lệnh bài ở dịp kiều trên tay, một bàn tay sách kiếm, đạp lên chỗ cao, rất là thần khí. Bọn họ không cấm liếc nhau. Có thể lướt qua tạ sơ tuyết cái này cảnh giới, cũng chỉ dư lại độ kiếp kỳ. Cũng liền nửa năm nhiều không gặp, bọn họ đối dịp kiều cảnh giới còn dừng lại ở hóa thần, cho rằng nàng ở tầng thứ nhất, hợp lại nàng ở tầng khí quyển. ngũ trưởng lão đè lại nội tâm kích động, trà sát tay, vẫn là không nhịn xuống vỗ vỗ nàng, cường a, tiểu kiều. nhưng thình lình ngắm thấy nàng trong tay lệnh bài, hắn nguyên bản vui tươi hớn hở biểu tình tức khắc vừa thu lại, quy quy củ củ hướng nàng bên cạnh người vừa đứng, đến không được. tiểu tể tử thật soáng vị, không thể không nói, "Soáng hảo a tần phạn phạn liền không phải đương tông chủ liêu. 12 phong phong chủ ở bên, tự hồ tuyên cáo sự tình kết thúc. Nhưng triệu trưởng lão sắc mặt cũng chỉ là thoáng hòa hoãn một lát, thực mau liền thay đổi. Chỉ thấy một đạo kiếm quan từ đầu rơi xuống dảo đến lĩnh vực đều đang không ngừng rung rẩy, tần hoài khoảng cách gần nhất, phất tay cản lại, một chút dùng sức nắm chặt, có thể nghe được phong đao dừng ở thân kiếm thượng bén nhọn đánh thanh. Hắn là hạ tử thủ, thả thẳng đến dịp kiều mà đến. Mắt thấy bị tiệt, động thủ người nọ ẩn vào đám người, không dám lại công kích. Hắn chỉ là tưởng thử Diệp Kiều. Kết quả lại đã quên bên người nàng đứng cao thủ cũng không ít. Tần Hoài cảm thấy chính cái gọi là thế so người cường, dù sao Diệp Kiều cũng so với hắn cường, chính mình lên đầu đề nói không chừng cũng đến dựa nàng, kia nếu như thế, hắn dứt khoát chó cậy thế chủ một phen, lạnh giọng, lớn mật, các ngươi dám đối tông chủ bất kính. Tu chân giới giai cấp phân chia minh xác, năm tông đệ tử ra cửa rèn luyện kia đều là cao nhân nhất đẳng mà năm tông đứng đầu liền càng là như thế, đừng nói 12 phong phong chủ cúi đầu xưng thần, mặt khác thế gia cũng nên như thế, lão tổ tông cấp bậc nhân vật lại như thế nào. Ngày thường kính trọng đó là xem ngươi tuổi đại, hiện tại còn muốn cho bọn họ kính trọng. Nằm mơ. Chúc ưu cũng không dự đoán được bọn họ sẽ động thủ, thiếu nữ sửng sốt, nhất kiếm lập tức bổ qua đi, trong khoảnh khắc liền nổi giận, các ngươi này đàn lão tạp mau. Thế nhưng không nói võ đức động thủ. Lạc thủy kiếm bay vào đàn trung đoàn người thấy vậy lão thần khắp nơi liễm tay áo đứng ở một bên động cũng không nhúc nhích cũng không sợ hãi rốt cuộc nàng mới nguyên anh kỳ nhưng chúc ưu cũng không nhất kiếm chém chết bọn họ ý niệm kiếm phong quay lại thủy nhận lại là thẳng đến bị dây đằng sở buộc chặt tu sĩ nhất kiếm kiến huyết phong hầu xuống tay chính là sát chiêu nàng động thủ đủ quyết đoán thực mau đám người liền có người kêu trên ra tiếng diệp kiều không có giết bọn họ bọn họ liền cho rằng bị bó an toàn nào biết chút ưu tới như vậy một tay lập tức bị bó người ra sức giải giụa đồng thời cũng ý thức được chút ưu giết không được những cái đó cảnh giới cao nhưng lại có thể đối bọn họ xuống tay a cầu sinh dục trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi bị bó mọi người lập tức tiếp đón đi lên những người đó các vị đạo hữu chính cái gọi là quay đầu lại là bờ a đúng 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 nhưng đừng lại tìm đường chết không bị bó cảnh giới cao có chết hay không bọn họ không biết nhưng bọn hắn nguyên anh hậu kỳ dưới chính là toàn bộ bị này lĩnh vực bó trụ thành đợi làm thịt sơn dương. Các ngươi dám không màng tu chân giới thương sinh chết sống, không làm thất vọng tu chân giới thương sinh sao? Đừng động. Bọn họ đều phải đã chết, đương nhiên muốn xả cái thương sinh đại kỳ tới lên án mạnh mẽ này nhóm người A. Bọn họ đánh không lại dịp kiều, cũng không có can đảm cùng nàng cò kè mặt cả, lại có thể cùng này đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại năng nhóm giao thiệp. Tóm lại phía trước là một đám, Hiện tại bọn họ bị bó, sinh tử đều ở dịp kiều một niệm gian, muốn sống đương nhiên là thống kích đồng đội A. Kết quả các đồng đội lười đến phản ứng bọn họ, đối mặt vừa rồi bị chấm dứt người, càng là không có gì biểu tình, một cái sau một cái lạnh nhạt. Mọi người đều là plastic hợp tác, chết một hai cái ai để ý đâu. Huống hồ. Bọn họ liếc nhau. Dịp kiều không độ lôi kiếp, khi nàng cảnh giới liền vẫn là không xong. Không bằng nhân cơ hội này. Không biết là ai suối dục một tiếng lập tức liền chọc trúng mọi người nội tâm ý tưởng. Bỏ lỡ lần này đã có thể rốt cuộc không cơ hội. Nhưng cơ hội này, bọn họ cũng bất chấp cân nhắc này đó lung tung rối loạn, tất cả động thủ, trong phút chốc ngũ hành biến hóa, cân lốc cuốn tịch ánh lửa đầy trời, sát ý tràn ngập. Nghiễm nhiên là chuẩn bị đánh cuộc một phen. Rốt cuộc việc đã đến nước này. Trường Minh Tông có cái độ kiếp kỳ, kia bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, lại không xong đều đã như vậy, còn sợ hãi cái gì. Chữ Linh vốn tưởng rằng những người này sẽ cố kỵ một phen, không nghĩ tới ngược lại kích thích bọn họ cùng điên rồi giống nhau, tức khắc cũng lười đến cùng bọn họ tất tất. Trong tay quân cờ nện xuống, hắc bạch cờ trước hư sau thật, một trước một sau bay tới, biến ảo bàn cờ trống rỗng dựng lên, thiếu nữ bàn tay trắng vung lên động thủ kia mấy cái kiếm tu không có bóng dáng, bàn cờ giữa một mảnh hỗn độn, khói lửa tràn ngập, sang phong từng trận, dẫm sai một bước trong khoảnh khắc có thể hóa thành huyết vụ. Nhân quả nhân quả, kia cũng muốn có nguyên nhân mới được, này đó lão nhân dẫn đầu động thủ bọn họ đánh trả liền cũng không tính cái gì này chữ linh tuy rằng không thể đánh nhưng trong tay linh khí thật sự lợi hại nàng nếu là ngoan hạ tâm tới một phen toàn bộ thu vào bàn cờ giữa chỉ sợ trong khoảnh khắc người đều có thể hóa thành bột miệng trần mộ thì nhìn một màn này tức khắc tràn ngập kính sợ nhìn chữ linh hắn liền biết phía trước chữ linh tạp chính mình là lưu thủ quả nhiên kẻ thức thời trang tuấn kiệt mới là đối xem hắn sư phụ kết cục liền biết đều đã chết đi. Linh kiếm lần lượt ra khỏi vỏ, 12 phong phong chủ nhóm thấy thế cũng từng người bấm tay niệm thần chú, cầm kiếm, các đại tu chân giới cao thủ tụ tại đây, triệu trưởng lão mấy người vội vàng lượt đến bọn họ bên cạnh, lạnh giọng, các ngươi là khinh chúng ta tông nội không người sao. Các loại pháp bảo bay loạn, lĩnh vực đóng cửa, từ nguyên anh kỳ đến hóa thần, thậm chí luyện hư hợp thể đang xen đối đâm, cảnh giới thấp các đệ tử đương trường phun ra một búng máu, nằm ở trên mặt đất trung bần bật, vẫn không nhúc nhích. Ai dám động A? Vừa rồi nếu nói là một đám người ở so trang bị, bọn họ sư tỷ tông chủ lệnh một lấy, đó chính là đua cảnh giới. Thứ bọn họ tài hèn học ít, chỉ có thể nghĩ đến một câu hình dung, kia đó là này cũng ngư bức, kia cũng ngư bức. Này nhóm người cảnh giới một cái sau một cái khủng bố. Căn bản không phải bọn họ có thể trộn lẫn. Diệp Kiều uy áp áp bọn họ một bước khó đi, cũng có lão giả có chống cự uy áp biện pháp, trong tay một cây phất trần triều nàng đánh đi. Vô thanh vô tức cây thấy vậy tình hình, nghiệp hỏa đằng cao, phượng hoàng chi hỏa không có gì không đốt, chính mình bản mạng linh khí cháy kia còn phải, hắn vội vàng hoang mang rối loạn kêu thảm thiết một tiếng đi dập tắt lửa. Thật luận linh khí, không ai so nàng càng nhiều, một cái quỷ vương tháp nện xuống đi liền chết một mảnh người. Có người thấy vậy đã khởi lui ý. Lão giả sắc mặt lãnh trầm, nhìn bị thiêu vì cho tàn pháp bảo, đau lòng cực kỳ, tức giận mắng, diệp kiều tiểu nhi. Tạ sơ tuyết lão nhân các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngạch. Diệp Thanh Hàng đột nhiên liền cảm thấy, phía trước bị kêu tiểu nhi cũng không có gì. Này không thể so lão nhân dễ nghe sao. Kinh các ngươi lại như thế nào? Diệp Kiều cười lạnh, nhất kiếm quét hạ lôi cuốn sấm đánh chi thế. Tuyết trắng kiếm quang xẹt qua, kiếm uy dưới mọi người khí huyết cuồn cuộn, hóa thần trở lên miễn cưỡng dừng bước, lại bị uy áp chấn đầu gối theo bản năng mềm nhũng. Trường Minh Tông bên trong tình huống như thế nào, cụ thể đánh thế nào, không đủ vì người ngoài nói cũng. Nhưng dịp kiều này nhất kiếm uy lực, mênh mông cuồn cuộn, đè cho bằng một đám người. Mặc dù là ngoại giới người, cũng không khỏi sợ hãi. Trường Minh Tông đã nhiều ngày náo nhiệt a, à. Nhìn đến những cái đó ngũ quan thập sắc pháp bảo sao. Đều là đám kia tiên nhị đại nhóm móc ra tới. Có chút cường giả là chướng mắt những cái đó thiên kỳ bách quái linh khí, cùng các loại bảo vật. Huống chi cùng đàn tiểu bối đánh nhau, toàn dựa pháp bảo trí thắng truyền ra đi, cũng muốn bị hậu nhân cười nhạo không nói võ đức thế hệ trước lười đến đô pháp bảo nhưng không ảnh hưởng những cái đó thân truyền nhóm xuống núi trước đem các gia bảo bối toàn sủy trong túi các tông các trưởng lão có thể làm sao bọn họ tông không dễ dàng a à. liền ra mấy cây độc đinh mầm tu chân giới nhân tài điêu tàn bọn họ đã có thể trông cậy vào này nhóm người quan tông diệu tổ loại này các thế lực chi gian tranh cãi mọi người không thể trộn lẫn nhưng này đó tiểu bối liền không sao cả bọn họ không đại biểu bất luận cái gì thế lực, đơn thuần chính là giảng nghĩa khí, xuống núi tương trợ thôi. Mọi người đều là bằng hữu, quen biết một hồi, cũng coi như là các ngươi có thể gọi người cùng nhau vây công trường Minh Tông, dựa vào cái gì chúng ta không thể kêu. Vì thế các môn phái thân truyền các loại kỳ trân dị bảo, hiếm thấy bùa chú đang dược thay phiên ra trận. Xem đến ngoại giới là liên tục kinh hô xuất sắc. Bọn họ đánh như thế nào? Bên trong hư thật thấy không rõ. Có người chần chờ hồi lâu, lắc đầu, diệp kiều lĩnh vực, đem trường minh tông bao lại. nàng kia lĩnh vực thật là bá đạo, thần thức tưởng thăm đều thăm không đến. vậy các ngươi hạt gọi là gì? đối phương đúng lý hợp tình đáp, tuy rằng nhìn không tới, nhưng này quan thật sự lóe a, à? chính là không rõ ràng lắm. hai bên ai chiếm thượng phong? toàn bộ tu chân giới, chớ nói các tu sĩ đối ma tộc cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét, mặt khác sinh linh cũng là như thế, đối này cũng đều sầu đến hoảng, ma uyên bất bình một ngày không thôi nhưng vấn đề liền ra tại vấn kiếm tông tông chủ phi thăng từ đây nhân quả chuyện đời hai không dính vô pháp nhúng tay chính đạo bên này mất duy nhất độ kiếp kỳ cầm cái gì đâm mọi người đều có chút hoảng sợ ma tộc cũng liền thôi bọn họ cùng lắm thì kẹp chặt cái đuôi làm người nếu thật làm thất trưởng lão giữa đường cũng không dám tưởng ngày sau nhật tử như thế nào quá bọn họ này phiên là vì sao nhiều như vậy bẩm sinh linh khí bị đoạt sợ không phải vì khai thiên môn đó là từ xưa phi thăng tu sĩ mới có thể đi vào, một đám hóa thần luyện hư vọng tưởng một bước lên trời phi thăng, nhưng thật ra đặc biệt buồn cười. Liền vấn kiếm tông tông chủ kia cũng là đi bước một ngao đi lên. Chính là, nếu là thành công nói, chúng ta đây không cũng có thể đi theo cùng nhau phi thăng sao? Sư huynh ngươi liền không hiếu kỳ bầu trời có thứ gì sao? Có ngươi tổ tông. Ngươi cái khờ khạo. Thật muốn bọn họ thành, chỉ sợ tu chân giới đều không còn nữa tồn tại hắn hận sắc không thành thép chọc nhà mình sư đệ các gia lão tổ phi thăng đều ở phi thăng nơi bay đâu mạnh mẽ mở ra thiên đạo tức giận vẫn là việc nhỏ chỉ sợ trực tự hỏng mất dưới tình huống sẽ về vì hỗn độn những người khác biết điểm này sao mặc dù là biết cũng không để bụng thành tiên a tu đến bọn họ cảnh giới mấy trăm năm mấy ngàn năm qua đi cảm xúc đã sớm đạm mạc ái hận giận suy si tính cái cây búa chỉ có đại đạo vĩnh tồn vì thế liền từng cái mưu toan đánh vỡ thiên đạo gông cùng xiên xích. Nhưng đối một đám người bình thường tới giảng vậy không phải như vậy hồi sự, lại không phải từng cái đều tưởng nghịch thiên mà đi, đối những người này hành động, bọn họ chỉ có thể tổng kết vì. Này không phải tìm chết sao, các ngươi tưởng điên, đừng kéo những người khác cùng nhau a. À. Không rõ ràng lắm ngoại giới đối bọn họ oán hận, một đám đại năng tề tụ tại đây, hạ quyết tâm muốn đánh cuộc một phen, một lần là bắt được Diệp Kiều. Trên thực tế bọn họ ngay từ đầu cũng không như vậy điên cuồng cho rằng nhất định phải mạnh mẽ phi thăng nhưng ai làm thất trưởng lão cho bọn họ hy vọng đâu một cái thật thật tại tại phi thăng quá người nói cho bọn họ nếu là thành khi đó là nhất cử đắc đạo thành tiên không ai kinh được dụ hoặc nếu có cũng chỉ có thể thuyết minh dụ hoặc không đủ đại dịp kiều nhẹ nhàng nhảy bất kiến quân kiếm linh dung nhập kiếm trung xem bọn họ cùng điên rồi giống nhau xông lên cảnh tượng nàng cũng hưng phấn đi lên trong tay sở hữu linh khí trừ bỏ bản đồ bị nàng thu hồi tới Dư lại tất cả rơi vào đám người, lôi cuốn đổ kiếp mênh mông linh khí tạp bọn họ tứ tán. Nguyên bản hùng hổ mọi người một đốn. Giết người A. Hàm quan sạn làm trấn tông linh khí, một cái xẻng chính là nửa bên mặt đất chia 5 xẻ 7, rơi vào đám người càng là sát khí, càng miễn bàn nàng còn có mặt khác linh kiếm. Khi chính là đổ kiếp. Dựa vào tuổi tác so dịp kiều đại, thêm chi nàng tuổi là thật sự tiểu, liền đổ kiếp đều là ngây thơ mờ mịt giai đoạn, bằng vào đối đại đạo tìm hiểu bọn họ ngay từ đầu còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng linh khí nện xuống tới là thật sự đau a à. diệp kiều bắt đầu còn để lại mặt mũi suy xét tới rồi những người này sau lưng các thế lực nhưng mặt sau cũng tự hồ thả bay tự mình mặc kệ là ai lạc nàng trong tay có chút bị công đức kim liên tạp hồn phi phách tán có chút bị hàm quan sạn chụp thành thịt nát thậm chí còn có nhất kiếm chặn ngang trảm chi nàng liền như vậy không quan tâm trong đó một lão giả sợ ngây người Nói thực ra, ở biết được Diệp Kiều là độ kiếp kỳ thời điểm, không khỏi nghĩ tới vừa rồi kẻ sướng người họa, nguyên lai like là độ kiếp tôn trọng thất kính thất kính, nói, nhưng bọn hắn sống nhiều năm như vậy, da mặt đã sớm so tường thành còn dày hơn, cũng liền thoáng không được tự nhiên một lát, liền thần sắc bình đạm như nước. Ngươi thật cảm thấy nàng tính tình hảo. Có người tắt cười khổ. Là ma tộc phiêu, vẫn là yêu tộc nhất không nổi đau. Hai cái tộc đàn cái nào là dễ chọc. Cẩn thận ngẫm lại, có một cái là có thể từ nàng trong tay toàn thân mà lui sao trên thực tế mặc kệ bọn họ phản không phản kháng trường binh tông người đều sẽ không bỏ qua bọn họ tạ sơ tuyết trong tay một đạo trận đồ triển khai liền nhất lên ngàn đạo sát kiếp tầng tầng bao vây lấy mọi người sát khí cùng nhau đại trận quay vòng hắn ý bảo này đó ở các cảnh giới uy áp hạ rung bần bật đệ tử đều thượng đi hắn vung tay lên giúp bọn hắn kháng uy áp có dịp kiều áp trận những đệ tử này thấy thế theo sát vào trận bất đồng với Diệp Kiều cửu chuyển luân hồi trận pháp, nàng bố chính là tiểu trận pháp, nhưng tạ sơ tuyết trong tay có trận đồ, triển khai trong nháy mắt tự thành một phương thế giới, phạm vi cũng đủ bao trùm trường minh tông đạo tràng. Trừ bỏ Diệp Kiều ngoại. Toàn bộ bị nhốt ở trong trận. Diệp Kiều chính mượn này chuẩn bị ma hợp hạ cảnh giới, thình lình bị trận pháp ngăn cách bên ngoài, nàng mờ mịt nhìn sư thúc, sư thúc vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi côn luân sơn bên kia. Đứa nhỏ này sợ không phải quên nàng chuyến này mục đích trọng điểm là bên trong linh khí. Nhưng quân Luân Sơn là thất trưởng lão hang ổ, bên trong trận pháp vô số, tạ sơ tuyết đều phá không được, mọi người đều là phù tu, thực minh bạch một chút, phức tạp trận pháp, có đôi khi thường thường chỉ cần chọn dùng đơn giản nhất phương thức, khi đó là Bổ nó Chương 611, Thiếu nữ độ kiếp Trong trận pháp, vô số đạo vận hiện ra hình thành thần bí nói văn, tạ sơ tuyết đầu ngón tay khoái động lấy trận đồ, đứng tại trận chính giữa, mặt mày bình thản dù sao thắng bại đã định. Ván này, là chúng ta thắng. Tạ sơ tuyết im ắng cười. Giữa không trung, lạc thủy, đoạn thủy, thống tuyết, bích lạc hoàng tuyền, năm thanh linh kiếm sắp xếp thành không, cái này năm cái kiếm tu phối hợp từ trước đến nay vô cùng tốt, phụ tu ở trong trận liền càng là như cá gặp nước. Từng bước sát cơ phía dưới tính toán một cái chết một cái. Diệp kiều thị uy là hữu dụng, đây không phải cái gì hợp thể luyện hư, mà là cái độ kiếp, cho dù lôi kiếp còn không có rơi xuống, cũng thay đổi không được cảnh giới bên trên sự thật, đã có người lặng lẽ meo meo học tập tìm chỗ an toàn rụt lại Trần Mộ Thiền. Trần Mộ Thiền là thật không khéo, tất thua dưới cục diện, quả quyết dẫn đầu môn hạ một đám phật tu đủ hết thân trở ra, cho dù là nghìn đạo sát kiếp trận pháp bên trong, Trần Mộ Thiền có công đức kim liên loại bảo vật này, chỉ cần hắn không chủ động tìm đường chết, người bình thường nghĩ kéo hắn xuống nước cũng khó. Vạn kiếm như thoi đưa, tại trong trận pháp bay múa đầy trời, sát khí cùng huyết tinh xen lẫn tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, trận pháp tại, vậy bọn hắn là thuộc về bị áp chế một phương, một đám người ở trong ngược lại là có mấy cái phù tu, gặp tình hình này lách qua chiến đấu trung tâm, đi tìm trận nhãn. Trận pháp là thật lớn đến khủng khiếp, lấy trường Minh Tông làm trung tâm, ai cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm ai, mấy cái phù tu thuận thế chiếm cứ phá trận trận nhãn, điều chỉnh trận pháp, phát giác được trận sinh ra thay đổi, tạ sơ tuyết lông mày nhíu lại, nhìn về phía mấy người bọn hắn kiếm tu, trong tay linh bút ném đi hình thành bốn cái điểm sáng chúc ưu sở hành chi diệp thanh hàng hạ thanh bốn người các ngươi cùng đi đuổi đi bọn hắn hắn cùng đại gia giống như trong tay một cái trận đồ bình chân như vậy lựa chọn ác trận không nhúc nhích bị chỉ huy bốn người thu tại không trung bay múa linh kiếm phóng tới điểm sáng bay xuống bốn cái phương vị phù tu cùng đang tu phá cảnh không có kiếm tu đơn giản như vậy cũng liền mang ý nghĩa chỉ bằng vào phù lục liền có thể đến hóa thần cảnh giới này nhất định là ít có thiên tài Bốn người bên trong, sở hành chi cưỡng ép bị quán linh khí đề lên cảnh giới, Diệp Thanh Hàng tại hóa thần trung kỳ, hắn cũng không sợ, ba người khác liền có chút phí sức. Sở hành chi cùng Diệp Thanh Hàng tự giác phóng tới hai cái khá mạnh phù tu, cùng lão tiền bối đối chiêu, luận kinh nghiệm bọn hắn chỗ không kịp, mấy phen giao thủ, sở hành chi dẫn đầu bị phù lục chỗ kiềm chế, đặt ở trên mặt đất. Chút ưu động tác linh hoạt, dòng nước lấy nhu thắng cương đánh không lại còn có thế nhiễu loạn đối phương tiết tấu, để hắn rời xa trận nhãn phương vị, Hạ Thanh cũng đồng dạng không phải loại kia xúc động tính cách, nhưng sở hành chi lại không được, phù tu từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, bắt hắn lại một sai lầm, phù lục bay tới, tam hạ lưỡng hạ để hắn thân hãm nhà tù. Chúc ưu có chút nóng nảy, thiếu nữ một cái đằng không lộn ngược ra sau, lãnh bất đinh hung hăng thống kích hạ bên cạnh đồng đội. Diệp Thanh Hàng không có phòng bị nàng, bị đánh vừa vặn, tâm có chút trầm xuống, suýt nửa một bước đâm vào kiếm của đối phương phía trên, lưỡi đao cắt đứt hắn đuôi tóc người kia thấy cơ hội này thừa thắng xông lên, một đao xẹt qua hắn phần bụng vận 10 phần khí lực, lưỡi đao tiếng va chạm thanh thúy, Diệp Thanh Hàng cực lực điều chỉnh mới chỉ để một đao kia đánh vào hắn vai trái, dù là như thế, Diệp Thanh Hàng không khỏi bị đau. Hắn nhìn sư mũi liếc mắt. Làm cái gì? Lúc đầu tại trong trận pháp, thể lực của con người cũng là có hạn, tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt, nhưng mà nhìn thấy Diệp Thanh Hàng gặp nạn, sở hành chi lập tức liền lâm vào điên cuồng hình thức khi nguyên bản còn kiệt lực thiếu niên, trong chốc lát thịnh mà sáng kiếm quang bộc phát ra uy lực kinh người, sự thật người chứng minh tiềm lực là vô hạn. Sở hành chi triệt để điên cuồng bộ dáng đem nam nhân thật sự đánh mộng. Hắn một mộng, dưới chân nguyên bản dẫm lên trận nhãn cũng loạn, cái này bốn cái phù tu vốn là kiềm chế lẫn nhau phá trận, hắn vừa loạn, ba người khác trong khoảnh khắc bị vây đánh đi lên đám người phản đánh cái quân lính tan rã. Mẹ nhà hắn vì cái gì? Diệp Kiều chọn cái chỗ cao, dưới chân dẫm mạnh, không cần linh kiếm cũng có thể nhẹ nhàng rơi đến không trung nàng không ở trong trận nhưng bằng mượn chỗ cao cũng có thể cảm giác được trong trận sát phạt chi khí lâm vào trong trận chỉ sợ tất cả mọi người giết mắt đỏ nàng lạnh bất đinh rơi đến giữa không trung cả kinh trong trận một nhóm các đại năng cấp bách lên tiếng tạ sơ tuyết các ngươi muốn làm gì tạ sơ tuyết không để ý tới nhìn xem diệp kiều nghiêm túc báo cho nàng tiểu kiều ngươi hủy sạch sẽ một chút công sơn đây chính là thất trưởng lão hang ổ bên trong không chừng còn có hắn chuẩn bị ở sau, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp làm nát dễ dàng hơn. Diệp Kiều trong tay Linh kiếm dương lên, có chút nghiêng đầu, lộ ra sáng tỏ mặt mày, nàng tràn đầy phấn khởi nhắm ngay đỉnh núi khoa tay hai lần, cười hì hì, tiểu sư thúc, ngươi yên tâm tốt, công sơn bên trong đồ vật, ta một kiếm xuống dưới nhất định một tên cũng không để lại. Tư Diệu ngôn hốt hoảng hướng Diệp Kiều nhìn lại. Diệp Kiều một thân lại cực kỳ đơn giản sâu quần áo màu xanh lam, phi tiên kiếm gọi đến một khắc này vô số người ánh mắt tụ tập tại trên người nàng một tên cũng không để lại tạ sơ tuyết nhíu mày chợt nghiêm mặt không ngừng ngươi phải làm cho tu chân giới người biết đã muốn làm náo động vậy liền quán triệt đến cùng bất kể nói thế nào diệp kiều cảnh giới là cái sống chiêu bài nàng phải đem cảnh giới bày ra đến vì trường minh tông bọn hắn đại ngôn để đám kia hạt giống tốt đến bọn hắn môn phái báo danh a kỳ thật diệp kiều cảm thấy đi cho dù mình không đứng ra đại khái cũng không ai dám chất vấn bọn hắn thứ nhất tông trình độ, dù sao một môn phái là người hay quỷ đều tại dấu, tạ sơ tuyết cho người ấn tượng chính là bốn phía ăn bám, không làm việc đàng hoàng, kết quả hắn là một cái hợp thể đỉnh phong. Tần phản phản không cần phải nói, làm tông chủ hắn thực lực khẳng định cũng sẽ không thấp, tối thiểu cũng là hợp thể đỉnh phong cất bước, ngũ tông đều lấy cảnh giới luận cao thấp, hắn tất nhiên sẽ không thấp hơn tạ sơ tuyết. Thất trưởng lão, bốn đạo đồng tu, còn kích động tu chân giới một đám lão già tham dự trong đó đặc sắc cực trường minh tông lại chơi vui còn từng cái đều là người tài có lý do gì không đến bọn hắn môn phái nói là đại tông môn trăm năm tuyển nhận mười năm tuyển nhận trên thực tế đây chẳng qua là làm cho người đối diện nhìn thống nhất thời gian tuyển nhận lẫn nhau ganh đua so sánh một chút cái nào môn phái dòng người nhiều bí mật ngươi tự mình đi bái nhập ngưỡng mộ trong lòng tông chỉ cần thiên phú không có trở ngại liền cũng không ai sẽ cự tuyệt ngươi không thấy được một trọng hi người ta tại hoàng cung chính vô cùng cao hứng ngay trước tiểu hoàng tử, dù cho không có đi báo danh, cũng bị tạ sơ tuyết ngàn dặm xa xôi hạ giới một chuyến, bắt tới làm kiếm tu sao. Nói cho cùng vẫn là tu chân giới tuổi già hóa nghiêm trọng, trẻ tuổi người tài khang hiếm, mới đưa đến bọn hắn gặp người liền bắt. Diệp Kiều vương tay vung lên, thu lĩnh vực, minh bạch. Nàng minh bạch bọn hắn lo lắng, kiếm trong tay nhất chuyển, bạo phát đi ra lạnh duệ kiếm ác. Sư Diệu Ngôn không biết rõ bọn hắn đang đánh cái gì câu đố, nàng nhớ nhung lấy sư muội của mình, gặp tình hình này vội vàng ngăn cản dịp. Kiều động tác kế tiếp, cất giọng nhắc nhở, sư muội ta còn tại bên trong. Dịp Kiều tay dừng lại, mượn lực rơi xuống giữa không trung, lúc này mới nhớ tới Diễu Diễu. Nguyên bản 10 phần 10 lực đạo trong chốc lát bị nàng thu về. Khó trách không gặp đối phương. Hóa ra là bị thất trưởng lão kia người vô sĩ cho chụp xuống. Diệp Kiều có chút dừng lại, suy xét đến mình một kiếm này xác thực nguy hiểm để tư diệu ngôn liên hệ diễu diễu ngươi tránh tốt diễu diễu co quắp tại trong trận thần sắc hoảng loạn nhẹ nhàng cắn môi dưới sừng cầm thông tin thạch tay cũng không khỏi phát run sợ nghe được cái gì tin tức xấu nàng vừa mới há miệng muốn hỏi các ngươi đánh như thế nào liền bị sư tỷ một câu chặn lại nàng nghe sư tỷ mệnh lệnh nghe quen thuộc thất trưởng lão đưa nàng tù tại trong trận pháp lại là nửa bước khó đi linh khí toàn bộ bị khóa Tư Diệu Ngôn rất vội vã, thấy thế chỉ có thể hỏi nàng kỹ càng vị trí. Đến lúc đó để Diệp Kiều tránh đi là được. Những người khác tại kia mấy ngàn đạo sát trận bên trong cũng lún cuốn tay chân, bị giết liên tục bại lui, quân lính tan rã, tự nhiên cũng không rảnh bận tâm nàng làm cái gì. Nếu là thất trưởng lão tại, bọn hắn đương nhiên không cần e ngại tạ sơ tuyết. Theo thất trưởng lão nói, hắn tạo nghệ ở xa tạ sơ tuyết phía trên. Nhưng thất trưởng lão không tại, vậy bọn hắn liền thảm, một tổ kiếm tu, hiểu trận pháp cũng chỉ bốn năm người tạ sơ tuyết trận đồ bãi xuống bọn hắn bó tay toàn tập phá trận phù liền càng là lời nói vô căn cứ hợp thể đỉnh phong phá trận phù bọn hắn đời này đều chưa thấy qua cái nào phù tu loại cảnh giới này còn họa phá trận phù a trừ cảnh giới thấp lúc dùng phá trận phù có tác dụng cảnh giới càng cao cũng chỉ có thể dựa vào phù tu nhóm đều bằng bản sự phá trận diệp kiều lý giải tiểu sư thúc ý tứ bọn hắn bây giờ tại trong trận pháp ra không được cũng vô pháp thoát đi nàng dứt khoát ra tay rút lĩnh vực, gọi đến linh kiếm. Phất tay, nhắm ngay côn sơn vị trí, thần sắc lãnh đạm. Trong tông các loại hỗn chiến, trước đó vẫn là muôn màu muôn vẽ pháp khí linh khí, tu chân giới đám người một mực bị ngăn cản tại lĩnh vực bên ngoài không cách nào dòng bình phong, dịp kiều lãnh bất đinh vừa rút lui, bọn hắn tâm lạnh chỉ chốc lát. Dù sao chỉ có lĩnh vực chủ nhân xảy ra chuyện tình huống dưới, lĩnh vực mới có thể vỡ vụn. Đúng lúc gặp giờ phút này Phương Đông đã trắng, đám người toàn bộ bị cái này động tĩnh cả kinh hướng Trường Minh Tông nhìn lại. Rất nhanh có người quát to một tiếng. "Mau nhìn, có người bay." Tu sĩ nghĩ bay hoặc là mượn nhờ pháp khí, hoặc là liền ngự kiếm, những cái kia phù tu đang tu xuất hành một cái mượn nhờ truyền tống phù, một cái mượn nhờ tiên hạt, kiếm tu trực tiếp ngự kiếm, có thế không nhờ vả bất kỳ vật gì bay đến giữa không trung kia là cảnh giới cỡ nào. Diệp Kiều cũng không có xem nhẹ bốn phương tám hướng toàn bộ hướng nàng quét tới thần thức. Nàng thoải mái tùy theo bọn hắn nhìn, nhớ kỹ tiểu sư thúc nhắc nhở, thừa cơ đánh một câu quy xê, hoan nghênh các vị đến trường Minh Tông, mọi người cùng nhau trưởng thành, cộng đồng tiến bộ, thành mời rộng trải đạo hữu gửi điện thoại. Nói xong Diệp Kiều không quên bổ sung, ta tại trường Minh Tông, rất nhớ các người. Những cái kia vội vàng dò xét tình huống đám người trầm mặt. Không chỉ là bọn hắn. Chú ý một trận chiến này tình huống còn có cái khác lớn nhỏ thế lực một đám người tại nguyệt thanh tông tụ hội các trưởng lão vuốt ve râu ria tay đều rung hai lần bay lên chính là ai không phải diệp kiều là ai các lỗ thức hải sen lẫn toàn bộ vội vã rơi xuống trường minh tông phạm vi líp nha líp nhíp đạt tới một cái kinh khủng số lượng thật đúng là một cái sau một cái không sợ chết xem náo nhiệt bọn hắn đang nhìn náo nhiệt diệp kiều đang đánh qc ăn nhịp với nhau trong trận pháp người chưa từng như thế im lặng chuẩn bị nhìn nàng mở ra thần uy trường minh tông các đệ tử trơ mắt nhìn xem nàng mang hàng. Tần Hoài gọi nàng, Diệp Kiều. Diệp Kiều hỏi lại, làm gì? Hắn không thể tưởng tượng, ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Từ nàng nhẹ nhàng thu thất trưởng lão vào trận tư thế liền biết, làm độ kiếp kỳ, nàng một kiếm này uy lực không thể coi thường. Tần Hoài đều tràn đầy phấn khởi làm tốt vây xem chuẩn bị. Không chỉ là hắn, Diệp Thanh Hàng cũng nhìn xem nàng. Có cái độ kiếp là chuyện tốt không phải bọn hắn lấy cái gì trấn áp ma tộc. Nhưng chịu không được không ngừng cái này độ kiếp nàng không đứng đắn. Diệp Kiều cổ tay chuyển một cái, kiếm trong tay khẽ động. Mặt đất rung rẩy, trường minh tông phía sau núi nuôi nhốt bay thú đè thấp, những cái kia tuôn ra tới xem náo nhiệt thần thức xen lẫn cũng là bị kinh hãi không nhúc nhích, độ kiếp kỳ kiếm khí, quấy diệt bọn hắn tất cả mọi người thức hải dễ như trở bàn tay. Bốn phía linh khí nồng nặc vào thời khắc ấy phản phất toàn bộ chuyển tại trong kiếm, tạ sơ tuyết vô ý thức nắm chặt trận đồ. Phi tiên kiếm, gặp mạnh thì mạnh, độ kiếp cảnh giới bỗng nhiên đem cái này đã từng đương thời đệ nhất kiếm rút đến đỉnh phong, mênh mông cùng cuộn kiếm khí ép quá khứ, chỗ rơi chỗ không chỗ trốn chạy, tất cả mọi người bị ép tới đầu gối uống lượng. Thiếu nữ độ kiếp, rơi vào cung sơn. Chương 611, thời không đợi ta. Từng khúc vỡ vụn, cảnh hoàn tàn khắp nơi, linh kiếm đem toàn bộ trường minh tông phủ lên chợt sáng, những nơi đi qua, oanh oanh liệt liệt thanh âm vang tận mây xanh mọi loại sát chiêu, không kịp một kiếm này, toàn bộ sơn phong tại cái này vô tận kiếm huy bên trong rung rẩy, trong chốc lát ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Trong trận mọi người đều là buông tay ra, mặt lộ vẻ ngốc trệ. Tuyết trắng kiếm quan chiếu chiếu vào trên mặt của mọi người, đem bọn hắn thần sắc bại lộ không thể nghi ngờ. Cái này còn đánh cái gì a? À? Nếu như có thế khái quát giờ phút này đám người nội tâm, đại khái chính là, thật xin lỗi, quấy rầy. Bọn hắn cái này bò. Phế vật thất trưởng lão. Chậm trễ bọn hắn thời gian. Cái này nên làm thế nào cho phải A? À? Không biết là ai thì thầm một tiếng. Từng bước là kiếm khí bừa bãi tàn phá, trong trận nghìn đạo sát kiếp đã làm cho tất cả mọi người hãm sâu trong đó, lại cứ dịp kiều một kiếm kia thực sự là long trời lỡ đất, khiến cho đám người bị ép gần như toàn bộ đình chỉ trong tay sát phạt động tác, kém chút bị đè chết trên mặt đất. Cùng dịp kiều liều rồi. Liều cái cộng lông A, bên người nàng nhiều như vậy người nàng vẫn là cái độ kiếp. Lão giả râu tóc bạc trắng vân vê trong tay phất trần, chậm rãi mở miệng, theo bần đạo đến xem. Không bằng mọi người tẩy tẩy ngủ được. Ngày sau còn có thế núi không chuyển nước chuyển. Bây giờ bọn hắn cũng không chiếm lý, tổn thương tần phạn phạn môn nhân, đã thương không ít đệ tử, đến lúc đó tần phạn phạn nhất định phải cùng bọn hắn không chết không thôi. Người bên ngoài không biết, nhưng bọn hắn làm cùng tần phạn phạn niên kỹ không chênh lệch nhiều, không bao lâu cũng đều đầy tu chân giới giết người đoạt bảo, biết rõ đối phương cũng là bao che khuyết điểm huống chi còn có cái dịp kiều tại nàng tuổi còn nhỏ xuống tay cũng tàn nhẫn trong tay bảo vật nhiều không kể xiết nện xuống đến chính là chết một mảnh có chút thậm chí còn không làm ra phản ứng liền bị nện hồn phi phách tán chết không nhắm mắt dưới chân trận pháp lại lần nữa biến hóa bọn hắn đã nghĩ tâm tư phản kháng tạ sơ tuyết không có lên tiếng nương theo lấy dịp kiều một kiếm phá hủy thất trưởng lão hang ổ rõ ràng cũng nên không sai biệt lắm hết thảy đều kết thúc chỉ cần hắn thu trận có tiểu kiều trấn áp những người kia cảnh giới không địch lại còn không đánh lại tự nhiên chỉ có thể xám xịt rời đi nhưng hắn không cam tâm không cam tâm cứ như vậy dễ như trở bàn tay thả bọn họ đi trong đầu thiên đạo tỉnh táo nói cho hắn không muốn tái tạo sát nghiệp có chừng có mực tạ sơ tuyết lập tức không có ngăn chặn đáy lòng oán hận lạnh giọng chất vấn không thể vọng tạo sát nghiệp mạng của bọn hắn là mệnh chúng ta trường minh công nhân mạng liền không đáng giá nhắc tới rồi thiên đạo không có trả lời Thiên đạo trừ trật tự bên ngoài, thật không có cái gọi là thiên vị, chỉ là dưới cái nhìn của nó, giờ phút này đến đây dừng tay mới là lựa chọn tốt nhất. Tạ sơ tuyết thanh âm lạnh hơn, bọn hắn cũng chưa từng thương tiếc qua chúng ta trong tông môn nhân còn tuổi nhỏ. Lần lượt luân hồi bên trong, thất trưởng lão có thể nói là mượn nhờ vân thước nước cờ này đem tu chân giới tính toán trong đó, Tạ sơ tuyết cũng không rõ ràng bọn hắn thành công không có, nhưng nghĩ đến cũng là thành công. Không phải thiên đạo sẽ không như vậy tu chân giới hỗn loạn, các lộ đại năng chém giết toàn bộ vì cướp đoạt phi thăng cơ hội, đến lúc đó kiếp nạn phía dưới, ai có thể chỉ lo thân mình đâu. Thương hại bọn hắn trường minh tông môn hạ thân truyền đệ tử nhập ma nhập ma, thân tử đạo tiêu, tiêu tán ở thiên địa, hạ tràng vô cùng thê thảm, nội ngoại môn đệ tử, tại một đám đại năng giết chóc ở giữa, càng là biến thành vật bồi tán, hắn lúc chạy đến, lớn như vậy môn phái, còn thừa đệ tử 10 không còn một. Thiên đạo để hắn bảo nguyên thủ nhất, không phải sớm muộn nhập ma. Từng lần một luân hồi bên trong, Tạ Sơ Tuyết cảm xúc một mực cũng rất bình thản. Cho đến giờ khắc này, hắn gắt gao nắm lấy trong tay trận đồ, mi tâm bỗng nhiên hiện ra sát khí, căn bản ép không được đáy lòng oán. Tống gia tiểu nhi, ta cùng cha ngươi đổ có chút giao tình, các ngươi nếu là cứ thế ngừng tay, chúng ta làm thiếu các ngươi cái ân tình. Mau mau dừng tay đi. Trong tay nam nhân một cây phất trần hời hợt quét xuống đến, hàm ẩn bức hiếp ý tứ. Những cái này phù tu tại sát trận bên trong, từng bước tính toán bọn hắn nửa bước khó đi, thực sự là chịu không được lo lắng cho mình trăm năm tu vi mệnh tan ở đây, hắn không thể không sệ mặt xuống uy hiếp đối phương. Tống Hàng Thanh sầm mặt lại, trong tay bấm niệm phát quyết, vô danh bạch liên ngăn tại trước người, bảo vệ sau lưng mấy người. Ngươi không nhìn một cái đây là cái gì cục diện. Tống Hàng Thanh đầu ngón tay bóp phù, cười lạnh, ngươi làm thiếu ta cái nhân tình. Vậy người này tình ta sao không hướng dịp kiều đi lấy. Nàng không thể so ngươi ân tình có tác dụng, đây chính là thiếu niên đỗ kiếp ai cũng muốn phần nhân tình này nhưng cũng không nhìn một chút mình có hay không mặt mũi này lão nhân này có cái gì mặt mũi cùng diệp kiều so với người tình tần hoài thanh âm băng lãnh cùng hắn nói nhảm cái gì giết hắn những người này sợ không phải thật cảm thấy giết bọn hắn bên này nhiều như vậy người chỉ là không làm phản kháng liền không cần trả giá đắt a tần hoài cùng tống hàng thanh ngược lại là ăn nhịp với nhau hai người một người lượt trận một người cầm kiếm đã hướng về phía những cái kia cảnh giới cao đại năng xuống tay. Thấy hai cái sư huynh lướt tới, còn lại hai tông người vội vàng đuổi theo, Chu Hành Vân tính cách so cái khác hai cái thủ tịch bảo trì bình thản, hắn ngay lập tức nhìn về phía sư thúc. Dựa theo Tần Hoài cùng Tống Hàng Thanh ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là đuổi giết đến cùng, nhưng nói thật, đến lúc đó giết sạch phiền phức coi như lớn, những lão tổ kia phía sau thế gia chỉ định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu sư thúc Chu Hành Vân đối với hắn ấn tượng vẫn luôn cảm thấy, đối phương tính cách rất hòa thuận, đại khái sẽ không là loại kia thích tạo sát nghiệt. Nhưng, tạ sơ tuyết vẫn không có lên tiếng, bây giờ lại nhìn, lại là trong tay bấm một cái pháp quyết, quay người dương mắt nhìn về phía bọn hắn, các ngươi muốn giết ai. Hắn ngữ điệu có chút lạnh, trong mắt mơ hồ có chút phím hồng, vòng quanh mấy phần sát khí. Những người khác trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện, dù sao uy áp là rất khủng bố, cho dù tạ sơ tuyết đã liễm, loại kia như có như không cảm giác áp bách vẫn là rất để người không thoải mái. Thấy bốn cái sư điệt đều là không đáp lời nói, tạ sơ tuyết tự quyết định, bọn hắn đã dám đến, chắc hẳn cũng là làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Hắn hời hợt, như thế, vì để tránh cho bọn hắn sau đó tính sổ sách, vẫn là giết sạch đi. Tiết dư không khỏi nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy sư thúc đây là có chút tâm thần bất ổn, bị ma khí quấn thân dấu hiệu. Tiểu sư thúc Trận pháp là tạ sơ tuyết diễn hóa mà đến, nương theo lấy chủ nhân sôi trào sát niệm, Diệp Kiều uy áp đè ép, bọn hắn ở trong trận hành động càng thêm gian nan. Vẹn vẹn 12 phong phong chủ liền có thể một đối một cùng bọn hắn đánh tương xứng, tạ sơ tuyết vừa đến, bọn hắn liền thật giống như là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Mà ở trong trận tạ sơ tuyết thực lực bị đề cao, hắn nhìn xem những lão giả kia vung kiếm đằng đằng sát khí diễn xuất, khóe môi lạnh lẽo, phất tay, chú ấn bay lên bao trùm mà xuống, tiếng kêu trên vang vọng, vô số pháp bảo vỡ vụn, kiên cố phòng ngự bị từng khúc phá hủy, sát khí cùng huyết tinh xen lẫn phản phất giống như nhân gian liệt ngục. Chạy nhanh trong tay người có pháp bảo còn chống cự một phen, những pháp bảo kia sớm trong đối chiến tiêu hao sạch sẽ người lại khó thoát vận rủi. Chỉ một chút liền nổ thành sương máu. Ép qua lúc đến khí thế hùng hổ ngậm lấy vô số sát khí, trong trận bản các loại sát khí, giờ khắc này càng là hỗn loạn vô cùng. Tạ sơ tuyết một mực không ý định động thủ, làm cho cái khác các đại năng cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lầm hắn không có ý định nhúng tay nghĩ bán cho cái khác thế gia một bộ mặt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lần này bực này lôi đình thủ đoạn một nháy mắt liền để đám người tắt tiếng một lát. Minh Huyền Tiểu sư thúc làm sao có chút nhập ma dấu hiệu. Trước đó không còn rất tốt. Tiểu sư thúc nói lại không sai. Một trọng hy hừ lạnh một tiếng, bọn hắn lớn chúng ta quá đáng. Dù sao giết sạch chính là, đại sư huynh, hai chúng ta đi làm thịt bọn hắn. Hắn dứt lời, cùng đại sư huynh cùng nhau quơ lấy kiếm không có vào sát phạt bên trong, Minh Huyền cùng Tiết Dư thấy này nhìn nhau, cũng chỉ có thể một trước một sau đi theo sư thúc đằng sau. Đã sư thúc đều lên tiếng, hắn có chút hưng phấn, vậy cái này đoàn người đến, cũng đừng nghĩ đi. Tạ sơ tuyết lần này đuổi giết đến cùng cử động, dẫn tới trong trận người phản công phá lệ hung mảnh, đồng thời vẫn âm thanh hô to, các ngươi đúng là muốn đuổi giết đến cùng sao. Chúc ưu đã động thủ một cái lạc thủy kiếm về kiếm một thắt này tuyệt bọn hắn âm thanh, vốn cho rằng giết những cái kia bị trói lấy tu sĩ, bọn hắn liền sẽ không lại giết mình, không ngờ bọn hắn vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Thật ác độc A à tạ sơ tuyết. Không ai nói qua cho ngươi làm người lưu một tuyến sao. Chúng ta hôm nay tới đây, cũng chưa đem các ngươi môn phái nhân đồ lục sạch sẽ. Nói ngược lại là ra vẻ đạo mạo. Sở hành chi kinh thường, đó là các ngươi tài nghệ không bằng người. Một mực chưa từng tìm tới cơ hội thôi bị một đám người chất vấn tạ sơ tuyết đều không muốn cùng bọn hắn đánh pháo miệng, mấy đạo chú ấn tản ra hùng hậu đạo vận, trận pháp là của hắn, hắn muốn giết ai, vào trận người trừ phi mạnh hơn hắn ra quá nhiều, không phải cũng chỉ có thể bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Mấy phát chú ấn vung xuống đi, vừa rồi kêu hoang đám người kia trong chốc lát không có nửa điểm âm thanh. Minh Huyền cũng bị giật mình. Thiên đạo trầm mặt mấy giây, bọn hắn cho dù có tội, cũng không nên ngươi động thủ. Tạ sơ tuyết cười lạnh, cầm vừa rồi thiên đạo trắng trở về, bọn hắn không tu đức đi, bằng thêm sát nghiệp. Hôm nay chết rồi, cũng kia là thiên ý như thế, nhân quả tuần hoàn thôi. Thiên đạo, ta cho là ngươi không hận. Dù sao loại tràn diện này, tạ sơ tuyết cũng nên là tại luân hồi ở trong thấy rất nhiều lượt. Lớn hơn nửa hận ý, cũng nên là làm hao mòn mới đúng. Tạ sơ tuyết cũng cho là hắn đã lắng lại. Là. Hắn coi là. Nhưng chân chính lâm vào trong trận, lần nữa tái diễn, kết cục lại khác thời điểm, tạ sơ tuyết giật mình phát giác, đáy lòng của hắn oán hận vẫn như cũ không cách nào lắng lại. Đám người kia đồ trường minh tông cả nhà đệ tử thời điểm, cũng chưa từng nương tay, càng chưa từng kiên kỵ bọn hắn môn hạ đệ tử vẫn là đám trẻ con, tạ sơ tuyết càng nhớ kỹ lướt qua những đệ tử kia, tại những cái kia đại năng vất tay hóa thành bột mịn, tử trạng thê thảm, bọn hắn nhập môn lúc cũng mới khó khăn lắm 6 tuổi. Những cái kia đệ tử đã chết tuổi còn nhỏ, tu vi cũng yếu, không ai để ý qua sống chết của bọn hắn, cũng không ai sẽ cứu bọn họ. Từ đầu tới đuôi chỉ có tạ sơ tuyết một người, tại lần lượt luân hồi bên trong, chảy khô tất cả huyết lệ cùng oán hận. Thiên đạo trở nên yên lặng. Đến cùng là nó điểm tạ sơ tuyết kéo lấy hắn lần lượt luân hồi, thiếu đối phương, thế là liền cũng ẩn vết tích, không có làm ngăn cản. Tạ sơ tuyết có câu nói nói ngược lại là không sai, nhân quả tuần hoàng thôi. Diệp Kiều một kiếm thế tội khô lập hủ đem côn sơn nội bộ đều phá hủy, đồng thời trong tay ném đi, tịnh thế thanh liên bay vào côn luân sơn bên trong, hấp tấp liền tìm nó nguyên bản chủ nhân đi. Nàng cũng không cần tránh đi, tịnh thế liên loại này tiên thiên trấn tông linh khí, hộ diễu diễu một người tránh đi kiếm khí cùng sụp đổ cự thạch vẫn là không có vấn đề. Thanh liên trở xuống đến trong tay của chủ nhân, đem người bảo hộ ở thanh quan phía dưới, đưa đến trung tâm chiến trường, diễu diễu thôi động thuật pháp, trên người nàng không có bất kỳ cái gì pháp khí linh khí, liền đang dược cũng không, dù sao cũng là thấy thất trưởng lão, liền xem như mang cũng sẽ bị đối phương thu nạp sạch sẽ. Bây giờ có thể sử dụng đơn giản là trong tay thanh liên, bản mệnh linh khí trở lại trong tay diễu diễu tự nhiên là ngạc nhiên. Làm sao trở về? Liền chỉ có một cái khả năng, thất trưởng lão bỏ mình, linh khí vô chủ tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người mình. Công Sơn trực tiếp bị một phân thành hai mênh mông cùng cuộn nghiền sạch sẽ, trận pháp gì đạo trường toàn bộ biến mất. Lại nhìn cầm kiếm người không phải dịp kiều là ai? Vừa rồi một kiếm kia, đem người ép gần như không lưng quỳ xuống đất, tuy chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng đủ để kinh động tu chân giới đám người. Kiều Kiều, Diễu Diễu trong tay bưng lấy liên hoa, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Diệp Kiều, kinh hỉ vạn phần, ngươi thật giỏi a. À? Đúng là một kiếm liền giải quyết. Không cần nghĩ Thất trưởng lão cũng là bại ở trong tay nàng. Trong trận tư diệu môn nhìn thấy sư muội Bình An vô sự, đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng không nhịn được thầm nghĩ trước đó còn cảm giác đối phương kia cái gì sẽ tại vạn chúng chú một tình huống dưới cứu nàng tại thủy hỏa là tại ăn nói linh tinh bây giờ nhìn ngược lại là nói có mấy phần đạo lý chẳng lẽ nàng sư muội đúng là một thiên tài cùng bồng lai hữu duyên thích hợp đi làm thần côn dù sao đám thần côn kia xem bói nói chuyện cũng là lãi nhãi, nhưng lại có thế vừa vặn đối đầu diệp kiều một kiếm đánh cho xinh đẹp liền trúc ưu cũng không khỏi hướng mấy cái sư huynh mở miệng các sư huynh a à gặp được trường minh tông nữ tu liền gả đi. Dù sao cơ bất khả thất, thời không đợi ta nha. Đây chính là độ kiếp A. Cũng không thua thiệt. Sở hành chi lại là nhịn không được, gả rồi. Thế nhưng là nàng đánh người. Hắn nói được nửa câu khó khăn lắm im miệng. Nhưng trong câu chữ ý tứ rất rõ ràng. Cả trường minh tông nữ tu, hưởng bị đánh nhân sinh. Nhân đây điển danh trường minh tông Diệp Kiều. Chương 612, Thiên mệnh nữ gả cho Diệp Kiều không được mỗi ngày bị nhà nàng bạo a. À. Minh Ý thấy thế, cũng không nhịn được như có điều suy nghĩ, nàng thanh đạm biểu lộ khó được xuất hiện mấy phần cảm xúc, nhìn về phía cách đó không xa mấy cái sư huynh, nghiêm túc, chúc ưu nói có mấy phần đạo lý, thời không đợi ta đâu, các sư huynh. Minh Ý lãnh bất đinh hướng phía mấy cái nguyệt thanh tông các sư huynh chào hỏi một tiếng, đem bốn người khác cả kinh kém chút lão đảo cắm xuống đất bên trên. Tình huống như thế nào liền hiện trường kéo người là bọn hắn không có đuổi theo bọn này sư muội não mạch kính cùng tiết tấu sao. Tần Hoài nhìn thoáng qua, không khỏi cười lạnh, cảm thấy bọn này nữ tu đều không giảng võ đức, vậy mà vì lôi kéo dịp kiều kéo nhiều như vậy nam đạo hữu xuống nước. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là kéo nam tu sĩ xuống nước, nói rõ nam tu số lượng càng nhiều càng tốt. Vậy cái này ngược lại là rất tốt. Luận nam tu số cũng lượng bọn hắn thành phong tông chiếm ưu thế. Tần Hoài không khỏi suy nghĩ, dù sao bọn hắn thành phong tông, đầy tông môn thẳng nam. Hắn cũng hiệu triệu một tiếng, chúng ta thành phong tông, toàn bộ đều là nguyên dương. Thành phong tông bốn người muốn nói lại thôi, cảm thấy đây cũng không phải là cái gì đáng phải lấy ra tuyên dương a. À. Diệp Kiều không bỏ qua giữa bọn hắn lẫn nhau bíp bíp thanh âm, nàng cảm thấy im lặng, không thèm đế ý, trước nhập một chuyến cung luân sơn, cung sơn là thất trưởng lão Sơn Phong làm một vị phù tu đại năng, hắn nội bộ rất có huyền cơ, đạo đạo trận pháp lấy vô số phù lục tạo thành, hình thành một mảnh xâm la vạn tượng kỳ huyễn cảnh tượng sát cơ đầy trời bây giờ bị phá hủy bốn phía đều là trận pháp lưu lại đạo khí nàng tùy ý giẫm nát những cái kia đã không thành hình trận hướng bên trong càng quét một vòng đem thất trưởng lão những năm gần đây liên hợp ma tộc cướp đoạt linh khí toàn bộ nhét vào trong ngực trước dùng một chút đến lúc đó trả lại trở về nàng thăm dò mười mấy món người bình thường đời này đều chưa thấy qua tiên thiên linh khí trong tay thưởng thức một cái bánh răng trong tay chuyển động diệp kiều thật cao ném đi trong chốc lát xẹt qua đường công đụng vào trong trận đảo qua ở giữa không gian đều phản phất bị chém thành hai nửa. Diệp Kiều vào trận hậu trường mặt một mảnh hỗn loạn, huyết tinh trùng thiên. Thấy được nàng vào trận, lập tức phân tán ra bốn người tranh thủ thời gian dựa sát vào cùng một chỗ, hỏi nàng, làm sao bây giờ A Sư muội Trong trận đều giết điên, sinh tử tồn vong lúc đám kia tu chân giới đại năng đem áp đáy hòm bảo bối cũng toàn bộ móc ra, so với trước đó năm bè bảy mãn lần này ngoài ý muốn càng đoàn kết trong lúc nhất thời thật đúng là để bọn hắn lần nữa kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian diệp kiều lơ đễnh thêm ít sức mạnh một hơi giết sạch chẳng phải xong sao bọn hắn còn có cái gì năng lực cùng chúng ta đấu nàng không có đầu óc nàng hiện tại chỉ muốn làm thịt đám người này không phải vấn đề này tiếp dương nghiêm mặt ra hiệu nàng xem qua đi tiểu sư thúc dường như có chút nhập ma dấu hiệu hắn tìm kiếm hạ trong bình đang dược suy nghĩ có hay không có thể khiến người ta lập tức thanh tĩnh xuống tới đang dược thực sự không được để sư muội đi đem đối phương đánh ngất xỉu thật nhập ma nhưng không tốt đẹp gì chơi tiểu sư muội minh huyền người có biện pháp sao ta có thế có biện pháp gì diệp kiều đứng bên cạnh bọn họ cũng vô ý thức hướng phía đối phương nhìn lại chú ý tới đối phương mi tâm một điểm sát khí khí tức đều có chút u ám xuống dưới cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí nàng cũng không kỳ thị ma tu dù sao cảnh giới cao làm cái gì tu khác nhau ở chỗ nào nhưng vấn đề là nhập ma người tâm tính dễ dàng băng còn nửa tạ sơ tuyết hợp thể đỉnh phong một bước liền có thể bước vào độ kiếp nếu là hắn nhập ma kia lòng dạ hẹp hòi thiên đạo không được nhân cơ hội này cạo chết hắn a từ trên tổng hợp lại vấn đề đại phát diệp kiều vô ý thức móc ra mình công đức kim liên bốn sen có ba sen thuộc thuần khiết khí tức có thế trừ tà túy không biết đối phó tâm ma có không có cách nào nàng móc liên hoa công phu một đám người đã hướng tạ sơ tuyết cùa lên, càng huyền ảo pháp bảo tế ra, thay nhau chào hỏi mà lên. Trong trận muốn phá trận, trừ phù tu nhóm cùng một chỗ phá trận, còn có một cái, đó chính là giết bày trận người. Mắt thấy bọn này lão già không giảng võ đức vậy mà quần ẩu đánh nàng sư thúc, dịp kiều ba thanh linh kiếm ném đi, bao trùng trận pháp đem bọn hắn chấn thần hồn kịch đảng, kiếm áp phía trên đổ kiếp khí tức để có chút không có chút nào phòng bị quỳ rạp xuống đất, kiếm khí đè ép, vạn tiên không lưng, chật vật phun ra một nguồn máu được rồi diệp kiều đem liên hoa tế ra mặt mày lạnh lẽo trước diệt những người này giải quyết tâm ma biện pháp tốt nhất đương nhiên là đều xử lý a à, ai cũng đừng nghĩ để nàng sư thúc sinh sôi tâm ma bất kiến quân mới ra sát phạt khí tức quyển tịch một vòng sáng tỏ hỏa hồng sắc chim đằng không mà bay trong truyền thuyết phượng hoàng minh gọi quấn trường minh tông mà bay niết bàn chi hỏa liên tục nện xuống một mảnh nghiệp hỏa liên miên loại này phượng hoàng chi hỏa không phải quý thủy không thể diệt nhưng đi đâu đi tìm loại kia thủy chi tinh a à, phượng hoàng đều nhanh diệt tuyệt diệp kiều cái này cái gì quỷ số phận diệp kiều cười lạnh một tiếng lại lần nữa huy kiếm đạp nát bọn hắn pháp khí trong vòng một ngày mặt hắn nhóm thủ đoạn pháp bảo chồng chất cũng ép bất quá cảnh giới hạn chế không cách nào phá trận mà ra ngũ tông đám người không lưu tình chút nào cướp giết gần 300 đại năng toàn bộ trường minh tông là uống lượng không dứt quán khí huyết tinh mấy ngày ngắn ngủi bên trong gần 400 đại năng đều gãy kích chết tại trường minh tông bên trong có cảm ứng được nhà mình tổ tông xảy ra chuyện thế gia vô cùng lo lắng triệu tập người chuẩn bị đi trường minh tông cứu người nhưng cũng đã tới không kịp trận pháp bên trong trang bản không cho phép ngoại giới người bước vào tu chân giới muốn tìm ra so tạ sơ tuyết cao không phải là không có vân ngân tạo nghệ nghiêm ngặt trên ý nghĩa so tạ sơ tuyết thuần túy chỉ là đối phương cũng ở xa ma tộc đến không được a à, cho dù có thế đến đối phương quả quyết không có khả năng đi đắc tội trường minh tông bọn hắn chỉ có thể lo lắng suông trơ mắt nhìn xem tại một ngày ngắn ngủi toàn bộ tu chân giới buổi chiều sao trời ảm đạm vô số đại năng vẫn lạc quanh quẩn lấy không rõ sát lục khí tức tại tìm được tình huống nội bộ một khắc này toàn bộ tu chân giới sôi trào gần như hơn phân nửa đại năng hội tụ ở đây bị giết sạch sẽ đám người này kinh khủng cỡ nào không chút nào khoa trương giảng dám đi theo thất trưởng lão mà đến đều có đầy đủ phấn khích bản lĩnh cũng là sống không biết bao nhiêu năm tuổi người một người cản lên làm ngàn tu sĩ cũng không chỉ. Lại cứ như vậy mất mạng tại trường Minh Tông. Không chỉ ngoại giới chấn kinh, liền trong trận đánh tới một nửa, bởi vì đám kia thân truyền quá hưng phấn, Diệp Kiều đi vào lại là thật sự một người giữ ải vạn người không thể qua, một chút không am hiểu chiến đấu nhân viên thối lui đến phía sau các tu sĩ cũng chấn kinh. Khó giải quyết nhất thất trưởng lão chết ở trong trận, nguyên thần tứ tán, mà một đám khí thế hùng hổ đại năng, thậm chí không đủ thời gian 10 ngày liền giải quyết. Việc Thanh An vô ý thức mở ra trong. Tay một viên đồng tiền, lấy thêm ra đến mai rùa, vô ý thức nghĩ tính toán, cứ như vậy, giải quyết rồi. Đừng nói hắn chấn kinh. Chữ Linh cũng không có hoàng hồn. Tại một đám người đánh trước đó, nàng là không nghĩ tới sự tình có thế như thế dễ như trở bàn tay thiện. Chữ Linh nhìn một màn trước mắt, huyết tinh chi khí trùng thiên, vô số tu sĩ riêng phần mình tay cầm kiếm, đứng tại các phương, không ngừng ngã xuống đại năng giật mình không có bất kỳ năng lực chống cự nào hài đồng, khi trường minh tông sư thúc xuống tay là thật tàn nhẫn liền thần hồn của bọn hắn đều không có ý định bỏ qua quả nhiên là không sợ nghiệp lực phản vệ triệu linh có chút hít một hơi nhìn qua diệp kiều thiếu nữ độ kiếp khó trách khó trách nàng dám đến cùng thất trưởng lão khiêu chiến thế mà là độ kiếp thiên mệnh nữ hoắc phong ba triệu linh lần nữa nghĩ đến trước đó hỗn loạn quẻ tượng không khỏi thì thào long phượng ra bồng lai hiện vạn tiên tuyệt càng không loạn nguyên lai nàng mới là ngày đó mệnh nữ nói đến việc thanh an tu cùng diệp kiều đồng dạng đều là thương sinh đạo nhưng đạo cùng đạo cũng có khác biệt hắn là bói toán thôi diễn một mạch tự nhiên từ khi còn bé liền biết thiên mệnh không thể trái tin tưởng vững chắc mấy chục năm đạo bây giờ một khi bị đánh vỡ diệp kiều dùng thực lực nói cho hắn thiên mệnh là có thể loạn việc thanh an không buồn cũng không thất vọng con mắt ngược lại sáng ta cứ nói đi diệp kiều cùng những người khác không giống chữ linh bắt lấy sư huynh ống tay áo thừa cơ mở miệng một người đảo loạn càng khôn đây chính là ngươi nói thiên mệnh sao đại sư huynh nàng kỳ thật một mực không tán đồng việc thanh an kia biết rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì nhưng xưa nay không ra tay ngăn lại cho rằng có ít người chết cũng là thiên mệnh khó trái đại thế sở quy chữ linh là thật cảm thấy sư huynh của nàng khả năng liền thương sinh đạo là cái gì đều không có hiểu rõ liền mỗi ngày mù mấy cái loạn tu việc thanh an cũng ngơ ngác đối đầu sư muội có chút ánh mắt dễu cực. Sư huynh muội hai quan niệm từ đầu đến cuối đều là khác biệt, bởi vì cái gọi là đường không giống không thể cùng mưu đồ, chữ linh một mực không có từ bỏ uống nắng hắn những cái kia quá cố chấp suy nghĩ. Việc thanh an xưa nay chưa thấy không có phản bác, mà là thất thần nhìn qua đối phương, gật đầu có chút hiểu được. Có lẽ sư muội nói không sai. Diệp Kiều lúc trước lần thứ nhất gặp mặt liền cho mình một quyền cũng không sai. Trước đó, đúng là hắn quyết giữ ý mình. Tiểu sư thúc. Diệp Kiều hô một tiếng, ngươi bình tĩnh một chút a. À. Bọn hắn lần này giết điên. Vô số sát khí trùng thiên, đủ để cùng ma tộc tàn sát không kém cạnh, thiên không mặc dù sớm đã bị các lộ đại lão đổ kiếp lôi vân bao trùm, không cách nào nhìn trộm nó thiên đạo tâm tư, nhưng căn cứ Diệp Kiều bị đánh nhiều kinh nghiệm đến xem, thiên đạo tuyệt đối là giận. Giết người liền thôi, diệt nhân thần hồn, cái này kỳ thật không hợp lý. Minh Huyền cũng nói theo, thực sự không được để Phật đạo đám kia con lừa trọc đem bọn hắn siêu độ rồi tiếp dư vậy không được không thể tiện nghi bọn hắn nhưng tạ sơ tuyết lần này hành vi là thật có chút cực đoan một trọng hy ra hiệu ngươi đi đem người cản lại a à. minh huyền ngày xưa bị đánh bóng tối hiện ra ta không đi chu hành vân cũng lắc đầu tiểu sư muội ngươi không bằng đi tiếp dư hướng nàng sáng loáng cười một tiếng ngươi thế nhưng là độ kiếp ngươi vĩ đại không cần nhiều lời diệp kiều nàng suy tư một lát gọi Diễu Diễu cùng Tống Hàng Thanh cùng đi, thử trước một chút nhìn ba đóa liên hoa có hữu dụng hay không. Nếu không phải bốn phương tám hướng bởi vì Trường Minh Tông tàn sát các phương đại năng cách làm, dẫn tới vô số tu sĩ dùng thần thức bắn phá, Diệp Kiều sợ bị một đám người làm thành bệnh tâm thần, nàng hận không thể lay động tiểu sư thúc bả vai, nói cho hắn, con kiến thi đi bộ 10 năm, ngươi thanh tỉnh một điểm A. Tốt A, lấy mình đẩy người, tiểu sư thúc là thật rất thảm. Các loại trên ý nghĩa thảm đối phương tính cách là rất hoạt bát hiếm khi nhìn thấy hắn như vậy điên cùng bộ dáng đối tiểu bối cũng đều là ôm lấy có thế chỉ điểm liền chỉ điểm không cách nào chỉ điểm liền nói cho bọn hắn đi tìm ai trợ giúp hắn đối người không có vẻ kiêu ngạo gì cũng sẽ không không có việc gì sẽ giáo dục bọn hắn bên trong đệ tử ngoại môn đều rất thích hướng đối phương thỉnh giáo vấn đề về phần triệu trưởng lão đừng nói giỡn đáp không được còn ngu dốt triệu trưởng lão rất dễ dàng nổi trận lôi đình tạ sơ tuyết tính cách tốt gần như rất ít gặp hắn như vậy giống bị ngàn vạn oán chỗ quấn quanh đỏ kinh người pháp y vốn là không dung nhiễm vết máu trừ phi huyết dịch quá nhiều có chút chật vật bây giờ bộ dáng là thật cùng nhập ma không thể nghi ngờ không trách nàng mấy cái sư huynh cũng không nguyện ý đi qua đều sợ bị đánh chết a à. chữ linh thấy thế cũng đi theo diệp kiều đằng sau tiền bối nàng thanh âm đề cao thiên mệnh đã đổi ngài làm sao khổ chấp nhất tại đã từng tạ sơ tuyết tiện tay dùng linh khí ngưng mấy đạo lưỡi kiếm nghe vậy nhìn về phía chữ linh, cũng không biết nghe không nghe lọt tai, chữ linh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác vị này đại lão, một giây sau lưỡi kiếm liền thẳng đến mình ít hầu. Diệp Kiều thấy thế vung ra công đức kim liên, đồng thời cái khác hai đóa hoa cũng dán tại trước mắt hắn. Nàng không khỏi quan tâm gọi một tiếng, tiểu sư thúc. Ba đóa liên hoa tản ra khác biệt vần sáng, sáng tỏ lại nhu hòa, tinh khiết khí tức tại trước mắt hắn khắp mở, tạ sơ tuyết dường như cũng lấy lại tinh thần, thần hồn dần dần thanh minh, chán nản buông tay ra, đầu ngón tay linh khí tại lúc này trừ khử, vừa rồi kia lùng lệ khí phản phất như kỳ tích bị lắng xuống. Lý trí dần dần hấp lại, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt sát khí trùng thiên trường Minh Tông, đáy mắt suy nghĩ quá nhiều quá phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng nhỏ không thể thấy thở dài, con mắt hơi chớp, hiện ra đỏ, nhiều lần một giây sau có thể rơi xuống huyết lệ. Ta biết, đem ngươi kia hoa kiềm chế, tiểu kiều. Tạ sơ tuyết che khuất thần sắc, hắn không tiếp tục đuổi theo những cái kia tứ tán thần hồn không thả, càng là biết được thiên đạo sẽ không cho phép tạ sơ tuyết không thể nghi ngờ là oán hận thiên đạo nhưng hắn cũng nên rõ ràng không có thiên đạo bố cục từ đầu đến cuối hắn đều không có lại đến một cơ hội duy nhất cho nên hiện tại kết cục là tốt nhất tạ sơ tuyết không biết nghĩ thứ gì bị sát khí quanh quẩn đôi mắt khôi phục bình thường tán linh khí ngược lại là cùng dịp kiều nở nụ cười sau đó thu liễm cảm xúc nhìn trước mắt bừa bộn cùng tu chân giới gần như tất cả tu sĩ xúc động đem thần thức tụ tập tại trường Minh Tông, tạ sơ tuyết đơn giản vút qua, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Giết là giết thống khoái. Thu thập cục diện rối rắm mới là phiền toái nhất. Làm trưởng bối quả quyết không có để tiểu bối thu thập cục diện rối rắm, thế là hắn chủ động đem những cái này cục diện rối rắm ngăn lại, tỉnh táo lại về sau, nhìn thoáng qua những cái này vây quanh ở bên cạnh mình, từng cái trong mong nhìn thấy, thò đầu ra nhìn dường như rất không yên lòng các đệ tử không khỏi lại lần nữa nở nụ cười những người khác bị hắn cười đến hoảng hốt dưới tạ sơ tuyết nhìn qua là khôi phục bình thường không có cổ này không buông tha sức lực nhưng hắn cái này không hiểu thấu hướng bọn họ cười một tiếng chỉ định cũng không có chuyện gì tốt quả nhiên đối phương nhàn nhạt lần này một trận chiến hết thảy đều kết thúc nhờ có các vị ra tay giúp đỡ đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra các đại môn phái thế gia đều sẽ tìm tới cửa lấy thuyết pháp các ngươi nếu là vô sự vậy liền cùng nhau kết bạn xuống núi đi cái gì? Ừm. Nhìn xem bọn hắn một cái ngay người biểu lộ, tạ sơ tuyết trên mặt rốt cục mang mấy phần hoạt khí, chỉ chỉ sau lưng dưới núi, cười, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, giết những người đó, liền không có chuyện để làm đi. Dưới núi còn có ma tộc A. À. Ma tộc còn tại đầy tu chân giới lắc lư cao hứng đâu, tu sĩ lên nội chiến, đám kia từ ma uyên nhảy lên ra tới đại ma nhóm tự nhiên là rất cao hứng, phần lớn bắt đầu càng quét tu chân giới, không khác biệt tìm kiếm tu sĩ hấp thu tu vi thật sinh bồi bổ mấy ngàn năm tại Ma Uyên ở trong tổn thất lực lượng, những cái kia thương sinh thế nhưng là tiếng oán than dậy đất, bị hắc hắc nhiều là thê thảm. Nha! Diệp Kiều nâng chính mình liên hoa, ngốc trệ một lát, cũng ngộ. Nguyên lai còn phải xuống núi một chuyến đi cứu vớt thương sinh tại Thủy Hỏa A. Bọn hắn lập tức yểu xìu chỉ chốc lát, lại rất mau đánh lên tinh thần tỉnh táo, lần này bọn hắn xính nhất thời thống khoái giết đám người này, miễn không được đến tiếp sau có phiền phức cuốn thân nhưng bọn hắn vẫn là đám trẻ con đâu. Trời sập xuống, đương nhiên là tu chân giới các trưởng bối đỉnh lấy. Tạ sơ tuyết ngụ ý rất đơn giản, chỉ cần lần này mang theo các tông đệ bình định đám kia làm loạn ma tộc, bọn hắn liền có thể giải phóng. Điều một phần ba người đi hướng các nơi. Các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ mang đội. Cùng nhau xuống núi đi. Được. Lần này, bọn hắn trả lời trăm miệng một lời. Chương 613, Thiếu Niên Sương dưới đáy đám người tâm tư dị biệt, lãnh bất đinh nghe được tạ sơ tuyết nói muốn một bộ phận đệ tử xuống núi, lúc này liền có người lựa chọn đi theo dịp kiều bọn hắn đi một chuyến. Lúc này toàn bộ trường Minh Tông đều tản ra nồng đậm mùi máu tươi bao trùm lấy, hiện trường tràn ngập vung đi không được lãnh ý, cùng đồ sát phía dưới sinh ra vô số oán khí giao hội, tu vi thấp cũng không khỏi tại nguyên chỗ phát rung. Lộ tiểu Minh tay cầm thứ nhất vạch trần, hắn nhưng là khoảng cách gần vây xem qua độ kiếp người, đương nhiên, biết trường Minh Tông động tĩnh không ít người dù sao Diệp Kiều náo ra đến động tĩnh nhưng lớn. Một kiếm bổ ra Côn Luân Sơn, thất trưởng lão lưu lại đạo trường bị đánh sạch sẽ, toàn bộ tu chân giới đầy trời thức hải toàn bộ quấn quyết lấy nhau khoảng cách gần cường thế vây xem Trường Minh Tông một trận chiến này thắng bại. Nhường một chút, nhường một chút. Là ai thần thức đụng vào ta? Phía tây bắc phương thức hải quấn quyết lấy nhau, tạ sơ tuyết chỉ là đơn giản vút qua hắn kia vô ngần thức hải thiếu chút nữa cũng bị chật ních. Tu chân giới bọn này tu sĩ quả nhiên là nhàn hoãn Lộ Tiểu Minh cưỡng chế kích động trong lòng, gặp bọn họ lục tục ngo ngoe bắt đầu chọn người xuống núi, hắn vội vàng chen lên trước, hỏi, ta có thể cùng một chỗ sao? Ngươi không trở về nhà. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nhất là trường Minh Tông. Lộ Tiểu Minh trừng mắt nhìn, đem đầu giao thành trống lúc lắc, ta hiện tại không nghĩ về nhà. Ai muốn về nhà à nha? Hắn muốn cùng những cái này đại lão cùng một chỗ xuống núi. Bất kể nói thế nào, kia là độ kiếp kỳ, có thế tại đối phương trước mắt xoát xoát tồn tại cảm đều là một trận cơ duyên một trọng hy ngược lại là dễ nói chuyện vô cùng người nếu là muốn cùng cũng không thành vấn đề vậy thì tốt a à, tạ sơ tuyết cũng không phải để bọn hắn xuống núi chơi mà là đem đám kia đáng ghét ma tộc đánh về ma uyên kể từ đó thêm một người cùng đi làm lao động tay chân trong lúc nói chuyện tạ sơ tuyết cũng chú ý tới trong trận một cái duy nhất bình an vô sự người trần mộ thiền hắn ánh mắt đột nhiên lạnh xuống ánh mắt sắc bén rơi vào trên người đối phương, như có thực chất tại uy áp làm kinh sợ Trần Mộ Thiền vô ý thức cầm trong tay Kim Liên, đối mặt loại này sát ý, hắn gắt cao ngăn chặn lại bản năng nghĩ phản kích xúc động, hít một hơi thật sâu, co được giãn được một quỳ, giọng điệu cẩn thận nghiêm túc, nếu là tiền bối không chê, ta có thể giúp ngài siêu độ những cái này thần hồn. Thật đáng sợ. Đếm không hết oán hận cùng nghiệp lực quấn quanh, đây là tiên tông A, chính thống phúc phận chi địa, không phải cái gì ma tộc ma uyên, đem mắt nhìn xa một mảnh huyết sát chi khí như thật bảo trì cái bộ dáng này đằng sau ai còn dám đến bái sư phật đạo bên kia có công pháp liền rất thích hợp đem những cái này thần hồn toàn bộ giải tán trần mộ thiền cũng để ý thanh danh dùng siêu độ cái này một từ nhưng hắn lời ngầm đều đang lấy lòng tạ sơ tuyết hắn có thể cách dùng quyết đem những cái này vung đi không được âm hồn đánh hồn phi phách tán tạ sơ tuyết nghe hiểu thế là liền cười phật đạo từ nơi đó tìm đến như vậy có được giảng được lại sẽ đến sự tình thần tử. Trần Mộ Thiền một thân cà sa, mặt mày thuần khiết sạch sẽ, lại là lại lần nữa ấm giọng hỏi, tiền bối ý như thế nào? Nói đùa, bọn hắn Phật đạo người đến lại đi, vừa mới chuẩn bị tại trường Minh Tông đại triển quyền cước, kết quả còn chưa kịp làm gì vậy liền bị Diệp Kiều cho chế tài. Trần Mộ Thiền rất thức thời, chỉ cần tạ sơ tuyết không giết bọn hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Không ai không quan tâm mình môn nhân, Trần Mộ Thiền đương nhiên nghĩ hết khả năng bảo toàn môn hạ của mình tất cả Phật tu, lúc này mới cả gan cùng tạ sơ tuyết tiến hành đàm phán. Tạ sơ tuyết cũng đau đầu, những cái kia bị giết đều là tiếng tâm lừng lẫy đại năng, sau khi chết oán khí kéo dài không tiêu tan, lắng nghe phía dưới phản phất có thể nhìn thấy vô số thần hồn kêu rên gào thét nồng đậm ác ý để người thấy chi hô hấp đều. Ngừng lại. Hắn cũng không phải cái gì sát nhân cuồng, tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này, một cái duy nhất toàn thân trở ra, tử thương tổn thất ít nhất Phật nói, có thể. Tạ sơ tuyết trong mắt hiện ra mấy phần lãnh ý, dọn dẹp sạch sẽ nơi này, thuận đường. Hắn vương tay một trảo, phía dưới trần mộ thiền không có chút nào nữa điểm phản kháng chi địa, trời đất quay cùng lúc bị đối phương chộp trong tay, cả người viết kép nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thuận đường, các ngươi thần tử ta liền dẫn đi. Tạ sơ tuyết cười lên, nói cho đám kia Phật tu, muốn để bọn hắn thần tử bình an vô sự, cầm Phật đạo bên kia tất cả có thế cầm nội tình đến đổi, không phải hắn cũng không để ý để công đức kim liên trở thành vật vô chủ không chút nào che giấu sát ý để trần mộ thiền cứng ngắc thân thể một cử động nhỏ cũng không dám hắn có thế nhìn ra tạ sơ tuyết là thật muốn làm thịt chính mình vật vô chủ dưới đáy chúng vật tu nhóm sắc mặt đều là tái đi chủ nhân bỏ mình mới có thể biến thành vật vô chủ khi không sẽ chờ cùng với không bỏ ra nổi đồ vật đến liền phải chơi chết bọn hắn thần tử rồi sao lập tức đám người tây tản ra tới lui trù tiền còn đứng ngay đó làm gì a à? nhà mình thần tử đều muốn không có đương nhiên là tranh thủ thời gian chuột người a à. tu chân giới thực lực mạnh yếu các lộ thức hải toàn bộ tụ tập đến trường minh tông đỉnh đem một màn này vỡ kịch thu vào trong mắt các tông trưởng lão tâm thả lại trong bụng thản nhiên chuẩn bị rời núi đi đi xem một chút náo nhiệt dĩ nhiên không phải đi xem trường minh tông náo nhiệt tạ sơ tuyết đều nói để các tông đệ tử mang một phần ba nội ngoại môn xuống núi vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải cấp trường minh tông mặt mũi này à tranh thủ thời gian phát chút đệ tử cùng theo đi có thể cùng diệp kiều cùng một chỗ lịch luyện a à, lần này cũng không gọi được lịch luyện nhưng vô luận như thế nào cũng là một trận tạo hóa được tuyển chọn nội ngoại môn đệ tử có phúc khoảng cách gần phỏng đoán độ kiếp kiếm pháp đó cũng là có khác biệt cảm ngộ quân bất kiến vấn kiếm tông tông chủ cũng là một cái duy nhất độ kiếp kỳ hẹp hòi thật nhiều từ đầu đến cuối không có một cái đệ tử gặp qua hắn huy kiếm là bực nào phong thái càng đừng đề cập lĩnh hội cơ hội duy nhất một lần động thủ vẫn là động thủ đánh diệp kiều trừ diệp kiều bên ngoài hắn phất tay động tác phía dưới đám kia thân truyền đều thấy không rõ keo kiệt cực nhưng diệp kiều hào phóng a à, nàng hẳn là không ngại để người bên cạnh phỏng đoán lúc này các trưởng lão bận rộn chọn không ít thiên phú không tồi đệ tử để bọn hắn đi theo cùng nhau đi tới các nơi hàng yêu trừ ma ngũ tông nội ngoại môn thêm nữa cùng một chỗ lục tục ngo ngoe gần 5.000 người đội ngũ, bởi vì là lần đầu tiên đi theo riêng phần mình tông thân truyền xuống núi, toàn bộ không có kiềm chế lại tâm tình kích động, thò đầu ra nhìn liếu ríu rùng ben. Đoạn hoành đao nghe được những người này tiếng nói, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Nghe nói, một người có thể đỉnh 500 con vịt. Diệp Kiều cũng đang thì thào. Khi phía sau bọn họ những đệ tử này phải nhiều lắm là thiếu con con vịt. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên mang nhiều như vậy dưới người đi, không có kinh nghiệm gì, liền buông xuôi bỏ mặt, trên đường, ngẫu nhiên gặp, không ít tu sĩ, toàn bộ hung hăng nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn, không ngừng xì xào bàn tán. Nhìn về nhìn, nhưng không ai dám tiến lên, có chút thân truyền tính cách rùa lông, hận không thể những người này cách mình càng xa càng tốt, hiện trường xây lên màn ngăn để nghĩ lên trước các tu sĩ không được tiến nửa bước. Trên đường có lẽ là bị những đệ tử kia cảm xúc lây nhiễm, dẫn đội thân truyền nhóm cũng dần dần đắm chìm hưng phấn bên trong, tất cả pháp bảo ra hết, vô số trận pháp phát họa kiếm pháp giao thoa tình cảnh, bây giờ hồi tưởng lại cũng là để bọn hắn không cầm được đắc ý, toàn đang liếu triếu thảo luận trước đó bọn hắn lúc chiến đấu anh tư. Duy chỉ có một trọng hy tại nói thầm. Chờ đè xuống những cái kia ma tộc, ta muốn về nhà một chuyến. Tu chân giới cùng nhân gian không có cái gì thời gian giới hạn, một trọng hy sau khi nói xong, bên cạnh Minh Huyền liền treo gẹo, đều nhiều năm như vậy, ngươi còn luyến hồng trần A. Bái nhập môn phái bước đầu tiên chính là chặt đứt hồng trần lo lắng, nơi nào giống một trọng hy dạng này, mỗi lần đều nhao nhao la hét về nhà. Nhân gian là thật có ý tứ, rất nhiều lời bản chơi vui, ăn đồ vật cũng nhiều, vấn đề là đối tu sĩ hạn chế rất nhiều, tu sĩ cũng không có mấy cái sẽ hạ nhân gian, trừ thực sự thiên phú dị bẩm, sẽ có tu sĩ dẫn đầu ngụy trang thành lão gia gia hạ giới lắc lư đối phương đi tu tiên, một chút không có tiên duyên, cũng liền không người để ý tới. Mà chỗ tốt cũng là có, mặc kệ là tu sĩ hay là ma tu, đều thật không dám ở nhân gian dương oai, cũng so tu chân giới tai họa thiếu. Một trọng hy, hừ. Hắn đương nhiên là muốn về nhà. Các ngươi cùng ta về nhà đi, lúc trước vội vàng từ biệt, lần này cũng không có cái gì sự tình nha. Nghĩ tới đây, một trọng hy không khỏi cao hứng lên, thanh âm đều nhảy cẩn mấy phần. Con mắt nhìn xem Diệp Kiều, tràn đầy chờ mong. Diệp Kiều là hắn tới tận cửa, cùng những người khác là không giống. Sư muội hắn là độ kiếp, hắn lúc này nhưng kiêu ngạo thiếu niên một thân hồng y xinh đẹp mắt như chấm nhỏ cười một tiếng ở giữa phản phất có đầy trời sao rơi vào đôi mắt của hắn diệp kiều không khỏi cảm thán quả nhiên ngốc bạch ngọc cái gì đáng yêu nhất nàng mấy cái sư huynh tính cách khác biệt minh huyền tính cách mẫn cảm đại sư huynh tu thái thượng vong tình vạn sự không để trong lòng tiếp dư tâm tư sâu nhất diệp kiều không tin lúc trước một trọng hy hào hứng hừng hực mang mình nhập tông lúc tiếp dư không có hoài nghi tới mục đích của nàng dù sao nàng tam sư huynh bao nhiêu là mang điểm tâm mắt Diệp Kiều Bình đẳng thích mỗi một cái sư huynh, nhưng nếu như lần đầu gặp, gặp phải là cái khác ba cái, nàng tin tưởng vững chắc ba người khác vung đều chẳng muốn vung mình liếc mắt. Chỉ có một trọng hy khác biệt. Thiếu niên thấy núi là núi, thấy nước là nước. Tâm tư thuần túy, ngươi đứng ở nơi đó, trong mắt hắn, ngươi chính là ngươi. Mới gặp lúc ấy, hắn không so đo thân phận, cũng không quan tâm nàng là từ đâu như đến. Cao cao tại thượng trường Minh Tông thân truyền đệ tử, kiếm đạo thiên tài, cười hì hì đem biết đến toàn bộ báo cho chính mình diệp kiều lần thứ nhất gặp mặt liền suy nghĩ tâm tư đơn thuần như vậy sư phụ hắn nhóm là thế nào yên tâm để một mình hắn xuống núi cũng không sợ bị người cho bán người tây tính cách khác nhau nhưng một trọng hy trên người có trẻ sơ sinh thuần túy minh huyền thấy một trọng hy đặt chỗ ấy cười cầm cây quạt lãnh bất đinh gõ xuống hắn tráng đi nhanh đi sự tình còn không có giải quyết xong đâu còn muốn hoặc sư muội hạ nhân ở giữa ngươi làm gì lại đánh ta một trọng hy nổ, không chút do dự cho đối phương một quyền, đồng thời bất mãn thăm dò tố cáo, đại sư huynh, ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Minh Huyền vòng quanh Chu Hành Vân xoay quanh, bị đánh tê một tiếng, không cam lòng yếu thế, dựa vào cái gì giáo huấn ta? Ngươi còn bất kính sư huynh đâu? Chu Hành Vân nhìn bọn hắn liếc mắt. Lập tức, người là mệt, tâm là lạnh, cả người đều là mệt. Minh Huyền, đại sư huynh, ngươi mau nói chuyện a. À. Nhanh cho hắn một đấm cho hắn biết cái gì gọi là trưởng ấu có thứ tự. Một trọng hi ha một tiếng, làm sao không để đại sư huynh cho ngươi một roi chân đâu. Ngươi liền biết nói ta. Tiết dư cảm thấy hai người này vẫn là thiếu biết biết đi, dù sao đại sư huynh lúc này xem bọn hắn hai ánh mắt rất lạnh, mà lại thực đã chậm rãi từ bắt đầu, tiểu sư đệ thích ăn đòn, dứt khoát diễn biến thành, hai người cùng một chỗ thu thập đi. Dù sao Minh Huyền cũng không phải cái thứ tốt. Tiếp dư chật chật hai tiếng, hai người này đời trước có thù đi. Diệp Kiều cười hì hì, nói không chính xác đâu. Diệp Kiều cùng tiếp dư kết bạn đi, đại sư huynh bản tới một người đi ở phía trước còn buồn bực ngán ngẩm, thủ đến bên người hai cái sư đệ còn tại cùng tần vương quấn trụ đồng dạng, không ngừng vòng quanh hắn tại cách không cãi nhau, hắn biểu lộ sống lại vô khả luyến. Hắn quyết định, chuẩn bị hồi tông sau đem hai người đều giáo huấn một lần. Vừa rồi nhao nhao túi bụi hai người phía sau lưng bỗng nhiên mát lạnh, nhìn thoáng qua đại sư huynh, phát hiện đại sư huynh nhẫn nại là có hạn độ, lập tức cũng không dám nhao nhau lớn không được hồi tông lại nhất quyết sinh tử chứ sao năm người đi ở chính giữa phía trước là vấn kiếm tông người mang đội diệp kiều chật chật nếu không phải biết bọn hắn phụng mệnh xuống núi một màn này liền thật giống như học sinh tiểu học chơi xuân đi ở phía trước chính là năm cái một cái sau một cái đi gọn gàng giống như là đội thiếu niên tiền phong đội viên đằng sau liền không có chính hình bọn hắn đánh nhau cũng nhanh mệt chết được chứ kiên kỵ sau lưng nội ngoại môn có chút đệ tử sẽ không ngự kiếm, không cách nào một lần tính mang quá nhiều người, chỉ có thể bị ép đi đường xuống núi, những cái kia đại năng động thủ cũng chẳng cần biết ngươi là ai, kiếm chặt đi xuống chính là nửa người, nếu không phải chống cự kịp thời có đang dược chèo chống, đã sớm lạnh thấu. Thật vất vả chậm tới, lại bị điều động xuống núi. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Đoạn hoành đao cùng thẩm tử vi tổ hai người lẫn nhau động viên, ngươi bóp ta một chút, ta bóp ngươi một chút, tranh thủ không tại hạ trên sơn đạo ngủ như chết đi qua. Đương nhiên, hai người này bóc đến cuối cùng biểu lộ đều vặn vẹo hận không thể đem đối phương bóc chết, hồi tông sau có thể hay không diễn biến thành ân quán cục, liền không được biết. Phương Chi Giao cùng Diễu Diễu Lộ Tiểu Minh tập hợp lại cùng nhau, ba cái kiều suy học kia tự nhiên có chủ đề trò chuyện, trên đường không có nhàn rỗi, chính thao thao bất tuyệt thổi phòng dịp kiều, lẫn nhau so đấu ai là lớn kỹ nữ tử. Các ngươi khi nào thì đi. Tống Hàng Thanh cái này người liền tương đối thiết thực, nhìn thoáng qua bên người hai cái thần côn, vẫn như cũ là thấy ngứa mắt, mở miệng chính là đuổi người, điển hình sử dụng hết liền ném. Hai người này đến từ bồng lai, bởi vì bồng lai thân truyền ít, dẫn đến hai người tính cách ngạo mạn Tống Hàng Thanh không thể tin được lại có người so với mình còn có thể chứ Việc Thanh An cũng không giận, dù sao lần xuống núi này hắn cảm ngộ rất sâu, về bồng lai ngay lập tức chính là đi bế qua ngộ đạo, mỉm cười, các ngươi nếu như tốc độ nhanh, có thể tại một ngày thời gian đem những cái kia ma tộc chạy về đạo ma uyên, như vậy ngày mai không sai biệt lắm liền dọn dẹp một chút ai về nhà nấy dù sao việc nơi này vậy dĩ nhiên là hữu duyên gặp lại mọi người khô nhanh hơn một chút sớm một chút tán ai cũng không nghĩ giải quyết tu chân giới những cái kia đại năng sau còn muốn tăng ca diệp kiều phía trước có người gọi nàng một tiếng làm sao diệp kiều nhìn xem dịp thanh hàn ngươi bổ côn sơn một kiếm kia hắn không nhìn những người khác ánh mắt hiếu kỳ hoành đao thủ nhập là thanh phong quyết một thức sau cùng sao? Đúng. Diệp Thanh Hàn khi nhìn đến nàng thực lực một khắc tinh thần là hoảng hốt, Công Sơn là một chỗ dính liền Hoàng Mỹ đạo trường, lại có Thất trưởng lão vận hành linh khí thủ thông nội bộ, công phòng nhất thể, nhưng mà lại là bị một kiếm bổ ra. Hắn cảm tình chân thật, rất lợi hại. Diệp Kiều lập tức đắc ý, đó là đương nhiên. Hắn tiếp tục hỏi, lần sau có rảnh, đến vấn kiếm tông sao? Diệp Kiều trước ngươi trận pháp kia gọi là cửu chuyển luân hồi trận sao? Tống Hàng Thanh không cam lòng yếu thế, hiển nhiên muốn cùng đối phương xâm nhập giao lưu một phen. Nhìn trộm chỉ chốc lát, gặp bọn họ lề mà lề mề còn không có triệt để rời đi tiểu sư thúc không thể nhịn được nữa, đừng lề mề, tranh thủ thời gian xuống núi a à các ngươi. Lại không xuống núi, đám kia ma tộc đều muốn xưng bá tu chân giới. Đám người run rẩy, vội vàng thủ chạy dưới núi. Đếm không hết ân ân oán oán, đối chọi gay gắt, năm năm gút mắt đều tan thành bọt nước. Một đám thiếu niên hùng hùng hổ hổ thủ chạy dưới núi, hoặc vác lấy kiếm, hoặc cổng y túi, hoặc cất phù lục phát khí, phương đông đã trắng, không trung vẫn như cũ là vung đi không được kiếp vân, hoành tà ra tới một điểm ánh sáng chiếu vào trên mặt của bọn hắn. Giống như là thoại bản bên trong một màn, trong lúc vội vàng các loại quần áo xen lẫn, tại lúc này mây đen trải rộng hơi có vẻ u ám cảnh sắc dưới, trước nay chưa từng có sáng tỏ cũng làm cho một đám rốt cuộc đợi đến bọn hắn xuống núi xuất thủ tu sĩ suýt nửa lệ nóng danh trong. Tại Nhật Nguyệt giao thế, dòng sông thời gian bên trong, tất cả sắc thái đều sẽ dần dần rút đi. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng như thế vững tin. Sơn Hà thay đổi, đổ chuyển tinh di. Trăm ngàn năm về sau, cửu châu một màu. Cũng vẫn như cũ sẽ là các thiếu niên sương. Toàn văn xong.